Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 26. Biển máu của Tào Á Tinh chính là tử địch của khí tức này, lập tức bị hào quang tinh lọc, cả huyết thần kỳ tổn hao nhiều, thậm chí có dấu hiệu tiêu tán. Hắn sợ hãi gọi trở về, vừa cầm vào trong tay thì cảm thấy huyết khí giảm dọa người, đau lòng dậm chân. Ở phương xa, biển áo bị Tào Á Tinh chấn bay tới chỗ Lưu Vĩnh Hằng, trên người nhiễm huyết khí dơ bẩn, đang đau khổ vận chuyển chân khí ngăn cản, bị hào quang chiếu vào tinh lọc huyết khí, chỉ cảm thấy thương thế lập tức chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa. Đây là hào quang gì? Tất cả mọi người tâm thần chấn động, ngay cả Tiền Vô Địch cùng Từ Thanh cũng dần dần ngừng tay, hai người cách xa nhau khá xa, cảnh giác nhìn nhau, nhưng sắc mặt đầy khiếp sợ nhìn qua tử đỉnh. Rốt cục hào quang càng ngày càng yếu, giống như mất đi khối thức nhưỡng, chậm rãi ảm đạm xuống, cuối cùng tiêu tán. Ngay vào lúc hào quang thánh khiết tiêu tán, một đám khí đen dần dần hiện ra, tụ tập trên không tử đỉnh không có tiêu tán. Lý Vân Tiêu nhìn chằm chằm vào đám khí đen kia, sắc mặt tái nhợt, gian nan nuốt nước miếng, thất thần nói. Xong đời, chúng ta xông đại họa. Mọi người nhướng mày, khó hiểu nhìn qua hắn. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vỗ thân đỉnh, cả đại đỉnh bị hắn giơ lên, chớp động vài cái trong tay của hắn, liền trực tiếp thu nhập vào trong mi tâm. Tào Á Tinh tức giận nói. Ngươi một người thu ba kiện chí bảo, còn có đại địa tức nhướng, thật sự là xông đại họa. Hôm nay không nhổ ra hai kiện thì đừng mong rời khỏi nơi đây. Mấy người khác nhanh chóng vây quanh, vây khốn hắn vào giữa. Đặc biệt là Tiền Vô Địch và ba tên kia không thu được món nào, vẻ mặt tái nhợt, vô cùng âm lãnh. Lý Vân Tiêu thì ngửa đầu nhìn qua đám khí đen, nhìn nó quay cuồng trên không trung, lộ ra thần sắc đắng chát, nói. Chư vị cũng biết đây là cái gì. La Thanh Vân nhướng mày, nói. Không phải chỉ là một đám hắc khí sao? Nhưng cảm giác rất yêu tà, dường như không đơn giản. Mấy người khác cảm thấy hắc khí quái dị, nhao nhao nhíu mày, cẩn thận quan sát. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Vừa rồi trong đỉnh có chữ khắc không ngừng hiện ra, ta cũng chỉ đọc hiểu một phần nội dung. Ý là lúc kiến tạo Tu Di Thần Cung là vì trấn áp hắc khí này. Mà chúng ta lấy năm kiện cửu giai huyền khí cùng đại địa tức nhưỡng chính là mắt trận trấn áp hắc khí. Đám hắc khí này được chữ trên đại đỉnh gọi là ma. Lần này mọi người biến sắc. Vận dụng cả cung điện, còn có 5 kiện cửu giai huyền khí và chân bao khoáng thế đại địa tức nhưỡng chân áp, vừa nghĩ tới đã cảm thấy gợn cả người. Từ Thanh cả kinh nói. Loại trận thế này, chẳng lẽ là chân áp cường giả thập phương thần cảnh? Sắc mặt Tào Á Tinh cũng khó nhìn, nhìn chằm chằm vào hắc khí nói. Tu Di Thần Cung tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, cho dù chân áp là cường giả thần cảnh, đoán chừng từ lâu đã hóa thành cho bụi. Hiện tại chỉ còn lại một đám hắc khí mà thôi, sợ là đã chết, chỉ còn lại một đám năng lượng. Cách nói này được mọi người tán thành, tuy thập phương thần cảnh sớm đã tuyệt tích tại Thiên Vũ Đại Lục, nhưng mà trong sử sách ghi lại cường giả thần cảnh của Đại Lục không ít, còn có ai có thể ngăn cản thời gian ăn mòn, tuyên cổ bất diệt. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vẫn vô cùng khó coi, lắc đầu nói. Các ngươi thậm chí nghĩ quá đơn giản, loại hắc khí này ta đã gặp qua mấy lần, cực kỳ nguy hiểm. Nó không giống năng lượng của võ giả, mà là năng lượng tinh khiết, dường như có chút linh tính. Lý Vân Tiêu không dám nói quá nhiều, giờ phút này trên người hắn có hộp ngọc cũng phong ấn một đạo hắc khí như vậy, nhưng mà thập phần nhỏ, chính là luyện ra từ tinh thạch danh ngạch. Hơn nữa ban đầu vẫn lạc ở Thiên Đãng Sơn Mạch, hoàn toàn có quan hệ tới hắc khí này. Hắn trong mơ hồ dường như cảm giác mình đang từ từ vạch trần một bí mật vô cùng nguy hiểm. Ngày hôm nay phá vỡ đại trận trấn áp của Tu Di Thần Cung có lẽ đã xông đại họa ngập trời. Linh tính, hừ. Lưu Vĩnh Hằng sắc mặt trào phúng, băng hàn nói. Đây chỉ là năng lượng thể thuần túy, làm sao có thể có linh tính. Ngươi một người thu 4 kiện bảo vật, mơ tưởng đổi chủ đề. Lâm Mộc cùng Cảnh Thu cũng kiên định đứng sau lưng Lưu Vĩnh Hằng, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu. Đúng lúc này, đám hắc khí trên không trung hóa thành bộ dáng cánh tay. Càng ngày càng rõ ràng. Cái này, xảy ra chuyện gì? Mọi người cả kinh, hắc khí ngưng tụ thành cánh tay phóng thẳng về phía Lý Vân Tiêu, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã tới. Lý Vân Tiêu hết sức kiêng kỵ hắc khí này, cho nên vẫn nâng cao tinh thần cảnh giác, chân khí bao phủ, đánh ra một chiêu đại phong vân trường. Bàn tay phong vân bao phủ, hào quang vạn trường. Trong tám hướng, phong vân do ta. Cánh tay hắc khí bị ngăn cản.
lập tức vèo cải biến phương hướng, bắn thẳng vào Lưu Vĩnh Hằng gần nó nhất. A! À, Lưu Vĩnh Hằng kêu thảm thiết, chỉ thấy khí thể hóa thành cánh tay chui vào lồng ngực của hắn, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng thân thể của hắn không có chút vết thương nào, nhưng mà sắc mặt trở nên thống khổ cực đoan, nhưng mà rất nhanh đã trở thành bình tĩnh, khí tức Phú Tông từ từ tắt đi, trở lại thành người bình thường. Ti! Lần này tất cả mọi người hoảng sợ thất sắc, nhao nhao thối lui. Đặc biệt là Lâm Mộc và Cảnh Thu sau lưng Lưu Vĩnh Hằng càng vèo nhảy ra xa 10 mét, nhìn xa xa, trên mặt đầy khiếp sợ và sợ hãi. Sắc mặt Lý Vân Tiêu ngưng trọng chưa từng có, đột nhiên quát. Quả nhiên vẫn còn sống, chư vị đồng loạt ra tay, trấn áp thứ này, nếu không tất cả mọi người xong đời. Hắn biết rõ loại vật này đáng sợ, vội vàng bắn ra một đạo kim quang. Nó xoay tròn trên không trung, ngưng tụ thành một trận pháp đơn giản bay qua, vây khốn Lưu Vĩnh Hằng vào trong đó. Nhưng kim quang kia tiếp xúc thân thể Lưu Vĩnh Hằng thì tán loạn, hóa thành ánh huỳnh quang tiêu tán trên không trung. Đột nhiên tay phải Lưu Vĩnh Hằng biến thành đen kịt, giống như bị hắc khí bao phủ. Khí thế trên người hắn sinh ra biến hóa, khí tức tỏa ra làm người ta bị áp bách. La Thanh Vân sợ hãi nói. Chẳng lẽ là đoạt xá? Lâm Mộc cùng Cảnh Thu giật mình, hai người nhìn nhau, nhao nhao nói. Bảo vật tất cả đều là các ngươi cầm, lần này gặp chuyện không may liên quan gì tới chúng ta. Ra không phụng bồi. Hai người lập tức hóa thành một đạo quang mang bay ra ngoài điện. Giờ phút này còn muốn tưởng đạt được chỗ tốt hiển nhiên là không thể nào, không cần phải ở lại nơi nguy hiểm quỷ dị này. Phanh! Đột nhiên cả đại điện rung chuyển mạnh, có cảm giác như núi rung đất chuyển, cánh cửa nội điện đóng lại. Lâm Mộc cùng Cảnh Thu trực tiếp bị giam ở bên trong, không cách nào ra ngoài. Mọi người đều hoảng sợ không thôi, thì ra tay phải Lưu Vĩnh Hằng nắm chặt, dĩ nhiên sinh ra chấn động lớn như thế, hơn nữa thần sắc và ánh mắt của hắn dần dần trở nên quỷ dị. Đặc biệt là đôi tròng mắt kia, hoàn toàn biến thành màu lam nhạt. Yêu Long dùng ngữ khí thập phần ngưng trọng truyền âm nói. Chỉ là không biết ma có thực lực gì, chúng ta nên nhanh chóng rời đi thôi. Vẻ ngưng trọng trên mặt Lý Vân Tiêu không giảm, cẩn thận quan sát đến, nói. Từ khí tức mà nhìn dường như chỉ có trình độ vũ vương, nhưng lại cho người ta cảm giác áp lực không nói nên lời. Lâm Mộc đứng ở cửa đại điện cao giọng hô. Vĩnh Hằng huynh, chúng ta cùng thuộc bảy thế lực lớn, tương giao vô cùng tốt, kính xin thả ta cùng Cảnh huynh rời đi. Hắn hô vài lần, mặt Lưu Vĩnh Hằng vẫn không biểu tình, nhưng mà tay phải nắm chặt, hắc khí trên cao không ngừng lưu động. Dường như vẫn chưa thích ứng thân thể này. Sắc mặt Tiền Vô Địch nghiêm nghị, hừ lạnh nói. Hắn đã bị đoạt xá, còn Vĩnh Hằng huynh, im miệng đi. Lâm Mộc biến sắc, ngược lại ôm quyền nói. Tiền bối, chúng ta và đỉnh lô này khi còn sống quan hệ vô cùng tốt, kính xin tiền bối thả hai người chúng ta rời khỏi. Vài món bảo vật trấn áp tiền bối ở trên người những kẻ kia, không quan hệ tới chúng ta. Sắc mặt Lý Vân Tiêu bốn người biến hóa. Đều thán phục Lâm Mộc vô sỉ. Lưu Vĩnh Hằng rốt cục chậm rãi mở mắt ra, trong cổ họng một hồi xì xào cót két, dường như muốn nói cái gì, là do thời gian quá lâu không nói gì nên không nói rõ. Nhao nhao, nhao nhao, thương, con ruồi. Hắn nâng tay phải lên, chỉ vào Lâm Mộc dùng giọng điệu đứt quãng nói. Ngươi, ngươi đúng, đúng, là con ruồi. Lâm Mộc nhìn thấy ánh mắt lạnh nhạt kia, lại bị cánh tay màu đen chỉ vào. Trong nội tâm sợ hãi, có chút di chuyển thân thể để tránh đặt mình vào khí tức cổ quái kia. Vèo. Đột nhiên trên đại điện có cơn gió quét qua, sau đó là tiếng kêu thảm thiết của Lâm Mộc, Lưu Vĩnh Hằng dùng tốc độ cực nhanh bóp cổ Lâm Mộc, truyền đến âm thanh xương cốt tan nát, là âm thanh đùng đùng như giang đậu. Thật nhanh. Tất cả mọi người giật mình, đáy lòng hoảng sợ phát lạnh, chỉ hơi không lưu ý đã chết một tên vũ tông. Cảnh Thu càng sợ tới mức kêu to một tiếng. Liền vội vàng chạy đi, nhảy tới bên cạnh La Thanh Vân, vẻ mặt đầy hoảng sợ, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Lưu Vĩnh Hằng ném thi thể Lâm Mộc đi, cái đầu vặn vẹo, thỉnh thoảng dùng sức vỗ đầu mình, trong miệng không ngừng thì thầm lẩm bẩm. Như thế nào, muốn không, bắt đầu. Ai, ta là ai, ở đâu, đây là nơi nào? Ánh mắt của hắn nghi hoặc thật sâu, nhưng khiến người sợ hãi là, mỗi khi vỗ một cái thì phanh bắn ra một đoàn huyết dịch. Đánh vài cái thì sụp xuống một góc, óc đều chảy ra, nhưng vẫn nghi hoặc. Ọt ọt. Tất cả mọi người nuốt nước miếng, bước chân không tự chủ lui lại. Tuy khí tức trên người hắn biểu hiện ra là vũ vương,
nhưng vừa rồi dễ dàng diệt sát Phổ Tông, ai cũng không dám dễ dàng khiêu khích hắn. Lưu Vĩnh Hằng quay đầu, ánh mắt đảo qua từng người, khàn khàn nói. Cái thân thể này, không tốt. Hắn dùng ngón tay chỉ Lý Vân Tiêu nói. Ngươi, thân thể, rất tốt. Sau đó lại chỉ vào La Thanh Vân nói. Ngươi, thân thể, cũng tốt. La Thanh Vân không tự chủ lui về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt, nói. Chư vị, làm sao bây giờ? Thừa lúc hắn còn chưa thích ứng bộ dạng đoạt xá này, không bằng đồng loạt ra tay giết hắn. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Có thể giết chết thì chủ nhân Tu Di Thần Cung đã không cần bố trí thủ pháp khoa trương như vậy trấn áp hắn. Ta đề nghị mọi người nên lấy bảo bối ra, trấn áp hắn lần nữa. Trên mặt Từ Thanh hiện ra vẻ dãy giụa, cuối cùng nói. Tốt, chỉ cần ngươi cam lòng lấy ra, ta cũng không có gì không nở. Nhưng mà trận pháp phòng ấn bị phá hư, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu nói. Tuy ta không hiểu đại trận này, nhưng mà vẫn có mấy trận pháp uy lực cực mạnh. Chỉ cần mọi người đồng tâm hiệp lực, có lẽ có thể phòng ấn lần nữa. Tốt, tất cả mọi người cảm giác được là chuyện bất thường, nếu không phải đồng tâm hiệp lực, vô cùng có khả năng sẽ chết toàn bộ tại đây, thần sắc cả đám vô cùng ngưng trọng. Mi tâm Lý Vân Tiêu lóe lên, tử đỉnh lúc trước bay ra ngoài, hiển hiện trên không trung. Tay của hắn bất linh quyết và ấn quyết, khắc sâu vào tử đỉnh kia, một linh quyết đánh xuống bắn ra đạo hào quang. Thần sắc mọi người hoảng sợ. Vừa mới nhận cửu giai huyền khí, mấy người khác vẫn dùng chân khí áp chế, nếu không đã sớm phá thể bay ra ngoài. Muốn triệt để luyện hóa cho mình dùng, bằng tu vị của bọn họ không có mấy năm, thậm chí mấy chục năm là không có khả năng. Nhưng Lý Vân Tiêu vừa mới thu đã lấy ra dùng. Cái này, kỳ thật Lý Vân Tiêu sử dụng cũng vô cùng miễn cưỡng, chỉ là không ngừng cảm thụ khí tức ẩn chứa trong tư đỉnh, trợ giúp hắn dần dần sử dụng, nếu không bằng vào tu vị vũ vương của hắn, căn bản không có khả năng vận dụng. Giống, Lưu Vĩnh Hằng nhìn thấy tử đỉnh trên không trung, trong giây lát toàn thân run lên, hét lớn một tiếng, dường như đã nổi giận. Con người màu làm nhạt của hắn trở nên vô cùng thanh thúy. Tay phải bị hắc khí bao phủ, run rẩy không ngừng, trong miệng không ngừng chu lên. Sơn Hà Đỉnh, Sơn Hà Đỉnh. Lý Vân Tiêu thế mới biết, thì ra tử đỉnh này tên là Sơn Hà. Mọi người ra tay trấn trụ hắn, ta muốn bảy trận. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trên người kim quang lập lòe, các loại phù văn sáng tối hiện ra, tạo thành một dãy dài trên không trung. Mỗi một văn tự đều ẩn chứa thiên địa quy tắc, có pháp lực lớn lao. Những văn tự và ký hiệu này không ngừng nối dài trên không trung, tạo thành một trận pháp cỡ nhỏ, nhanh chóng mở rộng ra, cả nội điện trở nên sáng ngời, màu vàng lộng lẫy. Những người còn lại nhìn qua đều ngây ngốc, đều không dám khinh thường, nhao nhao ra tay. Tuy Lưu Vĩnh Hằng nhìn qua hành động thì ngu ngốc, nhưng một kích đơn giản đã giết Lâm Mộc vẫn còn chưa tiêu tán trong lòng bọn họ, có trời mới biết hắn mạnh cỡ nào. Huyết thần kỳ, Dương. Hai tay Tảo Á Tinh giang ra. Gương mặt khủng bố hiện ra trong chiến kỳ, một biển máu lan tràn hình thành nét đối lập rõ rệt với kim quang trận pháp của Lý Vân Tiêu, lúc này chụp thẳng vào Lưu Vĩnh Hằng. Trong biển máu oán khí trùng thiên, không sạch sẽ, biến ảo thành các loại gương mặt khủng bố tấn công Lưu Vĩnh Hằng. Phanh! 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 Những gương mặt khủng bố kia xuất hiện, còn không có va chạm với Lưu Vĩnh Hằng đã nổ tung, hóa thành huyết châu tiêu tán. Lưu Vĩnh Hằng thần sắc vẫn kích động đứng ở đó. Hắn nhìn chằm chằm vào Sơn Hà Đỉnh trên đầu Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Tào Á Tinh đại biến, những người còn lại hoảng sợ không thôi. Uy lực huyết thần kỳ thế nào mọi người lúc nãy đã nhìn thấy, thậm chí nó không thể tiến gần người nọ, hắn thật sự là cường giả thần cảnh sao? Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, quát lớn. Mọi người đừng hoảng hốt, tu vị của hắn bây giờ không cao, chỉ là vũ vương mà thôi, đồng loạt ra tay trấn áp hắn. Ta đã bố trí xong đại trận rồi. Cửu Thiên Đô Triện Phục Ma đại trận, phong cho ta. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, kim quang quanh người sáng ngời, những pháp được kích hoạt. Kim quang sáng ngời, hào quang lòe loẹt lóa mắt, hai tay của hắn không đình trệ chút nào cả, các loại thủ ấn bay ra, cả đại trận co rút lại, nó đang áp xuống, có xu thế phục ma. Lưu Vĩnh Hằng lúc này mới phát giác được cái gì đó, hào quang màu xanh ra trời hiện ra. Ma khí ở tay phải cổ động, hai chân chùn xuống, thân thể lại lao tới chộp vào Lý Vân Tiêu. Dường như trong lúc không ngừng đánh nhau, thân thủ và tư duy của hắn không ngừng khôi phục.
xíu. Bóng người La Thanh Vân đột nhiên ngăn ở trước người Lý Vân Tiêu, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lưu Vĩnh Hằng, hư ảnh chân long lưu động bốn phía, hai tay kết ấn đánh xuống. Cút xuống cho ta. Chân long pháp thân, long ngự tứ cực. Một tiếng long ngâm từ viễn cổ truyền tới, không ngừng vang vọng trong đại điện. Ánh mắt Lưu Vĩnh Hằng đầy ngạc nhiên, vội vàng đình trệ thân hình trên không trung, tay phải đánh ra một quyền. Ma khí màu đen tạo thành gió lốc, đột nhiên trước mắt đen kịt, hắc khí va chạm với long khí. Oanh! Hai lực lượng khuyết tán ra, thậm chí có cảm giác thế lực ngang nhau, cả hai cắn nuốt nhau sau đó tena thành mây khói. La Thanh Vân chỉ cảm thấy như bị núi cao va chạm, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ra ngoài. Thân thể cường đại như hắn thi triển một kích chí cường này lại trọng thương thổ huyết. Thân thể Lưu Vĩnh Hằng bị oanh mất một nửa, lồng ngực hoàn toàn thiếu một bên, nội tạng chảy ra ngoài, nhưng hắn vẫn không có vẻ thống khổ gì cả, chỉ cau mày, bộ dáng dường như rất buồn rầu, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm. Thân thể này không tốt, thực không tốt. Ti, hình tượng này làm người ta quá rung động, Tiền Vô Địch hít một hơi khí lạnh, hắn ném đồng tiền ra. Đồng tiền biến lớn trên không trung đánh thẳng vào Lưu Vĩnh Hằng. Kim tiền lạc địa, thần quyền vô địch. Hai tay của hắn đánh ra quyền ảnh đầy trời, bốn phương tám hướng không có chỗ nào mà không phải là quyền uy hiển hách, phối hợp với tiền đồng cực lớn đè ép không gian. Phần huyết đại pháp, âm hồn nhất kích. Hai mắt Tảo Á Tinh bắn ra hào quang đỏ thẫm, thân thể hắn bốc cháy, khí tức của hắn hiện tại kéo lên, trên bàn tay có một đạo âm khí xoay tròn, không ngừng cắt không khí bốn phía. Thiên Vương Bảo Lục, Thất Điện Huyền Ngọc Xích. Từ Thanh khẽ quát một tiếng, một cây thước ngọc bay lên cao, tản mát ra hàn khí bức người, biến lớn trên không trung sau đó gõ xuống. Ba cường giả Vũ Tông liên thủ một kích, uy năng mạnh mẽ đã không kém gì Vũ Hoàng. Cả nội điện dưới lực lượng trùng kích này đã lung lay bất ổn. Thân thể Lưu Vĩnh Hằng dưới một kích của La Thanh Vân cũng đã sụp đổ mất. Nếu là người bình thường đã sớm chết rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại xương thịt và da mà thôi. Hiện tại một kích của ba cao thủ phá không đánh tới, hoàn toàn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Giống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đột nhiên hắn giống to một tiếng, miệng mở rộng ra làm mặt bị xé rách, sóng âm cực lớn truyền ra chung quanh, rung động nhân tâm. Đãng ma khí. Lưu Vĩnh Hằng dùng giọng khàn khàn nói ra ba chữ này, ma khí trên tay lan tràn toàn thân. Một hắc sắc phủ văn tiến ra ngoài. Dùng hắn làm trung tâm hình thành phong bạo màu đen, tiếng gào rú cổ quái khuyết tán ra chung quanh. Ầm ầm. Ba đạo công kích trước sau đánh xuống, hắc khí nổ tung, các loại lực lượng hỗn loạn va chạm vào nhau trên không trung. Ma khí vào thời điểm này bị chấn tan hơn phân nửa, thân thể Lưu Vĩnh Hằng càng triệt để phấn thân toái cốt, chỉ còn lại nửa cái sọ và con mắt màu lam nhạt làm cho người ta không rét mà run. Các ngươi, không thể giết ta. Nửa cái sọ vẫn hoạt động, dường như không bị làm sao cả. Cửu Thiên Đô Triện Phục Ma Đại Trận, phong ấn cho ta. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, trận pháp bốn phía nhanh chóng co rút vào trung tâm, từng trận pháp nối liền với nhau, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận, nó như sóng biển bao phủ lấy Lưu Vĩnh Hằng. A, à, đầu lâu Lưu Vĩnh Hằng cuối cùng cũng triệt để nát bấy, đám hắc khí hoảng sợ hét to lên. Phong ấn, không muốn. Nhưng mà kim quang tỏa ra nhanh chóng bao phủ hắc khí, bao vây từng tầng, dường như muốn kết thành kén tầm màu vàng, dần dần không nhìn thấy hắc khí nào cả. La Thanh Vân ở xa xa lẳng lặng nhìn qua cảnh này, nói. Người này dường như cũng không có cường đại như trong tưởng tượng, có lẽ trải qua vô số năm tháng chấn áp làm cho hắn mất đi lực lượng. Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, cảm thấy dường như quá dễ dàng. Những kim quang này bay tới trung ương đại trận. Một lát sau một kén tầm màu vàng hiện ra trước mặt mọi người, phát ra lực lượng bành trướng. Tất cả mọi người kinh hãi nhìn qua Lý Vân Tiêu, trận pháp khủng bố như thế không ngờ hoàn thành trong thời gian ngắn, trong nội tâm cảm thấy hắn còn khủng bố hơn Lưu Vĩnh Hằng nhiều. Thực chấn áp sao? Cánh tay Lý Vân Tiêu giơ Sơn Hà Đỉnh, hắn nhìn qua nội điện nhíu mày suy tư. Hắn vốn định dùng Sơn Hà Đỉnh và Đại Địa Tức Nhưỡng cùng với các cửu giai huyền khí kia chấn áp ma trở về. Nhưng sự thật quá dễ dàng hơn hắn đoán, khiến cho hắn có chút muốn cầm đỉnh nện xuống. Ta thấy người này nói chuyện hàm hồ, tư duy không rõ, hẳn là bị phong ấn quá lâu, dần dần bị ăn mòn. Cho dù hôm nay chúng ta thả hắn ra, cũng sẽ bị phong ấn tiếp, cuối cùng sẽ triệt để tiêu tán trong thiên địa.
Từ Thanh chậm rãi mở miệng nói ra. Tiền vô địch nhìn hắn một cái, sát khí trên người bắn ra, tập trung Từ Thanh, lạnh giọng nói. Giao bảo kính ra đây. Từ Thanh nhướng mày, hừ nhẹ nói. Tiền huynh, kim tiền thương hội tài phú thông thiên, chỉ một cái gương không thể tặng tại hạ sao. Huống hồ La Thanh Vân cùng Tào Á Tinh cũng có một kiện, Lý Vân Tiêu càng mang bốn kiện, sao ngươi không tìm bọn họ, hết lần này tới lần khác nhìn chằm chằm vào quả hồng mềm là ta. Tiền vô địch tức giận nói. Nếu không phải có ngươi nhúng ta, bảo kính ta sớm đã bỏ vào trong túi. Nếu không giao ra đây, dù chạy tới chân trời góc biển ta cũng muốn giết ngươi. Hừ, rõ ràng chính là bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Từ Thanh thối lùi mấy bước, để tránh sinh ra xung đột với hắn. Tuy hắn không e ngại, nhưng cũng không thích bị quấn quýt không buông. Thần sắc Tào Á Tinh âm trầm bất định, vốn còn định bức Lý Vân Tiêu nhổ ra vài món bảo bối đến, vừa rồi thấy hắn ra tay mấy lần đều uy lực kinh người, bản thân mình cho dù dùng hết át chủ bài cũng không thể làm gì. Hai người các ngươi đừng cãi, mau nhìn. Đột nhiên La Thanh Vân hét lớn một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cái kén màu vàng kia, chỉ thấy kim mang càng ngày càng mờ nhạt. Hắc khí đang lưu động bên trong, đang dần dần ăn mòn chui ra. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, đột nhiên nhớ tới ban đầu ở Phượng Hoàng Sơn, ký túc trong ý thức Phượng Hoàng, nhìn thấy Phượng Hoàng tranh đấu với hắc khí kia, hắc khí này có tính ăn mòn rất mạnh, ngay cả thân thể năng lượng thuần túy cũng bị ăn mòn. Sơn Hà Đỉnh, chấn áp. Hắn cũng không do dự, ném tử đỉnh trong tay ra, từng đạo ánh sáng tím bắn ra trên đỉnh, các loại khoa đầu văn không ngừng hiện ra, đánh xuống. Oanh! Đại đỉnh trực tiếp tiến vào kén tằm, chấn áp nó vào mặt đất. Lý Vân Tiêu vung tay lên, quát. Tiểu thạch, nhổ đại địa tức nhưỡng ra. Thạch thú sau khi nuốt tức nhưỡng vẫn tinh thần uể oải, cũng khó dùng hình người, trở thành một đống đá tán loạn chồng chất. Nghe được lệnh của Lý Vân Tiêu thì nó cưỡng ép ngưng tụ, dần dần cố gắng khôi phục hình người. Phanh! Đột nhiên tiếng nổ mạnh vang lên, Sơn Hà Đỉnh bị chấn bay lên cao. Một đoàn hắc khí hiển hiện, nó không ngừng lăn mình trên đại điện, lần này không còn bộ dáng cánh tay, mà là dần dần biến ảo thành một bóng người, chậm rãi lăng không mà đứng. Rốt cục khôi phục toàn bộ ý thức. Người nọ ngẩng đầu lên, dĩ nhiên là gương mặt tuấn tú yêu dị, cho người ta cảm giác như hắn 15-16 tuổi, tuy khí tức trên người là vũ vương, nhưng đã cho người ta cảm giác phát lạnh. Hắn dò xét chung quanh, động tác và ánh mắt không còn đần độn và hồ đồ như trước, mà cho người ta cảm giác khôn khéo tới cực điểm. Con người màu lam nhạt nhìn qua Lý Vân Tiêu, không ngừng dò xét. Hắc hắc, thân thể của ngươi thật không tệ. Tại ngũ hành cảnh tầng thứ này vậy mà có được thân thể cường đại như thế, vừa vặn trở thành đỉnh lô của ta. Sắc mặt người nọ âm lãnh yêu dị, lộ ra nụ cười đáng sợ, làm cho người ta nhìn thấy mà đáy lòng rét run. Sắc mặt Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, nói. Ngươi là người nào? Loại hắc khí này hắn tiếp xúc qua không ít, nhưng lần thứ nhất đối thoại với loại lực lượng này, S. Người nọ cười nói. Hắc hắc, ngươi chưa cần thiết phải biết, đỉnh lô của ta. Ta thực sự cảm ơn các ngươi, bây giờ là thời đại nào? Ta bị trấn áp bao lâu rồi? Hừ, giả thần giả quỷ. Tào Á Tinh hừ lạnh nói. Mặc kệ ngươi đã từng cường đại như thế nào, trong vô số năm tháng qua đi, ngươi bây giờ cũng chỉ là vũ vương mà thôi. Mấy người chúng ta tùy thời có thể trấn áp các ngươi. Người nọ dường như không nghe thấy lời Tào Á Tinh nói, chỉ nghiêng đầu một hồi, thì thào lẩm bẩm. Kỳ quái, vì sao không thể cảm thụ được những bộ phận kia, đáng chết a. Trên mặt hắn đầy giận dữ, dường như hết sức tức giận. Mặc kệ, trước tạm dùng đỉnh lô, chuyện khác tính sao. Hắn thu hồi suy nghĩ, ánh mắt giống như hàn băng vạn năm nhìn lên người Lý Vân Tiêu. Dường như muốn triệt để nhìn thấu hắn. Ti, mặc cho Lý Vân Tiêu có được hồn lực cường đại cũng bị con ngươi của hắn nhìn chằm chằm vào sợ hãi. Nhìn con em ngươi a, còn đỉnh lô, ta đánh chết ngươi. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, Tử Dĩnh Thanh Tác kiếm lập tức xuất khiếu, một đạo kiếm quang xuất hiện ngang trời, hư ảnh yêu long hiển hiện trong đó, dương nanh múa vuốt, muốn chém hết yêu ma quỷ quái. Kiếm quyết, trảm yêu. Lưu Vĩnh Hằng sững sờ. Trong mắt đầy vẻ tán thán, vậy mà tràn đầy thưởng thức, nói. Đúng vậy, xem như không tệ, tu vị vũ vương thậm chí có chiến lực vũ tông đỉnh phong. Xem ra đỉnh lô mà ta chọn không tệ lắm. Hắn nhẹ nhàng nhảy lên, dùng tốc độ vô cùng mau lẹ tránh né chảm yêu.
Trảm yêu kiếm quyết trực tiếp chém vào đại điện, cả đại địa rạn nứt, rất nhiều đá vụn rơi xuống. Cửu giai huyền khí tự ảnh thanh tác kiếm nơi tay, còn có kiếm linh yêu long, tăng thêm Lý Vân Tiêu lĩnh ngộ vô thượng kiếm quyết. Một chiêu này cho dù là Vũ Hoàng cũng chưa chắc dám đón đỡ. Người nọ tại tránh né một kiếm này cũng bị kiếm thế làm rung động, ánh mắt lộ ra vẻ không tin nổi. Lĩnh ngộ kiếm ý thật mạnh, xem ra ta vẫn xem thường ngươi. Uy lực một kiếm này chỉ sợ đã đạt tới thất túc cảnh. Người nọ tán thán nói. Nhìn qua tuổi của ngươi chỉ mới 15, có thể nói là yêu nghiệt. Hơn nữa trên da thịt và gương mặt của ngươi có lực lượng bành trướng cũng cực kỳ cường đại. Nếu mặc cho ngươi tu luyện, chỉ sợ thành tựu tương lai chắc chắn sẽ vượt qua ta. Với tư cách đỉnh lô tốt nhất của ta, bổn tọa sẽ nói tên cho ngươi biết, ngươi có thể gọi ta là đế già. Hắn dường như hết sức hài lòng, nói. Có thể biết rõ tên của bổn tọa, đối với ngươi mà nói đây là vinh hạnh lớn lao, chết không hối tiếc. Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười lạnh, cầm kiếm mà đứng nói. Muốn đoạt xá ta, ngươi thật cho rằng mình là cường giả thập phương thần cảnh sao? Tào Á Tinh đột nhiên mở miệng nói. Nếu ngươi muốn thân thể của hắn, vậy không liên quan tới chúng ta. Đế già, vậy cáo từ. Hắn thử thăm dò nói ra. Nếu như hiện tại có thể rời đi là tốt nhất, hắn xem ra, cho dù là Lý Vân Tiêu hay là đế già đều là cường địch khó giải quyết. Nếu như hai người lưỡng bại câu thương, đây là kết quả hắn muốn nhìn thấy nhất. Tiền vô địch cùng Từ Thanh, còn có La Thanh Vân và Cảnh Thu đang trốn bên cạnh đều có cùng suy nghĩ, đều nhìn chằm chằm vào đế già. Đế già híp mắt, cười nói. Đúng vậy, bổn tọa chỉ cần thân thể của hắn. Đám cặn bã các ngươi cho dù cầu bổn tọa đoạt xá, cũng không có tư cách kia. Hừ, cuồng vọng. Tiền vô địch lạnh lùng nói. Vậy các ngươi chậm rãi chơi, thứ cho không phụng bồi, đi. Hắn đi nhanh ra ngoài cửa. Chậm đã. Giọng đế già chậm rãi vang lên, nói. Bổn tọa vừa mới thoát khốn, nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn thoát khốn. Tuy thực lực của các ngươi hơi cặn bã một chút, nhưng hiện tại bổn tọa cần dùng người gấp, cho nên các ngươi tạm thời có vinh hạnh làm thủ hạ của bổn tọa. Tất cả mọi người ngây ngốc, những lời hắn nói lúc trước tuy không rõ, nhưng câu sau thì mọi người nghe hiểu, mặt trầm xuống. Càn rỡ, đừng tưởng rằng ngươi mạnh thì chúng ta sẽ sợ ngươi. Tào Á Tinh giận dữ, quát. Đã không cách nào trấn áp ngươi, vậy thì cứ xóa ngươi khỏi đời này là được. Phần huyết đại pháp, âm hồn nhất kích. Huyết thần kỳ dơ lên lần nữa, Tào Á Tinh rót toàn bộ chân khí vào trong đó. Một con sông máu từ trên cao đổ xuống, giống như đến từ cửu u, bên trong truyền ra vô số lệ khí và dơ bẩn, huyết quang không ngừng vặn vẹo biến thành các gương mặt dữ tợn, gầm thét muốn thôn phệ đế già. Hắc hắc, loại trình độ này cũng muốn xóa sổ bổn tọa. Đế già tươi cười giễu cợt, giơ tay phải lên, ma khí nhàn nhạt xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn. Dần dần ngưng tụ thành một đạo nguyên khí chảm xoay tròn nhanh chóng trên không trung, cắt không khí bốn phía vỡ nát. Ma nguyên chảm. Hắc khí này chém ra, lao nhanh cắt vào biển máu, thế giới biển máu bị chém thành hai nửa, những oán khí và dơ bẩn kia cực kỳ sợ hãi hắc khí, không ngừng tránh lui. Thế đi của ma khí không giảm, dưới sự khống chế của đế già chém thẳng về phía Tào Á Tinh. Tào Á Tinh biến sắc, biển máu chính là thiên hạ của thứ ô uế. Không thể ngờ vẫn bị ma khí chém tan, tuy hắn khiếp sợ nhưng không có bối rối, thu huyết kỳ trong tay lại, hóa kiếm thành trưởng đánh vào hắc ảnh. Phanh! Hai lực lượng chấn vỡ trên không trung, màu sắc đỏ đen tràn ngập các nơi, nhưng huyết khí màu đỏ càng ngày càng ít, bị hắc khí không ngừng ăn mòn. Tuy đế già này chỉ có tu vị vũ vương nhưng thực lực chính thức thâm bất khả chắc, tuyệt không dưới người nào trong nội điện. Ngay cả Lý Vân Tiêu có thực lực được công nhận mạnh nhất cũng lộ ra thần thái kiêng kỵ chưa từng có. Đế già quay đầu, ánh mắt nhìn qua từng người, lộ ra nụ cười âm lãnh, nhe răng cười nói. Trừ đỉnh lô của ta ra, tổng cộng 4 người, vừa vặn dùng để luyện chế tứ tượng khôi lỗi. Tuy thực lực kém một chút, nhưng cũng chấp nhận được. Càn rỡ, chính là Vũ Vương, ta không tin ngươi còn có thể nghịch thiên. La Thanh Vân thâm trầm hét lớn một tiếng. Trong tay bắn ra tiếng xé gió, chiến thương hắn vừa thu hiện ra, hắn dùng tay đảo qua mũi thương, máu tươi lập tức chảy ra, chảy vào trong thân thể, tản mát huyết sắc chói mắt, truyền ra ý vận cổ xưa. A, à, đây là... Ánh mắt đế giả bắn ra hào quang khác lạ, sát khí trên người đại thịnh, nói. Dĩ nhiên là hoang thần minh nguyệt thương,
hẳn là một trong những huyền khí trấn áp ta a. Hừ, ngươi chỉ có tu vị vũ tông mà vọng tưởng muốn chinh phục cửu giai huyền khí. Ân, không đúng, huyết dịch này. Vậy mà ẩn chứa ý cảnh thập phương thần cảnh. Hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, trong mắt hiện ra thần thái kiêng kỵ, nhưng rất nhanh chấn định lại, dường như nhìn ra cái gì, tự giễu nói. Thì ra là huyết mạch mỏng manh, ta còn tưởng rằng là thượng cổ chân long. Cắt, sợ bóng sợ gió một hồi. Hừ, đối phó với ngươi, còn cần thượng cổ chân long sao? Chớ cho tránh né, ăn một thương của ta. La Thanh Vân cầm chặt hoang thần minh nguyệt thương, giờ phút này long chi huyết mạch đã ướt sũng thân thương, dùng thượng cổ chân long trấn áp thương linh cho hắn sử dụng. Liên hoa lưu chuyển, kích xạ thiên hạ. Khí vận cường đại bắn ra, cả nội điện đều tràn ngập lực lượng bá đạo, không gian như lắc lư. Trong mắt Lý Vân Tiêu bắn ra một tia dị sắc, loại phương pháp tấn áp này của La Thanh Vân loại so với hắn sử dụng với Sơn Hà Đỉnh còn muốn cường đại hơn. Hắn chỉ phối hợp với Sơn Hà Đỉnh phát huy ra một chút khí vận, khiến nước chảy thành sông. Mà La Thanh Vân thì ngăn chặn thương linh hoàn toàn, chính mình kích động khí vận trên thân thương. Cửu giai huyền khí chi uy, không thể đỗ. Thương ảnh đầy trời đánh xuống, mỗi một đạo đều giống như chân thật, đế giả tránh cũng không thể tránh. Trong mắt của hắn hiện ra vẻ khiếp sợ, sau đó khôi phục bình tĩnh, nhếch miệng cười nói. Lại một tồn tại khó lường. Dĩ nhiên là chân long hậu duệ. Xem ra muốn thu phục các ngươi cần phít chút tay chân. Không thể ngờ Thiên Vũ Đại Lục hiện tại có nhân tài không ít a. Đế giả sắc mặt trở nên nghiêm túc, tay phải niết bí quyết, trên người của hắn tỏa ra rất nhiều hắc khí, không biết từ nơi nào hội tụ tới, càng ngày càng nhiều, chúng quay cuồng khắp bốn phía, rất nhanh đã hội tụ thành hư ảnh ác ma, hiển hiện sau lưng hắn. Trong mắt của hắn đột nhiên lộ ra vẻ phẫn nộ, nổi giận đùng đùng, quát. Làm sao lại như vậy? Vậy mà chỉ có một chút lực lượng như thế, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đế giả nhìn qua thương ảnh đầy trời, nâng tay phải lên lăng không điểm xuống. Ma ảnh sau lưng hắn cũng làm theo động tác của hắn giống như đúc, một ngón tay điểm vào hư không. Ti, không tốt. Đột nhiên Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, cơ hồ là giống to lên, nói. La Thanh Vân cẩn thận. Ngón tay đế giả nhìn qua thì có cảm giác như vô lực. Nhưng mà không gian dưới ngón tay này đã bị nghiền nát. Đây không phải lực lượng cường giả Vũ Vương có thể có. Rốt cuộc hắn lấy lực lượng từ nơi nào, hoặc là ngay từ đầu hắn đã che giấu. Lý Vân Tiêu bất chấp nghĩ nhiều, Tử Dĩnh Thanh Tác kiếm chém ra lần nữa, Yêu Long cũng thúc giục toàn bộ lực lượng ra, bảo kiếm tỏa ra hào quang sáng ngời, vậy mà áp chế thương ảnh, kiếm thế kinh thiên. Kiếm quyết, chảm yêu. Đây mới là một kiếm uy lực mạnh nhất của hắn. Do Yêu Long triệt để phóng xuất uy lực của cửu giai huyền khí ra, cả nội điện run rẩy kích liệt, cung điện không biết do tài liệu gì làm thành, nếu như là cung điện bình thường thì đã sớm bị sập xuống. Ầm ầm, ngón tay của đế giả va chạm với kiếm thế và thương ảnh, trực tiếp đánh xuyên qua lực lượng cẩu hai cửu giai huyền khí, hắc sắc ma khí lập tức rót vào trong thương mang và kiếm thế, không ngừng thôn vệ các loại lực lượng này. Phanh! Phanh! Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân hai người cảm thấy lực lượng khổng lồ trùng kích tới, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, đâm vào vách tường nội điện, xuất hiện hố sâu và lõm vào. La Thanh Vân buông thương trong tay ra, hoang thần minh nguyệt thương long cong cắm xuống đất, không ngừng run rẩy. Chỉ một ngón tay dễ dàng đánh bại hai đại cao thủ. Đám người Tào Á Tinh cũng giật mình, vừa rồi Lý Vân Tiêu cùng La Thanh Vân liên thủ đánh một chiêu, khí vận cửu giai huyền khí đã chấn nhiếp bọn họ. Càng đừng nói kế tiếp, chỉ chiêu thức vô cùng bá đạo kia lại không thể ngăn cản một ngón tay của đối thủ. Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, hoảng sợ toàn thân lạnh như băng. Ân, vậy mà suy yếu lợi hại như thế. Đế giả dường như cực kỳ bất mãn, trên mặt đầy giận dữ, mắng. Đáng chết, đáng chết. Hắn dường như hết sức bất mãn với ngón tay vừa rồi. Phốc, Lý Vân Tiêu phun ra một ngụm máu tươi, vận chuyển chân khí nhảy xuống. Trong mắt lộ vẻ kinh hãi, nói. Mọi người cùng nhau liên thủ, nếu không đều phải chết ở nơi này. Hắn hiện tại mượn lực lượng không biết là cái gì, nhưng nhất định không cách nào lâu dài, chờ ma khí của hắn yếu đi, chính là thời điểm giết hắn. Đế giả ngẩng đầu nhìn hắn một cái, híp mắt khen. Đúng vậy, coi như không tệ, thân thể cường hãn vượt qua dự tính của ta, hơn nữa nhãn lực cũng thập phần độc ác. Hắc ma ảnh này có thể nói là lực lượng của ta, cũng có thể nói không phải. Ngươi nói không sai,
Tráng tê của ta hiện tại không thể duy trì quá dài, nhưng thu thập các ngươi đã đủ rồi. Vậy sao? Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt ngoan lệ, mỉa mai nói. Một chiêu của ngươi không thể giết chúng ta, vậy chiêu kế tiếp lực lượng có thể dùng càng ngày càng yếu, chỉ cần chúng ta kháng trụ mấy chiêu của ngươi, ngươi sẽ không có đường lui. Đế giả biến sắc, cau mày nói. Ngươi biết ma công huyền diệu của ta sao? Lý Vân Tiêu cười lạnh, khẽ nói. Loại công pháp dựa vào bàng môn tả đạo tăng thực lực lên, thiên hạ đều là như thế. Đế giả lúc này mới mỉm cười, nói. Xem ra ngươi cũng không biết chỗ thần kỳ của ma công ta, ta muốn xem một chút các ngươi có thể tiếp mấy chiêu. Hắn giơ tay phải lên chụp vào sau lưng. Hắc ma ảnh kia cũng giơ tay phải lên, một ma chảo cực lớn chụp vào hư không giống như mỏ kim giấy biển, chụp vào đám người Tào Á Tinh, hắc mang chớp động, không ngừng giáng xuống. Đám người này hoảng sợ, hắc ma chảo bao phủ nửa nội điện, căn bản không chỗ có thể trốn. Phần huyết đại pháp, sắc mặt Tào Á Tinh tái nhợt, huyết thần kỳ trực tiếp tế ra, biển máu lại xuất hiện, ma thủ nhẹ nhàng bóp nát, lá cờ đã bị trọng thương, nổ tung trên hư không. Ti, dễ dàng bóp nát trọng bảo huyết thần cung, mấy người còn lại biến sắc. Kim tiền lạc địa, thất diệu huyền ngọc xích, a duỗi thần trưởng. Sắc mặt tiền vô địch ba người tái nhợt, vội vàng vận dụng bảo vật, ba đạo quang mang xẹt qua bầu trời, uy thế kinh người. Đại thủ chảo một cái, vậy mà trực tiếp chảo qua kiện huyền khí vào trong tay. Năm ngón tay khép lại và mấy món huyền khí bị bóp nát. Ba người đều sử dụng thất giai huyền khí, vậy mà dễ dàng hủy diệt như thế. Cảnh Thu sợ tới mức oa quỳ xuống đất, khóc lớn cầu xin tha thứ. Giới thần bi, chấn cho ta. Đột nhiên có giọng nói trầm ổn vang lên, kim quang lưu chuyển trên người Lý Vân Tiêu, khoa đầu văn màu vàng của đại giới thần quyết bay ra, thần dịch lực trong đan điền của hắn lại vận chuyển, giới thần bi lập tức phá thể mà ra, hóa thành một tòa núi nhỏ chụp thẳng vào hắc ma ảnh. Thần dịch lực, sắc mặt đế giả đại biến, từ khi thoát khốn tới bây giờ, lần thứ nhất hắn lộ ra vẻ khiếp sợ, hoảng sợ thất thanh nói. Ngươi tại sao có thể có thần dịch lực? Oanh! Giới thần bi rơi xuống. Đế giả kinh hãi liên tục, vội vàng thu tay về, tay phải đấm thẳng vào giới thần. Oanh! Hai lực lượng va chạm vào nhau, chấn động sinh ra áp lực to lớn, không trung sinh ra hai màu sắc khác nhau, một vàng một đen, không phân trên dưới. Nhưng hắc khí dần dần chiếm thượng phong, giới thần bi bị đánh lui. Sắc mặt Lý Vân Tiêu đại biến, thần dịch lực của hắn chỉ có một chút, một chiêu này đã hao phí sạch thần dịch lực. Cần thời gian lâu dài mới có thể khôi phục, căn bản không có khả năng ủng hộ hắn lâu dài. Còn ma khí của đối phương hắn có cảm giác như vô cùng vô tận. Ngươi chỉ có tu vị vũ vương trong người thậm chí có thần dịch lực. Đỉnh lô này ta chắc chắn phải đạt được. Đế giả cắn răng nói ra, hiển nhiên là đối phó giới thần bi có thần dịch lực cũng cố hết sức. Chư vị, ủng hộ ta thời gian nửa nén hương, ta có bí pháp hạng nhất đủ để trấn áp ma đầu này. Sắc mặt Từ Thanh tái nhợt nói. Nhưng cần thời gian nửa nén hương chuẩn bị. Nửa nén hương, tốt. Tiền vô địch cắn răng gật gật đầu, tuy hắn không biết Từ Thanh còn có thủ đoạn gì nữa, nhưng mà chỉ ít có một đường sinh cơ, hiện tại tình huống trong chàng cũng chỉ còn Lý Vân Tiêu tiếp được một hai, những người khác căn bản không thể địch nổi một chiêu. Hắn cẩn thận móc hộp ngọc ra phóng trên mặt đất, bên trong có một khối ngọc phù, phía trên kim quang chớp động, dường như vô cùng linh khí. Cổ linh phù. Tào Á Tinh nheo mắt, giật mình nói. Năng lượng chấn động thật cao cấp, đây là cổ linh phù cấp mấy? Tiền vô địch mang theo thần sức cực kỳ không muốn, cuối cùng nhất vẫn cắn môi, nói. Bát giai cổ linh phù, chờ ta kích phát ra có thể kích phát một kích của vũ tôn. Ti, bát giai. Tào Á Tinh đã giật mình, cổ linh phù cả thiên vũ đại lục chỉ có phù văn tông mới biết chế tác. Như loại tồn tại đạt tới bát giai tuyệt đối là vật báu vô giá. Cũng chỉ có bảy đại thương hội tài lực thông thiên mới có khả năng cất chứa. Mẹ kiếp, ta không tin ma đầu kia có thể ngăn cản một kích của cổ linh phù. Tiền vô địch nhẹ nhàng điểm ngón tay xuống, cổ linh phù lập tức bắn ra hào quang cường đại, hiện ra các loại sắc thái, dần dần ngưng tụ trong hộp ngọc, hư ảnh một trưởng dần dần hình thành. Lúc này sắc mặt Từ Thanh trắng bệch, hai tay tạo thành một thứ kỳ quái. Giơ tay lên trời, nhắm mắt lại lẩm bẩm. Lý Vân Tiêu giờ phút này toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, sau khi thần dịch lực không còn, chân khí trong cơ thể nhanh chóng tiến vào trong giới thần bi,
muốn tiếp tục ngăn cản ma khí, lại phát hiện tốn công vô ích, một quyền của đối phương chấn bay giới thần bi. Oanh! Không hề lo lắng, quyền ảnh màu đen đánh thẳng lên người của hắn, thân thể phanh. Bay đi, bắn vào vách tường nội điện, nửa người trên khảm vào trong đá, một người trên cao. Phanh! Giới thần bi cũng bị đánh bay, trực tiếp nện lên bên cạnh Lý Vân Tiêu, cũng trực tiếp khảm lên vách tường. Trong lúc này nội điện chẳng biết do tài liệu nào tạo thành, thật không ngờ rất chắc chắn. Ti! Tất cả mọi người trơn mắt há hốc mồm, trong lòng bọn họ vẫn có át chủ bài, nhưng mà muốn đánh chết Lý Vân Tiêu cần một quyền sao sao. Tuy không ít người hy vọng hắn chết đi, nhưng đã tới thời khắc này, mọi người vẫn còn có chút khó có thể tiếp nhận. Càng làm cho bọn họ khó tiếp nhận là, đế giả này lại cường đại như thế, Lý Vân Tiêu chết, kế tiếp sẽ là ai? La Thanh Vân vẫn khảm lên vách tường, toàn thân đầy máu tươi, trong lúc đó ho khan kịch liệt, hắn vận chuyển chân khí trong cơ thể, hai cánh tay chộp vào vách tường, vỗ một cái thân thể bắn ra, hắn dẫm vào hư không, từng bước một đi về phía đế giả. Súc sinh, lại đánh bại chúng ta xong rồi chết, sỉ nhục hôm nay ta biết tìm ai báo. Trong mắt La Thanh Vân dần dần đỏ bừng, khí thế trên người tăng lên liên tục, không ngừng yêu hóa, thân thể trở nên to lớn. Cỏ! Tay không một chảo, cầm lấy hoang thần minh nguyệt thương trên mặt đất, cây thương kêu vang, linh tính 10 phần trở lại trong tay hắn, dường như rất kích động. Đế giả nhướng mày, kinh ngạc nói. Xảy ra chuyện gì, cây thương này dường như nhận hắn làm chủ. Hắn lãnh đạm nói. Mặc kệ, nếu ta muốn đỉnh lô chết, như vậy ngươi cứ làm đỉnh lô của ta đi. Chân long huyết mạch, tuy mỏng manh không tưởng nổi, nhưng mà vẫn tạm được, có thể tạm thời sử dụng. Dùng con em ngươi. La Thanh Vân hét lớn một tiếng, một đạo rồng ngâm như từ viễn cổ vang lên, sau lưng hắn có hư ảnh chân long xuất hiện, hoang thần minh nguyệt thương bộc phát khí vận cường đại, dường như dung hợp làm một với thân thể của hắn, hắn rót toàn bộ lực lượng vào trong đó. Liên hoa lưu chuyển, kích xạ thiên hạ. Lúc này không còn thương ảnh bắn ra, cũng không có hào quang vượt sức tưởng tượng, chỉ một thương bình thường đẩy vào cổ họng đế giả. Thời gian như dừng lại. Một thương này rất chậm chạp, nhưng lại cho người ta cảm giác hủy thiên diệt địa. Trong mắt đế giả vẫn không hề bận tâm, hắn giơ tay phải lên điểm một cái, nói khẽ. Vô dụng, người cũng là bất thế thiên tài, nhưng đáng tiếc còn chưa lớn lên a. Qua bao nhiêu năm tháng, trong thiên vũ giới lại làm cho ta nhìn thấy cường giả tỏa ra chiến ý vô tận a. Phanh, ma ảnh điểm ngón tay lên mũi thương hoang thần minh nguyệt thương. Rốt cuộc thương thế quá nặng nê La Thanh Vân không thể duy trì quá lâu. Giận, giận a! La Thanh Vân hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực đâm ra một kích, quát ầm lên. Ta không phục, lão tử không phục a! Con mẹ nó ngươi tính toán cái gì đó, đi chết đi. Chân long chi khí, bảo. Trên thương truyền ra tiếng nổ tung, long khí cường đại bắn ra ngoài, tản mát khí tức khủng bố, vậy mà làm ma khí không ngừng rút lui. Rốt cuộc thần sắc đế giả khẽ biến, hắn nhẹ nhàng thu tay ra sau, thu hồi ngón tay, lăng không mà đứng. Mũi thương La Thanh Vân tỏa ra hào quang vạn trượng, chân long chi khí bị làm hắn nổ tung. Oanh! Long khí chi uy lại đánh bay ma khí, đánh thẳng vào hắc ma ảnh. Nhưng lực lượng vẫn không đủ, sau khi tiến thêm mấy mét thì rút lui. La Thanh Vân vào thời khắc này dường như đã dùng toàn lực, thân thể ảm đạm xuống dưới, cơ hồ đứng không vững. Lung lay sắp đổ. Đế giả thở dài một hơi, bắn ra một chủ trực tiếp đánh hắn bay đi, khảm vào vách tường nội điện, nói. Ngươi là đỉnh lô của ta, không thể chết. Hắn hơi cảm khái, nói. Khí thế hắc ma của ta ăn mòn thiên hạ vạn vật, thế gian có thể đối kháng với nó không nhiều. Thần lực dịch của người nọ tính là lợi hại, chân long chi khí của ngươi cũng xem như một loại, nhưng đáng tiếc lực lượng của các ngươi không tinh khiết, hoặc là quá yếu ớt. Ma đầu, đi chết đi. Tiền vô địch hét lớn một tiếng, rốt cuộc cổ linh phù cũng kích phát hoàn toàn, trên không trung hóa thành một đạo trường ảnh đầu màu tím, áp tới như bầy sơn đảo hải. Trường ảnh màu tím này có thể nhìn rõ vân tay của nó, uy áp này khuyết tán ra, rõ ràng là lĩnh vực của cường giả vũ tôn. Thần sắc đế giả biến đổi, cả kinh nói. Một trường bát hoang cảnh vũ tôn. Hắn tay phải cũng đột nhiên mở ra, cũng đánh ra một trường, quát. Hôm nay thật làm cho ta được khai nhãn giới, các ngươi đám tiểu bối này ở trên đại lục chắc không phải hạng vô danh a. Vậy mà vẫn còn mạnh như thế. Hắc ma ảnh trên cao đánh ra một trường,
đánh vào một chưởng màu tím kia. Ầm ầm, hai lực lượng va chạm vào nhau, hắc sắc ma ảnh lần đầu tiên có dấu hiệu không địch lại, bị áp liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà trưởng ảnh màu tím không ngừng bị đối phương đánh bay, bị ăn mòn nhanh chóng. Thần sắc đế giả nghiêm nghị, hai tay niết bí quyết, quát. Ma quang thiểm, hắc ma ảnh cũng niết ấn quyết, một đạo bóng đen từ bàn tay của nó tuôn ra, hắc khí cũng bắn ra hào quang cắn nuốt trưởng ảnh màu tím. Cái gì? Tiền vô địch trợn mắt há hốc mồm, cả kinh không biết nói gì. Một kích của cường giả vũ tôn không ngờ bị cắn nuốt vô thanh vô tức. Tào Á Tinh cũng hoảng sợ mặt không còn chút máu, Cảnh Thu chân mềm nhũn như muốn ngất đi. Đế giả lúc này kêu rên một tiếng, khóe miệng có máu đen chảy ra ngoài. Hắn dùng tay lau lau, khẽ nói. Vậy mà làm cho ta bị thương, làm sao có thể, bổn tọa tung hoành hoàn vũ, thiên hạ vô địch, sao có thể bị mấy tiểu bối làm bị thương chứ? Hắn dường như có chút không thừa nhận, thoáng cái đứng lên. Sau một lúc mới hồi phục tinh thần lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiền vô địch, nói. Ngươi có thể làm bổn tọa bị thương, cho dù hóa thành cho cũng đáng kiêu ngạo đấy. Đánh ngươi bị thương, ta còn muốn giết ngươi đấy. Đột nhiên một giọng nói lạnh như băng truyền ra, đột nhiên con ngươi từ thanh tỏa ra hào quang lập lòe, quát lớn. Kỳ thần thuật, hàng lâm. Trong mắt của hắn bắn ra hào quang yêu dị, trong lúc này thân thể buông lỏng, đầu cúi xuống dường như chết đi, nhưng mà hắn vẫn đứng thẳng ở đó, vẫn không nhúc nhích. Lúc này một lực lượng quái dị phát ra từ thân thể Từ Thanh, không ngừng tăng lên, lập tức đạt tới Vũ Tông đỉnh phong, vẫn còn tiếp tục dâng lên. Khí tức càng ngày càng đáng sợ. Đây là... Tào Á Tinh kinh hãi nói. Dường như không phải khí tức của Từ Thanh. Từ Thanh trong giây lát ngẩng đầu lên, trong mắt hào quang lập lòe, lộ ra vẻ đục ngầu, trong mắt của hắn bắn ra hào quang lăng lệ, nhìn chằm chằm vào đế giả, quát. Lão phu thính chiếu các lỗ đạo tử, ngươi là người nào? Vì sao dám ở đây gây sóng gió? Đế giả nhướng mày, nói. Dĩ nhiên là kỳ thần thuật, thân thể này của ngươi quá yếu ớt, không cách nào hàng lâm quá nhiều thần niệm, có thể dùng làm gì? Tiền vô địch cả kinh, vội vàng thối lui cách Từ Thanh vài bước, trong nội tâm chấn động hoảng sợ. Hắn hiển nhiên biết rõ thuật này, chính là một loại bí pháp cường đại. Thông qua hạt giống thần niệm cao thủ gieo xuống hàng lâm, như vậy dù cách xa nhau nghìn vạn dặm cũng có thể thông qua hạt giống thần niệm xuất hiện. Loại thuật này cực kỳ hao tổn tâm thần, hơn nữa có hao tổn thật lớn với người thi thoạt, cho nên có rất ít người dùng. Lỗ đạo tử hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm vào đế giả nói. Ngươi cũng chỉ có tu vị vũ vương, thông qua một ít bàng môn tả đạo tăng thực lực lên. Tuy lão phu chỉ có một đám thần niệm hàng lâm, nhưng mà đủ để dễ dàng diệt sát ngươi. À! Đế giả khinh thường hừ lạnh nói. Vì sao không động tua? Đột nhiên một giọng nói khiếp sợ vang lên, nói. Hàng lâm chi thuật, ngươi là cửu thiên vũ đế. Cái gì, vũ đế hàng lâm? Tiền vô địch chấn động, hoảng sợ lui ra phía sau mấy bước, bọn họ càng giật mình không thôi, người nói chuyện chính là Lý Vân Tiêu mà bọn họ cho rằng đã chết. Ngươi, ngươi không chết. Đế giả cũng chấn động, hoảng sợ nhìn qua hắn, dường như không rõ. Lý Vân Tiêu cười ha hả, nói. Thiếu chút nữa chết mất, khá tốt mệnh huyền một đường vẫn sống lại. Nhưng mà hiện tại đến phiên ngươi có phiền toái, đối phương chính là thần niệm vũ đế hàng lâm. Bị khảm trên vách tường, La Thanh Vân đang hấp hối phun máu tươi ra, nổi giận mắng. Còn em ngươi, tất cả mọi người đang liều mạng, ngươi không chết vậy mà giả chết ở đằng kia. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Không phải thiếu chút nữa chết sao? Ngươi xem bộ dáng của ta này, là triệt để thoát lực. Nếu không phải cảm nhận được thần niệm vũ đế hàng lâm, ta chỉ sợ còn không dám ra đây đấy. Hắn nói lời này làm cho mọi người chóng mặt, ý của hắn nếu như Từ Thanh không thi triển vũ đế hàng lâm, chỉ sợ hắn sẽ giả chết tới cuối cùng. Đế giả lạnh lùng nói. Rất tốt, không chết rất tốt, thân thể của ngươi càng khiến ta hứng thú đấy. Lỗ đạo tử ngạo nghễ mỉa mai nói. Hừ, tiểu tử. Ngươi rất cuồng a, biết rõ lão phu là vũ đế tôn sư, vẫn còn giả điềm nhiên như không có chuyện gì. Đế giả lạnh lùng nói. Nói nhảm quá đi, chỉ là một đám thần niệm cửu thiên cảnh, lúc nào có thể làm càn trước mặt của ta chứ? Hắn hư không một chảo, hắc ma ảnh giơ tay lên, chớp động hào quang đen nhánh chụp vào Từ Thanh. Sắc mặt lỗ đạo tử lộ ra vẻ châm chọc,
xòe bàn tay đánh ra. Một đoàn ánh sáng màu xanh trực tiếp bắn vào ma chảo, hào quang chớp động sau đó nổ tung. Dễ dàng phá một chiêu của đế giả, tất cả mọi người vui mừng quá đỗi, nhao nhao lộ ra cuồng hỉ cùng khiếp sợ. Đồng thời cũng cảm nhận được uy lực của vũ đế, chỉ một đám thần niệm hàng lâm, dĩ nhiên có thể chống lại một trưởng của ma đầu làm bọn họ thúc thủ vô sách. Đế giả nhướng mày, dường như do dự. Lỗ đạo tử nhàn nhạt nhìn qua hắn một cái, suy cười nói. Tiểu bối chính là tiểu bối, lão phu chính là cường giả cửu thiên vũ đế, mặc dù là một đám thần niệm cũng không phải ngươi có thể chống lại, thức thời tự thúc thủ chịu trói, để cho ta gieo cấm chế lên người của ngươi, sau đó theo Tử Thanh đi thính triều các nhận tội. Đế giả nói, xem ra phải vận dụng chiêu đó, ta sợ sau chiêu này thì các ngươi chết toàn bộ, đỉnh lô và thủ hạ sẽ không còn. Thật cuồng vọng đến cực điểm. Trong lòng lỗ đạo tử phát cáu, khí thế trên người tăng cao tới cực điểm. Làm cho thân thể Tử Thanh bắt đầu bành trướng, dường như đạt tới cực hạn nhất định mới dừng lại. Không có biện pháp, không biết bao nhiêu năm tháng trôi qua, ta suy yếu quá lợi hại. Không sử dụng chiêu đó thì có khả năng bị các ngươi trấn áp. Lam sắc quang mang hiện ra trong mắt đế già, thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm nghị, không biết từ nơi nào lại tuôn ra ma khí ngập trời, dần dần hội tụ vào trong hắc ma ảnh, khiến cho ma ảnh không ngừng rõ ràng. Ma khí lại tăng cường. Lý Vân Tiêu cả kinh, lui về sau mấy bước, kêu lên. Lỗ đạo tử đại nhân, ma đầu kia giao cho ngươi. Lỗ đạo tử ném cho hắn ánh mắt khinh bỉ, trong mắt nhìn qua hắc ma ảnh từ từ ngưng trọng. Bao nhiêu năm qua đi, bây giờ ngay cả một đám ý niệm vũ đế cũng có thể ức hiếp ta. Ánh mắt đế giả thập phần bình tĩnh, nhàn nhạt nói ra. Mặc dù dùng trạng thái của ta thật không thể địch lại ngươi, các ngươi cũng không cách nào giết ta. Ma khí trên người hắn không ngừng tuôn ra, hắc ma ảnh sau lưng hắn không ngừng quay cuồng, càng lúc càng lớn, càng ngày càng chân thật, dần dần huyễn hóa thành bộ dáng ba đầu sáu tay. Đây là... Lỗ đạo tử hít một hơi lại nhà ngay cả hắn là vũ đế cũng cảm thấy tim đập thình thịch, tuy trên lực lượng không có cường đại như thế, nhưng không biết vì sao vừa thấy trạng thái của ma vật này thì hắn sợ run. Đế giả nhẹ nhàng giơ tay lên, nói... Chiêu này trước mắt với trạng thái của ta rất khó khống chế toàn bộ, nhưng nếu các ngươi có thể tiếp được thì thắng. Không tốt, Đại Nhật Hoàng Quyền. Ánh mắt lỗ đạo tử trầm xuống, khí thế trên người bạo phát, quyền mang trong tay lập lòe, một quyền đánh ra giống như mặt trời tỏa sáng trong tay, ngàn vạn ma khí lập tức bị xuyên thủng, cả nội điện kim quang lóng lánh. Tuy chỉ là một đám thần niệm vũ đế, nhưng mà lại ẩn chứa cửu thiên ý cảnh, quyền uy quá lớn, giống như vật đổi sao rời. Tào Á Tinh cùng Tiền Vô Địch hoảng sợ há to miệng, ánh mắt lộ vẻ mừng như điên. Hai mắt đế giả vẫn không hề bận tâm, hai tay bấm pháp quyết, thì thầm. Ám vũ. Đột nhiên hắc ma ảnh ba đầu sáu tay sau lưng hắn hoạt động, trên mỗi tay cầm một kiện pháp khí, từng đạo quang mang màu đen mang theo ma diễm ngập trời. Quyền mang nhanh chóng bị ma khí bức ra, hơn nữa không ngừng bị ăn mòn thôn phệ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lỗ đạo tử biến sắc. Thân thể bay lên trời, lao thẳng về phía hắc khí, hai tay như viên hầu mở rộng ra, vô số chân khí màu vàng bắn ra ngoài ngăn cản hắc khí. Đế giả thần sắc vẫn lạnh nhạt, bí quyết không ngừng biến đổi, trên không trung hắc ma ảnh bắn ra hào quang to lớn, phá không mà lên, đánh thẳng vào chân khí màu vàng. Tâm thần lỗ đạo tử chấn động, rít lên một tiếng. Ném ra mấy cái ngọc bội màu trắng trong người ta, phía trên có lưu quang không ngừng chớp động. Nhảy vào trong cột sáng đen sắp nổ tung kia, cuối cùng miễn cưỡng ngăn cản hắc khí, nhưng giờ phút này thân thể Tử Thanh dần dần rạn nứt, đại lượng huyết mạch nổ bung, máu tươi tuôn ra. Không tốt, thân thể ta không thể duy trì được. Lỗ đạo tử kinh hãi, ấn quyết trong tay đế giả lại biến đổi, ma ảnh ba đầu sáu tay lớn hơn vài phần, trong tay đang biến ảo binh khí hình chùy, giờ khắc này cả nội điện đều rung rung, không ngừng nổ vang, dường như muốn sụp xuống. Mọi người đều hoảng sợ không thôi, nội điện kết cấu rắn chắc là chuyện bọn họ đều biết. Ma đầu kia chỉ huyễn hóa ra binh khí đã có uy năng như vậy, làm cho cả đại điện dần dần sụp đổ. Tài quyết. Đế giả thì thầm, chùy ảnh màu đen giáng xuống, cho dù là bầu trời cũng sụp đổ, nội điện lờ mờ không ánh sáng. Ầm ầm. Cả đại điện lập tức bị hắc khí che lại, bộc phát ra các âm thanh chói tai, còn truyền ra một tiếng kêu thảm thiết. Ngọc Thanh Kính. Trong hắc khí truyền ra tiếng giận dữ của lỗ đạo tử, trong đại điện bộc phát ánh sáng màu xanh, dường như đang xung phá hắc khí,
sau khi giãy giụa vài cái thì bị chôn vùi. Trong cả nội điện, tất cả đều hóa thành màu đen. Không biết qua bao nhiêu lâu, hắc sắc ma khí dần dần tản ra, ma ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, đế giả một người lẻ loi trơ trọi đứng trong nội điện, sắc mặt cực độ tái nhợt. Phốc! Hắn nửa quỳ xuống phun ra một ngụm máu tươi, hai vai đang không run lên. Cực hạn sao? Hắn ngẩng đầu lên, nhìn qua phía trước, không cam lòng nói. Vậy mà làm cho bọn chúng chạy thoát, ta đã suy yếu đến mức này. Rốt cuộc là bị phong ấn bao nhiêu năm, bây giờ thiên vũ đại lục là thiên đạo lịch bao nhiêu năm. Trước nội điện chẳng biết lúc nào lại có một cái động vỡ ra. Thì ra lỗ đạo tử vào lúc cuối cùng liều mạng đánh ra một kích là đánh vỡ nội điện, chạy trốn để khỏi chết. Hắn và tiền vô địch, Tào Á Tinh ba người lao ra trước tiên, biến mất vô ảnh vô tung. Cả nội điện giờ phút này chỉ còn lại một thi thể đen kịt, đúng là cảnh thu, hắn ở dưới hắc ma khí bao phủ đã sợ run, trực tiếp bị ma khí nhập vào cơ thể, chết không thể chết lại. Mà Lý Vân Tiêu sau lưng đế giả và La Thanh Vân bị khảm trên vách tường đã biến mất không thấy. Bỏ đi, trước rời khỏi đây rồi nói sau. Đế giả kéo thân thể trọng thương hóa thành một đạo hắc quang trực tiếp rời khỏi nội điện, biến mất không thấy. Thật lâu ở trong đại điện có một vòng tròn hiện ra, tản mát ra ánh sáng nhu hòa. Vòng đồng này có một bóng người chui ra ngoài, thật sự là Lý Vân Tiêu, một tay hắn nhấc La Thanh Vân, một tay nhấc lấy thạch thú nhìn qua chung quanh, hắn bắn thần thức ra ngoài, phát hiện xác thực không còn nguy hiểm thì mới chui ra, hai người té trên đất. La Thanh Vân ngã kêu rên một tiếng, trợn mắt cả giận nói. Thiên linh hoàn chính là vật ta luyện hóa, tại sao ngươi có thể dùng nó lập tức mở hư không chạy đến đây? Lý Vân Tiêu mắt điếc tai ngơ, chỉ ngơ ngác nhìn qua hướng đế giả rời đi, thì thào lẩm bẩm. Rốt cục vẫn để hắn trốn thoát, lần này phiền toái rồi. La Thanh Vân dường như thương thế rất nặng, nằm trên mặt đất giãy giụa đứng lên, khẽ nói. Cuối cùng hắn vẫn cực kỳ suy yếu. Nếu khi đó chúng ta không có đi, có nhiều khả năng sẽ chân áp hắn. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Ma khí kia không phải thứ chúng ta có thể ngăn cản, trừ phi chân long chi khí cùng thần dịch lực của ta vẫn còn. Nếu không cho dù là lỗ đạo tử là một đám thần niệm vũ đế cũng vô dụng. Vừa rồi mặc dù đi ra nhiều lắm chỉ làm hắn bị thương, làm không tốt chính mình còn mất mạng. La Thanh Vân ngây ngốc một chút, nói. Quản hắn khỉ gió. Thiên vũ giới đại năng chi sĩ quá nhiều. Sau khi rời khỏi đây sẽ có người thu thập hắn, cần gì làm phiền mấy con tôm tép nhỏ chúng ta quan tâm. Lý Vân Tiêu không có lạc quan như vậy, giận dữ nói. Hy vọng đi. Hắn dùng tay điểm vào thiên linh hoàn, nó lập tức hóa thành cái vòng nhỏ bị hắn bỏ vào trong túi, nói. Thứ này dùng không tệ, đưa cho ta đi. Dù sao ngươi đã có hoàng thần minh nguyệt thương. Hắn nói xong đã hóa thành hào quang chạy đi. La Thanh Vân giận tím mặt, giãy giụa đứng lên, trường thương đâm tới trước, giận dữ hét. Súc sinh, ta giết ngươi. Nhưng Lý Vân Tiêu đã sớm biến mất trong nội điện, nhìn không thấy bóng dáng. Phốc, thiên linh hoàn chính là chí bảo của hắn, hiện tại bị đoạt, tức giận công tâm, lại phun ra một ngụm máu. Hắn thoáng ổn định tâm thần, trong mắt hiện ra thần sắc oán hận. Lúc này mới thu hồi trường thương lao ra khỏi nội điện, phá nước mà đi. Cả nội điện trống trải, vách tường cũng hủy hoại không còn, không bao lâu thì nó lún xuống. Trên mặt đất càng có khe hở cực lớn, tường đổ vách siêu rơi xuống. Cả đại điện bị hủy hoại, phòng ngự bên trong tu di thần cung dường như cũng tản ra, rất nhiều nước biển chảy vào bên trong, lập tức bao phủ toàn bộ thần điện vào trong. Mà nội điện khe hở càng nhiều, không ngừng cắn nuốt nước biển bốn phía. Hình thành vòng xoáy khổng lồ dưới đáy biển. Vào lúc này trên mặt biển có rất nhiều thi thể, tất cả đều là những kẻ bị yêu long lúc thoát khốn đánh chết. Một bóng người không biết mệt mỏi vớt thi thể, toàn thân sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, nhưng trên mặt hắn đầy kích động, nhìn kỹ lại thì người này chỉ còn một cánh tay. Người này chính là Lý Giật Lôi Phong Thương Hội phái đến tìm kiếm Lăng Tiêu Bảo Điện, tại Thành Viêm Vũ mượn một chiêu của Thủy Lạc Yên đánh bay Lý Vân Tiêu thì tiến vào Tu Di Sơn đầu tiên. Nếu không bị Lý Vân Tiêu nhìn thấy thì hắn làm sao được phép vào đây? Chờ hắn tìm được Lăng Tiêu Bảo Điện thì tất cả đều là xác chết trôi nổi. Nhưng làm cho hắn mừng rỡ không thôi là, những thi thể này vẫn còn nhẫn chữ vật, dưới sự kích động đã vớt gần trăm cái nhẫn. Những người chết này không ai không phải tinh anh của các phái, trong nhẫn của mỗi người giá trị to lớn.
Ha ha, lần này thực phát đạt. Ánh mắt Lý Giật trở nên âm lãnh, căm hận nói. Có rất nhiều tài nguyên này, ta rất nhanh có thể trùng kích cảnh giới rất cao. Lý Vân Tiêu, ngươi chờ đó cho ta, ta nhất định phải bầm thây ngươi thành vạn đoạn. Ân, đây là cái gì? Hắn đột nhiên nhìn thấy trên thi thể một người có kim quang sáng lạn. Dĩ nhiên là một mặt lệnh bài. Phía trên có vài nét bút đơn giản và đồ án tử thần, tuy bút họa đơn điệu nhưng lại làm cho người ta khiếp sợ. Tử thần lệnh bài. Lý Giật quá sợ hãi, hoảng sợ thiếu chút nữa rời tay ném đi. Hai tay của hắn run rẩy một lúc, trong giây lát cuồng hỉ, kích động sắc mặt ửng hồng, nói. Tử thần lệnh bài, ha ha, dĩ nhiên là tử thần lệnh bài. Dầm ào ào. Nước biển bốn phía khởi động, bắt đầu thì xoay tròn thật chậm sau đó biến thành nhanh. Phần còn lại của chân tay cụt trên biển tán loạn. Xảy ra chuyện gì? Lý Giật kinh hãi, dưới đáy biển hình thành vòng xoáy to lớn, cảnh tượng này rung động quá lớn, vậy mà đã tới bên cạnh hắn, chấn nhiếp hắn ngây ngốc tại chỗ, toàn thân lạnh như băng. Oanh! Vòng xoáy linh khí trực tiếp bao lại, cuốn Lý Giật sắc mặt tái nhợt vào trong, hắn giãy giụa trong vòng xoáy vài cái, hoàn toàn tốn công vô ích, hắn không thể kêu to cái nào liền bị cuốn vào trong tâm vòng xoáy. Vòng xoáy thôn vệ cả linh khí chi hải thì không có dấu hiệu dừng lại, đang không ngừng mở rộng, cắn nuốt tất cả, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Tại thành Viêm Vũ, một đám cường giả hội tụ trên hư không, hợp lực trấn áp Thái Âm Bảo Kính. Thiếu Khuyết Lý Vân Tiêu cầm giữ trận pháp, linh tính Thái Âm Bảo Kính làm sao là đối thủ của đám cường giả Vũ Hoàng, rất nhanh đã bị trấn áp. Lưu Côn cùng Trương Cao hai vị trận pháp đại sư không ngừng đánh ra các loại pháp quyết trên mặt kính. Sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hai vị đại sư, như thế nào? Mấy ngày qua đi, dường như không có hiệu quả gì cả. Người liên can thì chờ không kiên nhẫn, Đồ Lỗi nhịn không được mở miệng hỏi. Lưu Côn lau mồ hôi lạnh, hai mắt có chút thất thần, nói. Cấm chế trên Thái Âm Bảo Kính chúng ta thử rất nhiều biện pháp đều không thể phá vỡ. Hiện tại tuy cưỡng ép chân áp, nhưng nếu Lý Vân Tiêu trở về, vô cùng có khả năng đột phá chân áp. Phát huy cửu cung vô trần trận trở lại. Thời gian lâu như thế mà không thể làm được gì cả. Hoàng Tiểu Long nghe xong, lửa giận xuất hiện, mặc dù đối mặt hai vị trận pháp đại sư, cũng xông tới, nói. Hai vị nghiên cứu trận pháp nhiều năm, vậy mà kém một thiếu niên mười mấy tuổi. Lưu Côn cùng Trương Cao sắc mặt đại biến, xấu hổ cúi đầu xuống. Nếu như người bình thường xông tới nơi với bọn họ như vậy, đây tuyệt đối là chuyện trở mặt tại chỗ. Nhưng hiện tại sự thật bày ở trước mắt, hai người chỉ xấu hổ không dám gặp người. Phương Đức cũng hiểu chuyện này quá hoang đường, trầm giọng nói. Như vậy còn có biện pháp nào hay không, nếu không bọn họ từ trong Tu Di Sơn đi ra còn phải bị Lý Vân Tiêu quản chế, mặt mũi của chúng ta biết giấu ở nơi nào. Lưu Côn lúc này mới nghiêm nghị nói. Hiện tại chỉ còn một biện pháp, cưỡng ép phá vỡ cửu cung vô trần trận, đánh nát Thái Âm Bảo Kính này. Phương Đức gật đầu nói. Như thế cũng tốt, hiện tại bảo vật này đã bị chúng ta trấn áp. Tất cả mọi người có thể phát huy toàn lực, liên thủ một kích đánh nát nó đi, để tránh đêm dài lắm mộng. Tất cả mọi người nhất trí đồng ý, liên thủ hơn 10 tên cường giả Vũ Hoàng đánh ra một kích, cường đại tới mức hủy thiên diệt địa. Không trung không ngừng truyền ra âm thanh ầm ầm liên tục không dứt. Suốt cục thời gian uống cạn chung trà, Thái Âm Bảo Kính rên rĩ. Một đạo quang mang phóng lên trời, triệt để chôn vùi trong hào quang, hóa thành bụi bặm. Rốt cục phá vỡ, chờ tiểu tử kia đi ra, chúng ta sẽ cho hắn đẹp mặt. Chiến Lang Thần Miếu Vũ Hoàng áo tím sắc mặt ngoan lệ. Sắc mặt Phương Đức ngượng ngùng, thầm nghĩ Lý Vân Tiêu này phiền toái tới nơi rồi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn qua lối vào Tu Di Sơn, đột nhiên nhíu mày nói. Xảy ra chuyện gì, vì sao ta cảm thấy lối vào có biến? Có từng hồi chấn động truyền tới. Không thể nào, Tu Di Sơn hoàn toàn ở hai không gian khác với thiên vũ giới chúng ta, làm sao có thể có chấn động truyền tới, nếu không chỗ chúng ta cũng phải sinh ra chấn động mới đúng. Nhất định là vừa rồi mọi người liên thủ một kích giữa âm ảnh hưởng còn chưa tiêu tán. Đồ Lỗi chậm rãi nói ra. Chắc là như thế. Tất cả mọi người đồng ý nói. Phương Đức cảm giác, cảm thấy nội tâm có cảm giác không đúng. Hai mắt nhìn chằm chằm vào cửa vào Tu Di Sơn một hồi, cảm giác này càng ngày càng mạnh. Không đúng, ta cảm thấy là trong Tu Di Sơn có vấn đề. Đột nhiên Hoàng Tiểu Long mở miệng nói,
hắn cũng cảm nhận được chấn động này, thân thể trở nên khẩn trương lên, khó có thể tin nói. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chấn động lớn như thế, trong Tu Di Sơn đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trong hư không truyền ra từng tiếng nổ vang, Tu Di Sơn không ngừng run rẩy. Toàn bộ không biết xảy ra chuyện gì, một đám hoảng sợ không thôi. Trong hư không có âm thanh nổ tung như búa lớn truyền tới, cả bầu trời bắt đầu chấn động. Oanh! Thời điểm võ giả nơi này không biết làm sao, trên bầu trời trực tiếp xuất hiện lỗ thủng khổng lồ, rất nhiều linh khí trút xuống cùng với các loại hào quang, chẳng khác gì nước trong bình ngọc đổ ra ngoài, sáng chói dưới ánh mặt trời. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhìn qua hiện tượng khó lý giải này. Oanh! 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 Trên bầu trời không ngừng xuất hiện các khe hở lớn, còn có lỗ thủng lớn nhỏ khác nhau, giống như túi linh khí vỡ ra, cả thành Viêm Vũ bị linh khí mông lung bao phủ. Bầu trời, vậy mà sụp đổ. Phương Đức hai mắt ngây ngốc, nhìn qua khe hở và lỗ thủng, hơn nữa càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều, linh khí bao phủ đầy trời. Mau nhìn, có người rơi ra. Mọi người định nhãn nhìn lại, trong mấy lỗ thủng có bóng người rơi xuống, tất cả đều hoảng sợ nhìn theo. Là đệ tử tiến vào Tu Di Sơn. Tu Di Sơn, thực gặp chuyện không may. Toàn thân Hoàng Tiểu Long đại chấn, cơ hồ khó có thể tin. Ầm ầm, ầm ầm. Tiếng nổ càng lúc càng lớn, cả bầu trời đầy vết rạn nứt và lỗ thủng, tâm thần của mọi người hiện tại đã thất thủ, cửa vào Tu Di Sơn dần dần vỡ ra, càng lúc càng lớn, bắt đầu có linh khí tủa ơ. Phương Đức hét lớn. Không tốt, tất cả mọi người nhanh chóng lui lại, Tu Di Sơn sụp đổ. Một phương không gian sụp đổ sinh ra lực lượng khó có thể đánh giá. Nếu muốn mạng sống, thuần túy phải dựa vào vận khí. May mắn giáp giới giữa Tu Di Sơn và Thiên Vũ giới có thông đạo không gian, rất nhiều linh khí tán loạn trở thành khu vực giảm sóc, không ít võ giả đang bị thông đạo cuốn đi, tiến vào trong hư không, biến mất vô tung. Hơn 10 tên võ giả lui ra hơn 10 dặm, đứng ở xa xa nhìn qua, cả thành Viêm Vũ lúc này có cảnh sắc kỳ dị. Linh khí trên bầu trời không ngừng rót xuống, cả nội thành vùng núi gần đó có linh khí dồi dào. Từ xa nhìn lại thì đây chẳng khác gì tiên cảnh, linh khí như thác nước rót xuống. Phương Đức nhìn không được nói. Chuyện Tu Di Sơn sụp đổ chính là đại sự kiện, sợ là thánh vực cũng sẽ phái người tới điều tra, nhanh chóng báo tin cho tông môn. Trong mắt Hoàng Tiểu Long trừ khiếp sợ ra thì có ghen ghét mãnh liệt, thở dài nói. Thành Viêm Vũ sợ rằng không bao lâu nữa sẽ biến thành thánh địa linh khí. Hỏa Ô đế quốc cũng sẽ có rất nhiều linh khí, sợ là không cần nhiều thiếu niên cũng vượt qua hai đế quốc khác. Đồ Lỗi cũng cả kinh, Hoàng Tiểu Long nhìn xa hơn hắn. Nhìn thấy linh khí trên không trung không ngừng rót xuống, giống như vĩnh viễn không chừng mực. Một ngày sau, trên không phủ thành chủ thành Viêm Vũ. Lý Vân Tiêu nhìn qua linh khí trong toàn thành sắp hóa thành trạng thái dịch. Các võ giả sống sót sau tai nạn kinh hỉ tu luyện ở đây. Ngươi đúng là ngôi sao tai họa. Yêu Long cảm khái nói. Tu Di Sơn tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm, ngươi đi vào thì nó sụp đổ. Lý Vân Tiêu cũng choáng váng, nói. Hẳn là nội điện chính là nơi trấn trụ linh tuyển chi nhãn của Tu Di Sơn, dựa vào linh tuyển chi nhãn cung cấp linh khí trấn áp đế giả. Bị chúng ta phá đi thì cân đối không gian đổ vỡ. Tu Di Sơn vô số năm qua đã có trăm ngàn lỗ thủng. Ta chỉ là cọng rơm cuối cùng đè sập Tu Di Sơn mà thôi. Bây giờ nên làm gì? Ninh Linh Nhi cũng ra khỏi giới thần bi nhìn qua dị tượng trên trời, khiếp sợ không khép miệng được, nói. Linh khí nơi này dày đặc như thế, sợ là không bao lâu nữa nơi đây sẽ biến thành Linh Sơn Thánh Địa như bảy siêu cấp thế lực, là thánh địa tu luyện cao cấp nhất của thiên vũ giới. Đến lúc đó đừng nói tông phái Nam Vực. Sợ là thế lực cả thiên vũ giới đều nhìn qua. Huống hồ Vân Thiếu ngươi trước khi đi vào Tu Di Sơn đã đắc tội tất cả mọi người một lần rồi. Lý Vân Tiêu cũng cảm thấy đau đầu, nếu trước kia đắc tội nhiều người còn có biện pháp ngăn cản. Nhưng giờ phút này thành Viêm Vũ biến thành linh khí như biển, người nào cũng không dễ bỏ qua. Phải biết rằng cả thiên vũ đại lục có thể có được linh khí như biển thế này chỉ có 7 siêu cấp thế lực. Cũng chính bởi vì tài nguyên linh khí sung túc. 7 thế lực lớn mới có thể ngạo thị thiên hạ. Hiện tại thành Viêm Vũ của hắn là nơi chim không thèm ỉa, sợ là rất nhanh sẽ tiến vào trong mắt người khắp thiên hạ, trở thành thịt cá trên thớt. Mặc kệ như thế nào, có thể ngăn được bao lâu thì bao lâu.
Thành Viêm Vũ này chính là địa bàn của Lý Vân Tiêu ta, cho dù Vũ Đế đến cũng phải nằm sấp xuống. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói, trong mắt bắn ra tinh quang. Đinh Linh Nhi im lặng không nói, nếu như là trước đây nàng sẽ cho rằng hắn điên rồi. Nhưng nghĩ vậy trong thân thể non nót này là linh hồn vĩ đại, lập tức sinh ra nhiệt huyết sôi trào, giống như nhìn thấy phong thái cửu thiên Vũ Đế phách tuyệt thiên hạ, năm đó ở Thần Tiêu Cung đánh bại anh hùng thiên hạ, nàng có cảm giác hướng về. Lý Vân Tiêu hít sâu, đột nhiên hét lớn một tiếng, nói. Tất cả mọi người nghe đây, không phải người Thành Viêm Vũ thì trong vòng ba hô hấp cút đi, bằng không. Chết! Giọng của hắn vang vọng hư không, cơ hồ tất cả võ giả đang tu luyện tâm thần chấn động, trong mắt bắn ra thần sắc tức giận. Quýnh lên nhanh chóng chạy ra bên ngoài thành, không ít người đã nhìn thấy thủ đoạn của Lý Vân Tiêu, đây chính là tồn tại rút đao giết người không nháy mắt. Hơn 10 võ giả ở xa xa nghe được tiếng nói này, tất cả sắc mặt âm trầm. Tên Vũ Hoàng áo tím của Chiến Lang Thần Miếu giận tím mặt, lạnh giọng nói. Không có cửu cung vô trần trận còn dám cản rỡ, chờ ta đi lấy mạng chó của hắn. Phương Đức nhướng mày, trực tiếp ngăn trước người hắn, nói. Giờ phút này Tu Di Sơn sụp đổ, Thành Viêm Vũ dị biến. Chúng ta với tư cách tông môn đứng đầu Nam Vực, không thể làm việc qua loa. Ta đề nghị nên về tông môn báo cáo, chờ định đoạt. Phương Huynh nói đúng, tình huống bây giờ đã không phải chúng ta có thể khống chế. Đồ Lỗi cũng nói. Mọi người đi trước, chuyện nơi này chỉ sợ không xong đâu. Vũ Hoàng áo tím cố nén giận, nếu tất cả mọi người nói như vậy, hắn cũng không nên phản đối, lập tức hơn 10 người tiêu tán không còn, đều bay về tông môn của mình. Còn có những đệ tử các phái bị đùa ra khỏi Thành Viêm Vũ thì nhao nhao quay về tông môn, muốn báo tin tức đại sự này. Tu Di Sơn, một trong 4 tiên cảnh của thiên vũ giới đã sụp đổ truyền ra khắp đại lục. Mấy ngày sau linh khí chậm rãi biến mất, duy trì tốc độ chảy nhất định, mà lỗ thủng nhỏ dần dần khép lại. Trên bầu trời hình thành 9 lỗ thủng lớn, linh khí như 9 thác nước chảy xuống dưới. Trong khoảng thời gian này Thành Viêm Vũ đều yên tĩnh thần kỳ, cũng không có bất kỳ thế lực nào đến quấy rầy. Dường như cả Nam Vực đang chuẩn bị đón cơn bão sắp tới. Rốt cuộc hiện tại đã có người tới thăm. Người tới là Chiến Lang Thần Miếu, bởi vì có tên Vũ Hoàng áo tím giật dây. Cả Chiến Lang Thần Miếu có rất nhiều cao thủ tới, Vũ Hoàng có 7 người. Ngươi cũng quá để mắt tới Thành Viêm Vũ này rồi, lại muốn mấy người chúng ta tới nơi này. Chư vị không biết, Lý Vân Tiêu thật sự có thủ đoạn nhỏ. Hơn nữa Thành Viêm Vũ này dường như còn che giấu trận pháp lợi hại. Hừ, lại lợi hại thế nào cũng chỉ là vũ quân mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Ti, nơi này linh khí dồi dào như thế, quả nhiên là độc nhất vô nhị. Nếu Chiến Lang Thần Miếu chúng ta chuyển nhà tới đây, không qua bao nhiêu năm sẽ đứng đầu Nam Vực. Hừ, đừng nằm mơ. Hiện tại cả thiên vũ giới đều nhìn chằm chằm vào nơi này, chỉ bằng Chiến Lang Thần Miếu chúng ta còn chưa đủ nhét kẽ răng người ta. Được rồi, đều im lặng đi. Hiện tại Thành Viêm Vũ đang ở đầu sóng ngọn gió, chúng ta lần này vụng trộm đi nếu điện chủ biết được, tất nhiên sẽ bị trách phạt. Tranh thủ thời gian giết Lý Vân Tiêu rồi rời đi là được. 7 người nhanh chóng xuất hiện trên không trung Thành Viêm Vũ, một người trong đó giơ tay lên, một đạo kiếm khí bắn thẳng vào phủ thành chủ. Oanh! Kim quang lóe lên, một đạo hào quang ngăn cản kiếm khí. Là trận pháp gì, vậy mà có thể ngăn cản một kích của ta? Tên Vũ Hoàng lộ ra vẻ kinh hãi, khó có thể tin nói. Loại trận pháp hộ thành này dường như không dưới hộ sơn đại trận của Chiến Lang Thần Miếu chúng ta. Mấy người còn lại cũng lộ ra vẻ giật mình. Tên Vũ Hoàng áo tím khẽ nói. Nói tới cũng cổ quái, mọi người không được chủ quan. Ta cũng không tin, chỉ là một tiểu thành còn có thể nghịch thiên đến loại trình độ nào. Tên Vũ Hoàng kia dường như không phục, tiếp tục ngưng tụ kiếm khí lần nữa. Đột nhiên trong nội thành có vạn đạo kim quang lập lòe, hội tụ thành một thanh đại kiếm bay thẳng tới chém vào người nọ. Đại kiếm xuyên qua linh khí như biển, dường như còn không ngừng hấp thu thêm lực lượng, càng vô cùng cường đại. Ti, bách luyện kiếm khí, chạm cho ta. Kiếm khí ngưng tụ trong tay tên Vũ Hoàng đã thành, hung ác chém qua phía dưới. Hai đạo kiếm quang va chạm trên trời, hào quang giống như mặt trời nhô cao. Ầm ầm, dưới tiếng nổ tung, tên Vũ Hoàng kia bị đẩy lùi 100 mét, khí huyết trong người cuồn cuộn. Một tên Vũ Hoàng khác kinh sợ không thôi, đột nhiên nhìn qua phía dưới quát.
Lý Vân Tiêu có ở đây không? Ra đi tìm cái chết. Một giọng nói ung dung từ phía dưới truyền ra. Ta không quản các ngươi là người nào, đã tới thì toàn bộ lưu lại đi. Sóng giạc. Tên Vũ Hoàng áo tím quát. Hôm nay lấy đầu của người báo thù ngày trước. Trong thành Viêm Vũ có hai đạo hào quang bay lên trời, lăng không mà đứng trên không trung, đúng là Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt. Ánh mắt Lý Vân Tiêu quét qua, lạnh nhạt nói. Thì ra là Chiến Lang Thần Miếu. Cũng phải, trước hết bảy tên các ngươi răn đe. Đầu ngón tay hắn điểm ra, vạn đạo kim mang bắn ra bốn phía, càng ngày càng nhiều, rậm rạp chằng chịt, không ngừng mở rộng ra, cả thành Viêm Vũ kim quang lập lòe như mặt trời chói mắt. Vô số kim quang hội tụ từ bốn phương tám hướng, biến ảo thành thiên thiên vạn vạn đạo kim mang bay lượn trên không trung, bày ra biển kiếm khí. Bản thân Đại Nhật Kim Quang kiếm trận chính là hộ sơn đại trận vô cùng cường đại, bởi vì trường kỳ không được linh khí tẩm bổ cho nên không cách nào phát huy uy lực. Hiện tại bình cảnh không phải là linh khí, trận pháp có thể phát huy lực lượng lớn nhất, tu vị bản thân Lý Vân Tiêu đã biến thành bình cảnh, nếu không bằng vào trận này, cho dù Vũ Đế Hàng Lâm cũng đủ đánh một trận. Bảy tên Vũ Hoàng kinh hãi, kiếm khí tung hoành đầy trời tạo thành biển kiếm khí chấn động nhân tâm. Kiếm trận thật mạnh, mọi người phải cẩn thận. Tên Vũ Hoàng áo tím sắc mặt đột biến, hắn đánh ra một chưởng đánh tan kim quang, đánh thẳng vào Lý Vân Tiêu. Nhưng kiếm thế quá mạnh mẽ, rất nhanh ngàn vạn kim quang ngưng tụ đã vây khốn hắn vào trong. Bảy người cường thế mà đến, chỉ mới đánh xong một chiêu đã bị vây khốn, bận rộn ứng phó, không rảnh quan tâm chuyện khác. Đoạn Việt vẻ mặt khiếp sợ, sợ hãi nói. Trận pháp này thật quá mạnh, ngươi khống chế nó cực kỳ hao tổn tâm thần a. Ân, Lý Vân Tiêu không phủ nhận nói. Đúng thế, nếu như ta có đủ hồn lực, liền có thể trực tiếp diệt sát bảy người này trong trận pháp. Nhưng hiện tại hiển nhiên không được, còn phải ra tay ứng phó từng người. Đoạn Việt cười khổ nói. Thực lực của ngươi càng ngày càng làm cho người nhìn không thấu, ta không thể giúp gì cho ngươi. Nhưng chỉ vẻn vẹn ứng phó một tên thì vấn đề không lớn. Lý Vân Tiêu điểm vào mi tâm, thạch thú lao ra, nó nhanh chóng lao tới chỗ đám Vũ Hoàng kia. Yêu khí mạnh mẽ của nó lập tức làm cho người ta chú ý. Cái gì, yêu thú cấp Vũ Hoàng? Tất cả mọi người chấn động, thạch thú bước ra một bước thì thân thể lớn mạnh vài phần, rất nhanh đã lớn gấp đôi có thừa, một chưởng phô thiên cái địa đánh tới. Lý Vân Tiêu thu kiếm quang lại. Ngàn vạn kiếm khí hội tụ sau lưng hắn, tập trung công kích vào bốn người. Cố ý chọn ra ba tên Vũ Hoàng, thạch thú độc chiến hai người, Đoạn Việt ứng phó một người, bốn tên còn lại tức giận hét to. Tiểu tử, cho dù ngươi có kiếm trận tương trợ, muốn lấy một địch bốn, cũng quá cuồng vọng a. Vũ Hoàng áo tím hét lớn một tiếng, khí thế ngập trời tỏa ra ngoài. Ba người khác không dám khinh thường, một trận chiến hôm nay có lẽ ẩn chứa nguy hiểm lớn nhất đời này. Ai cũng lấy huyền binh ra, bốn đạo khí tức lập tức đánh vào kiếm trận, đứng đối mặt Lý Vân Tiêu. Chư vị, tranh thủ thời gian diệt sát kẻ này. Con yêu thú kia thập phần cường đại, ta sợ chúng ta không ngăn được. Một gã Vũ Hoàng mở miệng, trầm giọng nói. Ánh mắt của hắn đầy lo lắng, trên người thạch thú tỏa ra yêu khí ngập trời, vậy mà đè nặng đánh hai tên Vũ Hoàng kia vẫn chiếm thượng phong. Ánh mắt Lý Vân Tiêu chớp động nói. Vừa vặn bắt người thử thần dịch lực. Hai tay của hắn thi triển pháp quyết, thần dịch lực trong đan điền bị đại giới thần quyết tác động, chúng chạy dục kinh mạch toàn thân, ký hiệu quái dị che trời, bao phủ thiên địa. Giới thần bị bay ra khỏi mi tâm của hắn, từ trên trời trấn áp xuống. Từ khi đối chiến đế giả trong Tu Di Sơn, hắn đã sở ra một ít phương pháp vận dụng và uy năng của thần dịch lực, nhưng cho dù như thế nào, đều chỉ có thể ở thi triển đại diễn cùng đại giới hai đại thần quyết mới có thể thi triển. Huyền khí chấn động thật mạnh. Sắc mặt Vũ Hoàng áo tim dùng mình, một quyền phá vỡ kiếm quang, đánh thẳng vào giới thần bi. Trên giới thần bi có lưu quang chấn động, từng vòng chấn động màu đỏ khuyết tán ra ngoài, ký hiệu màu vàng đầy trời hiển hiện ra ngoài. Oanh! Vũ Hoàng áo tím đánh một quyền lên giới thần bi, hồng sắc quang mang bắn ra ngoài, thế rơi xuống vẫn không giảm, đột nhiên đạo vận cổ xưa từ thân bia bắn ra che khuất bầu trời. Cả bầu trời đỏ bừng. Dường như muốn bốc cháy. Một gã Vũ Hoàng quá sợ hãi, nếu như lúc trước chỉ là cảnh giác, như vậy hiện tại chính là lạnh cả người. Tấm bia đá chấn áp xuống làm khí huyết bọn họ nhộn nhạo, giống như thần linh đến thế gian, vạn linh triều bái. Xích Thiên Quỷ Vũ, Thất Sát Thánh Kính, Thiên Diệp Ma Chỉ,
Bôn lôi quyền. Bốn đạo lực lượng mạnh mẽ phá vỡ trời cao đánh thẳng vào giới thần bi. Bốn gã vũ hoàng liên thủ, rốt cục cũng ngăn cản thế rơi của giới thần bi. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, hắn đánh ra ký hiệu cổ quái, trong miệng thì thầm. Hỏa chi vực giới, mở toàn bộ. Ký hiệu cổ quái màu vàng sáng rực trên cao, tất cả đều từ trong tấm bia đá lao ra ngoài, giống như hàng tỷ ngôi sao đang hội tụ lại, cả bầu trời sinh ra tiếng nổ vang, thật giống như hư không vào lúc này đã sụp đổ xuống. Một phương vực giới viễn cổ từ từ mở ra tại thành Viêm Vũ, cả bầu trời thừa nhận uy áp cường đại giống như lúc Tu Di Sơn sụp đổ, bắt đầu dần dần xuất hiện cái khe lớn, một biển lửa thiêu đốt vạn vật xuất hiện. Bốn gã vũ hoàng dưới biển lửa này chỉ cảm thấy toàn thân lạnh cả người, giới thần bi sinh ra lực lượng càng nặng, bọn họ đã dần dần chống đỡ không nổi. Ầm ầm, rốt cục có người chống đỡ hết nổi, thân bia thế như trẻ tre rơi xuống. Chấn áp bốn người. Không. Vũ hoàng áo tím lộ ra vẻ mặt vẻ tuyệt vọng, sợ hãi giống một tiếng. Bốn đạo thân ảnh muốn tránh thoát biển lửa nhưng tốn công vô ích, trơ mắt nhìn tấm bia rơi xuống, trực tiếp đè lên bốn người. Oanh! Bên ngoài thành Viêm Vũ sinh ra rung động mạnh, tấm bia đá trực tiếp nện xuống mặt đất không biết bao sâu, chỉ lộ ra nửa khúc trên, nhưng mà nó giống như núi cao nằm ở đó. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đạp lên đỉnh bia đá, cảm thụ vực giới chi lực trên trời, bản thân xung đột với thiên địa pháp tắc của thiên vũ giới, thần dịch lực trong người tiêu hao không còn. Ngược lại trong đan điền tuôn ra chân khí thay thế thần dịch lực thi triển đại giới thần quyết, văn tự màu vàng trên trời ảm đạm xuống. Cơ hồ đen tối không thể thấy. Vực giới chi lực cũng chậm chậm thối lui, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xem ra nhất định phải dùng thần dịch lực mới có thể thi triển ra như thế. Lý Vân Tiêu cảm thán, thế giới lực cường đại tới mức làm cho hắn kinh hãi, lập tức nhìn qua bốn tên vũ hoàng phía dưới. Nhưng mà loại lực lượng này không phải do hắn tu luyện ra, cũng không biết tu luyện như thế nào. Kể từ đó chỉ sử dụng một kích, hơn nữa khôi phục cực kỳ chậm chạp. Yêu Long mở miệng nói, thần dịch lực phải đạt tới thập phương thần cảnh mới có thể tu luyện ra. Ngươi trong lúc vô tình hấp thu nhiều như vậy, thấy đủ đi. Nếu hiện tại có thể luyện ra thần dịch lực, người bảo ngàn vạn người đang dẫy dụa trong võ đạo sẽ thấy thế nào? Giới thần bi trấn áp bốn gã vũ hoàng, thanh thế to lớn, ba tên vũ hoàng khác ở xa xa nhìn qua. Giới thần bi to lớn nằm trên mặt đất giống như mộ bia bốn người kia, chấn nhiếp tâm thần. Lần này ba người kia trực tiếp sợ tới mức hồn phi phách tán, nào dám ham chiến, lập tức bỏ chạy. Đã đến thì đừng hy vọng quay về. Lý Vân Tiêu đứng trên giới thần bi, chỉ huy mưa kiếm chém xuống. Tâm thần ba gã vũ hoàng hoảng loạn, rất nhanh bị thạch thú cùng đoạn Việt đuổi theo tiêu diệt. Lúc này bầu trời khôi phục thanh minh, chỉ có linh khí như thác nước từ trên cao chảy xuống. Dùng linh khí kinh người trong Tu Di Sơn, loại tốc độ chảy này không biết phải bao lâu mới chảy hết. Huyền khí của ngươi có địa vị gì? Đoạn Việt nhìn qua giới thần bi cao ngất, dưới loại uy hiếp này nội tâm của hắn phát lạnh. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Ta cũng không biết. Hắn trực tiếp bay vào trong giới thần bi. Đoạn Việt im lặng, cũng đi theo thạch thú bay vào trong. Giờ phút này thế giới trong bia đã khác trước, chín lỗ hỏng linh khí rót vào thành Viêm Vũ làm cả thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng. Đặc biệt là hỏa chi vực giới bắt đầu tẩm bổ linh sơn. Cỏ cây rừng nhiệt đới đã xuất hiện. Yêu Long cảm khái nói. Huyền khí này của ngươi chẳng khác gì Tu Di Sơn bỏ túi. Chỉ cần linh khí đầy đủ thì có thể tự hành diễn sinh thế giới. Những đại năng thượng cổ kia thực lực thông thiên, tuyệt không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu đi vào địa chi vực giới, ở trên không có một khối đất nhỏ lơ lửng, khối đất nhỏ màu vàng không ngừng xoay tròn, không ngừng hấp thu linh khí, dường như đang tẩm bổ. Thạch thú vừa thấy khối đất vàng thì lập tức toàn thân sao động, lộ ra thần sắc khát vọng và bất an cực độ. Lý Vân Tiêu cười nói. Dùng thân thể của ngươi muốn tiêu hóa khối tức nhưỡng này cần ít nhất mấy trăm thậm chí mấy ngàn năm đấy. Thạch thú dường như có thể nghe hiểu hắn nói, lập tức dần dần an tĩnh lại, vẫn không nhúc nhích. Lý Vân Tiêu nhẹ nhẹ một chút, khối đất vàng này rơi xuống, trực tiếp chìm vào trong đất. Rất nhanh thổ nhưỡng màu vàng khuyết tán ra ngoài. Mặt đất vốn khô ráo cứng rắn giống như được tưới nước, đã trở nên tươi xốp hơn. Một cảm giác trầm ổn, đôn hậu, xa xưa, lâu dài từ trong mặt đất tỏa ra, ý cảnh thân thiết. Tương truyền tức nhưỡng chính là đại địa chi mẫu thai nghén vạn vật.
hiện tại xem ra thực sự có loại khả năng này. Lý Vân Tiêu cảm khái, nhìn thạch thú nói. Về sau ngươi ở trong vực giới này tu luyện, có khí tức tức nhưỡng phụ ta, ngày sau có thể trùng kích cửu thiên cảnh càng có khả năng. Thạch thú đại hỉ, từ trên không trung kêu vài tiếng, liền đâm đầu xuống. Thổ nhưỡng với nó mà nói chẳng khác gì mặt nước, thân thể vừa chạm vào thì dung nhập, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên một âm thanh kinh hỉ vang lên bên tai Lý Vân Tiêu, nói. Tức nhưỡng, dĩ nhiên là khí tức tức nhưỡng. Nhanh, mau đưa tức nhưỡng cho ta. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng vẫy tay một cái, một cây tiểu thụ toàn thân đỏ bừng hiện ra trên thổ nhưỡng, chính là Côn Ngô thần thụ, vui sướng tung tăng như chim sẻ, kích động dị thường. Đồng tử yêu long co rút lại, cả kinh kêu lên. Đây là Côn Ngô thần thụ, tiểu tử ngươi rốt cuộc có kỳ ngộ gì, đồ vật bực này ngươi cũng có. Lý Vân Tiêu nhìn qua Côn Ngô thần thụ đang vô cùng kích động, nói. Ly hỏa chi tinh hoa bị ngươi hấp thu lâu như thế, hiện tại lại có tức nhưỡng chi thổ nuôi trồng. Các loại chỗ tốt đều bị ngươi chiếm hết, bây giờ cũng nên ra sức đi. Côn Ngô thần thụ cả kinh, vội vàng cảnh giác lên, nói. Ra sức thế nào, lần trước bị ngươi rút ra hơn phân nửa hồn lực, hại ta thiếu chút nữa chết đi. Lần này mơ tưởng, hắn nhìn qua vẻ mặt lạnh lùng của Lý Vân Tiêu, đột nhiên trong nội tâm khẽ động nói. Ngươi nói cần thái nhất huyền khí, ngươi bây giờ cần không? Cái gì? Yêu Long chấn động, hoảng sợ thất thanh nói. Tiểu tử, hắn nói cái gì? Thái nhất huyền khí, trên người hắn có thứ này. Yêu Long cực độ luống cuống, vào lúc này thoát thể lao ra khỏi Tử Ảnh Thanh Tác kiếm, gào thét liên tục. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Vật kia chờ ta khôi phục đến cửu thiên đỉnh phong mới lấy từ ngươi. Ta có một bằng hữu hôn mê bất tỉnh, cần ngươi cứu chữa. Côn Ngô thần thụ nói. Chính là người kia lần trước được dưỡng hồn mộc thoải mái sao? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Không sai. Mộng Vũ vẫn ngủ mê không tỉnh, vốn cho rằng không cần bao lâu, không thể ngờ thời gian dài như thế vậy mà không có một điểm đổi mới, làm cho hắn vạn phần lo lắng. Côn Ngô thần thụ nói. Ta cũng có thể cảm giác được nàng tồn tại, hồn phách của nàng vạn phần nguyên vẹn, ta cũng không biết vì sao không tỉnh. Ngươi có thể trực tiếp nghĩ biện pháp tiến vào trong thế giới tinh thần của nàng điều tra đi. Côn Ngô thần thụ nhìn qua Lý Vân Tiêu hờ hững không nói, nói. Như thế nào, sợ? Lý Vân Tiêu nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta biết rõ, tinh thần không gian là một nơi hết sức kỳ lạ, nhưng lại vô cùng hung hiểm. Một khi không gian sụp đổ mà không kịp thoát ra ngoài, chắc chắn phải chết trong đó. Mặc dù Lý Vân Tiêu chuyên tu tinh thần công kích cũng không dám tùy ý tiến vào thế giới ý thức của người khác. Hắn đang định rời đi, Côn Ngô thần thụ đột nhiên mở miệng nói. Mang ta chuyển qua người cô bé kia đi thôi, người tiến thế giới tinh thần của nàng, ta sẽ hộ pháp. Lý Vân Tiêu vung tay lên, liền xuất hiện tại Phương Thốn Sơn. Sư phó! Mộng Bạch vẫn thủ hộ bên cạnh Mộng Vũ, vừa thấy Lý Vân Tiêu lập tức đại hỉ. Lý Vân Tiêu nhíu mày, giật mình dò xét Mộng Bạch, nói. Mộng Bạch, người vì sao tiến bộ nhanh như thế? Thân thể có cái gì không khỏe không? Mới một thời gian ngắn không thấy, Mộng Bạch đã trực tiếp vượt qua cửu tinh, đạt tới cửu tinh võ sư đỉnh phong. Mộng Bạch cười hì hì nói. Tiến bộ nhanh còn không tốt sao? Ta vẫn khổ luyện thể thuật mà sư phó dạy. Dư thừa thời gian thì ngồi xuống hấp thu nguyên khí. Lý Vân Tiêu ai thán, nói. Thiên địa thật sự có người nghịch thiên sao? Tốc độ tu luyện của ngươi như vậy, sư phụ làm sao sống nổi? Phanh! Trên vách đá sơn động bị nghiền nát, Tiêu Khinh Vương nghe tiếng mà tới vừa vặn gặp hai người, nhìn thấy tu vị Mộng Bạch thì trực tiếp đâm đầu vào vách tường. Hắn khổ tu hồi lâu, còn phải nhờ sự giúp đỡ linh khí trong giới thần bi mới có thể tu luyện tới tứ tinh vũ tông. Rầm rầm rầm. Hắn một người ở trong góc tự kỷ. Lý Vân Tiêu không coi ai ra gì nói. Ngươi và Tiêu Khinh Vương hộ pháp cho ta, ta muốn đi vào không gian ý thức của tỷ tỷ ngươi, nhìn xem nàng xảy ra chuyện gì. Mộng Bạch nghe xong, đại hỉ nói. Như vậy tỷ tỷ của ta có thể tỉnh lại sao? Lý Vân Tiêu nói. Nếu có thể đủ tìm được nguyên nhân, có lẽ không có vấn đề. Trong khoảng thời gian này nhớ rõ không thể để cho bất cứ kẻ nào quấy rầy ta. Ân. Mộng Bạch gật đầu, nói. Ta nhất định sẽ không để cho người nào tới gần sư phụ. Tiêu Khinh Vương cũng biết chuyện nghiêm trọng, thay hắn bắt đầu hộ pháp.
Lý Vân Tiêu nhìn qua Mộng Vũ đang nằm ở đó, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt như thường, chẳng khác gì mỹ nhân đang ngủ. Hắn nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng, sau đó xuất thần. Bắt đầu đi. Hắn cuối cùng thở dài một hơi, ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm nghiền. Mi tâm có một đạo kim quang bắn ra ngoài, trực tiếp bắn vào trong mi tâm Mộng Vũ. Trên người Mộng Vũ xuất hiện kim quang không ngừng lưu động. Thân niệm Lý Vân Tiêu tiến vào trong thức hải của Mộng Vũ, đột nhiên bên người có hiện ảnh yêu long bay tới, hắn kinh ngạc nói. Sao ngươi cũng tới? Yêu long cười nói. Ta bản thân chính là linh hồn thể, chỉ là không gian ý thức của một võ sĩ, còn không phải muốn tới thì tới sao? Lý Vân Tiêu nổi giận nói. Hồ đồ, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, chẳng lẽ còn không biết tính nguyên hiểm của không gian ý thức sao? Yêu long lộ ra vẻ khinh thường, nói. Ngươi quá lo rồi, dùng thần thức ngũ giai thuật luyện sư của ngươi, còn có côn mô thần thụ hộ pháp, không gian ý thức ngươi vẫn qua lại tự nhiên đấy. Lý Vân Tiêu không nói nhiều, trực tiếp đi lên phía trước, dẫm lên người yêu long tiến lên. Không gian tinh thần của Mộng Vũ vẫn đen kịt, hiển nhiên giờ phút này đang hôn mê, cũng không có bất kỳ ý thức nào. Lý Vân Tiêu dù đãng không mục tiêu trong đó, thần sắc càng ngày càng ngưng trọng. Tiểu cô nương này thật chết đi sao? Cả không ra ý thức vậy mà đen kịt rồi. Trong không gian ý thức của người bình thường, cho dù là hôn mê bất tỉnh cũng sẽ có ý thức loạn lưu, ngày bình thường sẽ xuất hiện đoạn trí nhớ ngắn. Nhưng mà nơi này vô cùng tĩnh mịch, không có bất kỳ ý thức tồn tại. Yêu Long chỉ là thuận miệng nói nhưng lại cảm nhận lệ khí trên người Lý Vân Tiêu truyền đến, lập tức ngậm miệng không nói. Hắn cũng không muốn chọc giận người này, tính cách Cổ Phi Dương hắn hiểu rõ nhất. Đó là... Đồng tử Yêu Long đột nhiên co rụt lại, nhìn qua phía dưới nói. Ngươi nhìn, hình như là một cánh cửa. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Thật là cánh cửa, đi xuống xem một chút. Yêu Long lao xuống, xuyên qua không gian đen kịt tiến tới gần cánh cửa. Chỉ thấy cánh cửa này có vòng đồng còn lóe sáng. Nếu không căn bản khó mà nhìn ra được. Tại sao lại như vậy? Yêu Long kinh ngạc nói. Đây là không gian ý thức a, vì sao lại có cánh cửa? Thần sắc Lý Vân Tiêu vô cùng ngưng trọng, dường như phát giác cái gì, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Hắn bước lên, cầm lấy vòng đồng kéo một cái. Ầm ầm, cánh cửa truyền ra sức lực to lớn, trực tiếp đánh hắn bay ra ngoài. Trên cánh cửa hiện ra hào quang màu xanh da trời, trong vòng tròn còn có hình sáu cạnh chỉnh tề, một đám văn tự từ sáu cánh này bắn ra bốn phương tám hướng, tạo thành đồ án cổ quái. Đây là... Đồng tử Lý Vân Tiêu bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ thất thanh nói. Làm sao lại như vậy? Đồ án này... Yêu Long cũng chấn động, có thể đánh bay thần thức ngũ giai của Lý Vân Tiêu không phải không gian tinh thần của võ sĩ có thể làm được. Hắn đột nhiên nói. Ngươi nhận ra đồ án này sao? Lý Vân Tiêu giống như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị nhất thế gian, có chút thất thần thì thào lẩm bẩm. Như thế nào, làm sao có thể? Hai mắt của hắn đỏ bừng, cơ hồ là giống to lên. Yêu Long, chẳng lẽ ngươi quên sao? Ngươi nhìn kỹ đồ án này xem, đây chính là tiêu chí của vị đại nhân kia. Toàn thân Yêu Long chấn động, hai mắt nhìn chằm chằm vào đồ án kia, dường như nhớ lại cái gì, khiếp sợ thất thanh nói. Là người nọ, xảy ra chuyện gì, ấn ký của người nọ vì sao xuất hiện ở chỗ này? Lý Vân Tiêu dần dần tỉnh táo lại, hắn nhìn chằm chằm vào vòng đồng thật lâu. Yêu Long nói, nếu là người nọ thì ấn ký, dùng thực lực của ngươi hiện tại không thể phá vỡ. Vẫn nên ra ngoài nghĩ biện pháp thôi. Lý Vân Tiêu hai mắt khép hờ, dường như khôi phục tâm tình từ trong thất thần vừa rồi, nhàn nhạt nói ra. Nếu như có thể đi thì ta đã sớm đi rồi. Yêu Long cả kinh, sợ hãi nói. Như thế nào, cấm chế trong người ngươi? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu nói. Ngươi không nên lộn xộn, vị đại nhân kia không chỉ thành lập một cánh cửa, hơn nữa phía trên còn có thần thức của hắn. Vừa rồi ta kéo vòng đồng chỉ sợ đã xúc động hắn, nếu như hiện tại tùy tiện rời đi, lập tức sẽ kích phát thần thức của hắn truy tung. Không nói đến có thể chạy đi hay không, mặc dù thoát đi, nhất định cũng làm hắn nhận ra ta. Sắc mặt Yêu Long cũng khó nhìn, nhớ tới gương mặt người nọ, cũng nhìn không được đáy lòng phát lạnh, nói. Bây giờ nên làm cái gì? Lý Vân Tiêu nói. Vị đại nhân kia hiện tại nhất định biết có người động tới cánh cửa, nhưng hắn thần thức cũng không có tỉnh lại. Chứng minh hắn cũng không biết ta là Cổ Phi Dương,
cấm chế ở nơi này cực kỳ lợi hại, sợ là khẽ động sẽ gây ra động tĩnh. Hiện tại cần làm chính là trước khi thần thức đại nhân kia tỉnh lại, chạy khỏi nơi này. Ngươi trực tiếp nói làm sao bây giờ a? Yêu Long trầm giọng nói, dường như cũng ý thức được tính nghiêm trọng của chuyện này, bắt đầu hỏi thăm. Lý Vân Tiêu nói, không cần sợ, nếu ta không có đoán sai thì đại nhân kia bố trí hư không trảm sở trường của mình tại đây, ta hiện tại trước liên hệ Côn Ngô thần thụ, chờ lát nữa chúng ta đồng lòng đánh tan cấm chế, làm cho hắn tiếp ứng chúng ta, dùng hồn lực vô tận của hắn kéo chúng ta ra ngoài. Tốt! Yêu Long hét lớn một tiếng, thân thể lập tức hóa thành một đạo kiếm quang, chính là Trảm Yêu kiếm quyết, trực tiếp phóng lên trời. Trong nháy mắt này Lý Vân Tiêu cũng thi triển đại diễn thần quyết, khoa đầu văn màu vàng hiện ra. Ngay thời điểm hai người sử dụng chiêu thức, trong không gian đen kịt có vô số hào quang, đem trọn không gian mở ra, đánh tan như tờ giấy. May mắn hai người sớm có chuẩn bị, kiếm quang cùng đại diễn thần quyết trực tiếp ngăn cản hư không chạm, đánh tan hư không vô tận. Lúc này trên bầu trời xuất hiện một tia hào quang, trực tiếp chiếu vào hai người, biến mất trong hư không. Cánh cửa phía dưới vang lên âm thanh vòng đồng chấn động, một hư ảnh màu đen xuyên qua cánh cửa đi ra ngoài. Toàn thân của hắn bao phủ trong áo đen, hoàn toàn không có khuôn mặt, đôi mắt như sao ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hư không. Lúc này thân ảnh Yêu Long cùng Lý Vân Tiêu vừa mới biến mất, cũng chỉ còn lại hào quang màu vàng không ngừng biến ảo lưu lại. Bóng đen kia ngưng mắt nhìn thật lâu, thì thào lẩm bẩm. Côn Ngô thần thụ, dường như nội tâm cũng cực độ nghi hoặc, cuối cùng chậm rãi biến mất trong cánh cửa. Chỉ truyền ra âm thanh nhàn nhạt. Bị người ta phát hiện sao? Sốt cuộc là ai? Trong huyệt động dưới Phương Thốn Sơn, Lý Vân Tiêu đột nhiên mở hai mắt ra, một đạo kim quang bay ra khỏi mi tâm mộng vũ, thần sắc hắn âm tình bất định. Mộng Bạch nhanh chóng bước lên nói. Sư phó, tỷ tỷ của ta như thế nào? Hắn nhìn thấy Lý Vân Tiêu sắc mặt không tốt lắm, một lòng lập tức huyền cổ họng. Lý Vân Tiêu trầm mặc một hồi, an ủi hắn nói. Không có việc gì, chỉ là hôn mê sâu mà thôi. Mộng Bạch, trong trí nhớ của ngươi từng có mộ nam tử này không? Hắn cẩn thận miêu tả tướng mạo của người nọ, đồng thời ngưng khắc đồ án trên mặt đất, làm cho Mộng Bạch phân biệt. Mộng Bạch vẻ mặt nghi hoặc, lắc đầu. Lý Vân Tiêu thở dài, biết rõ tất nhiên sẽ không có kết quả gì. Hắn lần nữa hỏi. Trong ấn tượng của ngươi, phụ mẫu là người nào? Mộng Bạch ngạc nhiên nói. Chuyện này có quan hệ gì sao? Phụ thân tên là Mộng Diêm, là một binh sĩ ưu tú của Thiên Thủy Quốc, vì nước hy sinh. Ta vẫn còn giữ huy chương vinh dự đây. Hắn lấy một tấm huy chương bằng sắt đưa cho Lý Vân Tiêu xem, phía trên đã có dấu vết rỉ sét. Trên đó có khắc hai chữ Mộng Diêm. Lý Vân Tiêu nói. Vậy mẫu thân các ngươi thì sao? Mộng Diêm vì nước hy sinh chắc chắn sẽ không phải mấu chốt. Trên mặt Mộng Bạch mang theo vẻ cô đơn, nói. Đều tại ta, nghe tỷ tỷ nói, mẫu thân của ta thời điểm sinh ta bị khó sinh mà chết. Ta cho tới bây giờ chưa thấy mặt mẫu thân của ta. Lý Vân Tiêu cảm thấy có chút vô lực, hắn nhìn Tiêu Khinh Vương nói. Khinh Vương, phiền toái ngươi đi Thiên Thủy Quốc tra thân thế của tỷ đệ Mộng Bạch rõ ràng, không được bỏ sót cái gì cả. Tiêu Khinh Vương cảm thấy kinh ngạc nói. Chuyện này và chuyện Mộng Vũ hôn mê có quan hệ gì sao? Thần sắc Lý Vân Tiêu nghiêm nghị, nói. Trong thức hải Mộng Vũ có người hạ cấm chế. Tiêu Khinh Vương chấn động, nói. Ai làm? Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ta hiện tại chỉ phỏng đoán, nhưng vẫn không thể xác định. Nếu thật sự là người nọ thì phiền toái. Tiêu Khinh Vương dường như cũng cảm thấy tính nghiêm trọng của chuyện này, bởi vì từ quen Lý Vân Tiêu lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng nghe hắn nói qua hai chữ phiền toái. Hắn cẩn thận hỏi. Người nọ rất mạnh. Mạnh. Lý Vân Tiêu cười khổ một tiếng, nói. Đã không phải là dùng chữ, mạnh, để miêu tả nữa. Tiêu Khinh Vương khẽ giật mình, sau đó nghiêm nghị nói. Người yên tâm, ta nhất định sẽ điều tra thật rõ ràng. Hắn không muốn làm trễ nãi, trực tiếp được Lý Vân Tiêu đưa ra khỏi giới thần bi, hắn bay đi Thiên Thủy Quốc. Mộng Bạch lo lắng thật sâu, nói. Sư phó. Ngươi nói người nọ rốt cuộc là ai? Nếu là cường giả, tỷ tỷ của ta không làm gì đắc tội hắn, sao hắn lại hại tỷ tỷ? Lý Vân Tiêu khẽ lắc đầu, nói. Ta tạm thời cũng không rõ ràng, nhưng mà ngươi yên tâm, người nọ có lẽ không có ác ý gì đâu.
nếu không thì tỷ đệ các ngươi sớm chết cả ngàn lần rồi. Yêu Long mở miệng nói. Tiểu tử, thật sự là người nọ sao? Ta cuối cùng cảm giác quá không thể tưởng tượng nổi. Giữa hai người này hoàn toàn không có dính dấp gì với nhau cả. Lý Vân Tiêu cười khổ nói. Ta cũng hy vọng không phải, nhưng ấn ký này và hư không chạm khi chúng ta trốn đi. Trong đương thời trừ vị đại nhân kia ra, còn có thể là ai? Yêu Long cũng trầm mặc không nói. Trong thiên hạ này, tồn tại mà Cổ Phi Dương cũng phải xưng là đại nhân, thế gian có mấy người? Lý Vân Tiêu nhìn qua bộ dáng chán nản của Mộng Bạch, sờ sờ đầu an ủi hắn. Đừng lo lắng tỷ tỷ ngươi, ít nhất sư phụ xác nhận tỷ tỷ ngươi không có việc gì, nàng tỉnh lại chỉ là vấn đề thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi cũng phải cường đại lên. Hôm nay sư phụ sẽ dạy cho ngươi một chiêu vũ kỹ. Mộng Bạch kiên định gật gật đầu, trong mắt lóe ra ánh sáng, nói. Ta muốn trở nên thật cường đại, như vậy tỷ tỷ sẽ không bị thương tổn. Yêu Long dường như cảm nhận được cái gì, cả kinh nói. Tiểu tử, thân thể đồ đệ của ngươi. Lý Vân Tiêu cười nói. Thiên địa độc thân, như thế nào, rất trâu sao? Yêu Long một hồi ngạc nhiên, nói. Đệ đệ là thiên địa độc thân, trong cơ thể tỷ tỷ có phong ấn của người nọ, lai lịch hai tỷ đệ này không tầm thường. Lý Vân Tiêu thở dài. Bất kể như thế nào, hai tỷ đệ này đều là người trọng yếu bên cạnh ta, cho dù là ai ta cũng sẽ không để kẻ đó xúc phạm bọn họ. Kế tiếp Lý Vân Tiêu lại mang chiêu kiếp phù sinh dậy cho Mộng Bạch. Một lát sau, một thân ảnh lóe lên trong thành Viêm Vũ. Hiện giờ chín khe hở linh khí trên đầu thành Viêm Vũ đã biến nơi này thành biển linh khí, giới thần bi càng trực tiếp cao tận trời, chấn áp trên mặt đất, ép nhìn qua chẳng khác gì tiên cảnh. Ninh Linh Nhi không có chút tâm tư thưởng thức nơi này, mà là sắc mặt trắng bệch, suy nghĩ xuất thần, vừa thấy Lý Vân Tiêu thì vội vàng nghênh đón. Lý Vân Tiêu cười nói, như thế nào, mang tới chuyện xấu bằng trời sao, sắc mặt của ngươi sao khó coi như vậy. Ninh Linh Nhi không có chút vui vẻ nào, trầm giọng nói. Vân Thiếu, việc lớn không tốt, ngươi cũng biết trong khoảng thời gian này vì sao không có môn phái nào tới khiêu khích ngươi không? Lý Vân Tiêu cười nói. Ai nói không có, Chiến Lang Thần Miếu không phải đã ra tay sao? Ninh Linh Nhi nói. Chiến Lang Thần Miếu chết bảy Vũ Hoàng vẫn thờ ơ, bởi vì gần đây truyền lưu một tin tức, nói là ngươi diệt phân bộ Tinh Túc Tông tại Trấn Thanh Hải. Tông chủ Tinh Tú Tông Tinh Tú lão nhân giận tím mặt, đang định vượt qua vực mà đến, muốn tiêu diệt thành Viêm Vũ. Sắc mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống, lúc này mới ngưng trọng lên, nói. Tinh Túc lão quái tự mình ra tay. Ninh Linh Nhi nhìn thấy sắc mặt của hắn biến hóa, càng thêm lo lắng, nói. Ân, tin tức nói Tinh Túc lão nhân đang bố trí truyền tống trận vượt qua vực, muốn đích thân tới tìm ngươi tính sổ. Lý do là ngươi diệt phân bộ Tinh Túc Tông của bọn họ. Vân Thiếu, thật là ngươi làm sao? Thanh Loan chiến xa kia. Lý Vân Tiêu nói. Ha ha, cả Nam vực cũng không có vài cái, Trấn Thanh Hải Tinh Tú Tông vừa vặn mất một cái, ta lại lấy ra một chiếc, tự nhiên sẽ hoài nghi lên đầu ta. Huống hồ, Tinh Túc lão quái sợ là có ý khác a, hiện tại thành Viêm Vũ chính là thịt trong mắt cả Thiên Vũ Đại Lục, hắn chỉ kiếm cớ xoát thủ trước mà thôi. Những đại phái khác không tìm ra cớ, không tốt công nhiên cải thiết luật của thánh vực mà thôi. Ninh Linh Nhi trong nội tâm vui vẻ, nói. Nói như vậy không phải ngươi làm, chỉ cần không có làm, vậy còn có khả năng vãn hồi. Lý Vân Tiêu cười nói. Không khéo, chính là ta làm. Ninh Linh Nhi vừa mới vui mừng đã bị dội tắt, một điểm hy vọng cũng không có, sắc mặt khó coi nói. Vân Thiếu, làm sao bây giờ? Ta đã truyền tin tức cho Tổng bộ Thiên Nguyên Thương Hội, để cho bọn họ nghĩ biện pháp đi tìm thánh vực. Để sứ giả thánh vực tiến tới. Nhưng sợ không sẽ có hiệu quả gì. Lý Vân Tiêu cũng lâm vào trầm tư, đi qua đi lại, đột nhiên nhíu mày, nói. Có biện pháp, người đi Thiên Hương Đế Quốc tìm một người, người nọ quần áo vô cùng mộc mạc, trong tay luôn ôm một cây đàn ngọc nhìn qua rách nát không chịu nổi. Người này năm đó thiếu nợ ta một nhân tình, người chỉ cần nói với hắn, một khúc thanh âm cười gió đông, hắn tự nhiên sẽ đáp ứng sở cầu của ngươi, trả nhân tình cho ta. Một khúc thanh âm cười gió đông. Ninh Linh Nhi thì thào tự nói mấy lần, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nàng có chút hồ nghi nói. Tinh Túc lão nhân chính là Cửu Thiên Vũ Đế thành danh nhiều năm, tại Đông Vực thanh danh hiển hách, người này thật sự sẽ cứu thành Viêm Vũ sao?
Lý Vân Tiêu cười nói. Chỉ cần hắn chịu đến, sẽ không có việc gì. Đinh Linh Nhi lập tức tin tưởng tăng nhiều. Lý Vân Tiêu năm đó là nhân vật bực nào, người nợ nhân tình cũng không phải nhân vật tầm thường, nhưng mà nàng vẫn hoài nghi, trong Nam vực còn có cường giả vũ đế ẩn nấp trong phố phường sao. Ta lập tức phát động tất cả lực lượng đi tìm. Đinh Linh Nhi không dám chậm trễ, lập tức đứng dậy cáo từ. Nàng đi rồi, Lý Vân Tiêu lập tức thần sắc ngưng trọng, hắn cũng không có biện pháp chắc chắn rằng người nọ còn ở Thiên Hương đế quốc hay không. Hắn nhìn trời thì thào lẩm bẩm. Lệ Hoa Trì, nếu ngươi không tới, lần này ta gặp phiền phức rồi. Bằng vào lực lượng trước mắt của Thành Viêm Vũ tuyệt đối không có khả năng chống lại một tên cửu thiên vũ đế, huống chi là vũ đế thành danh đã lâu. Tin tức lan truyền nhanh chóng, dường như cả Nam vực đều sôi trào lên, mỗi người đều chú ý việc này. Mưa gió sắp đến Phong Mãn Lâu, thế lực toàn bộ Nam vực thu nhỏ lại. Đặc biệt là Thiên Hương đế quốc Thiên Hà Các, trong tông môn bộ dáng khẩn trương, tin tức phân bộ Tinh Túc Tông bị diệt tại trấn Thanh Hải, kỳ thật là chuyện tốt bọn họ vụng trộm làm, cũng sợ bị Tinh Túc lão quái tra ra, đây chính là tai họa diệt môn. Sau khi Đinh Linh Nhi rời đi, Lý Vân Tiêu liền bắt đầu bế quan, bắt tay vào luyện hóa vài món huyền khí tìm được trong Lăng Tiêu Bảo Điện. Phương tử đỉnh kia ẩn ẩn khắc ấn khoa đầu văn tối nghĩa, dùng tay sờ vào bị lực lượng quy tắc bắn ngược ra. Trong tay Lý Vân Tiêu xuất hiện kim quang mới dần dần vuốt ve được, lúc này tử đỉnh bắn ra từng đạo tử khí lên trời, trong đó ngưng tụ ra ba chữ. Sơn Hà Đỉnh. Hắn ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu tinh tế luyện hóa. Những đỉnh có khắc chữ muốn luyện hóa vô cùng gian nan, trừ phi thực lực siêu tuyệt, cưỡng ép luyện hóa. Nhưng mặc dù là kiếp trước chỉ sợ hắn cũng không thể luyện hóa được huyền khí bực này. Ngay vào lúc Đinh Linh Nhi bắt đầu ở Thiên Hương đế quốc toàn lực tìm kiếm người ôm đàn ngọc, tại vùng biển Nam Hải tiếp giáp với Thiên Hương đế quốc. Trong lĩnh vực của hỏa ngư tộc đang có rất nhiều hải tộc bao phủ, cơ hồ vây chặt hỏa ngư tộc như nêm cối, sát khí giạt rào. Vi Hy đại nhân tộc ta đang ở đâu? Nếu không nói ra thì trực tiếp diệt tộc hỏa ngư tộc. Một tộc nhân bức phúc tộc lạnh giọng quát. Khí tức là thất túc cảnh vũ hoàng, mà đại quân bức phún tộc chung quanh có 5 tên vũ hoàng. Trong đó hai người chính là vũ hoàng đỉnh phong. Hỏa ngư tộc vô cùng sợ hãi nép cùng một chỗ, bị những khí tức cường đại kia ép không hở nổi. Sắc mặt Thiết Phàm tái nhợt, cắn răng nói. Vi Hy đại nhân thực lực thông thiên, chúng ta làm sao biết hắn đi đâu? Thiết Lăng cũng nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói. Các ngươi đều là người xấu. Vi Hy mất tích thì đi khi dễ chúng ta. Thần sắc người bức phún tộc cực kỳ đạm mạc, lạnh lùng nói. Nếu không nói, vậy tiễn đưa tộc các ngươi lên trời đi thôi. Trong thủy vực Nam vực sẽ không còn hỏa ngư nhất tộc. Hắn vung tay lên, người bức phún tộc từ 4 phương 8 hướng lao tới. Sắc mặt người hỏa ngư tộc đại biến, nhìn qua người bức phún tộc phô thiên cái địa lao tới, vừa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Thiết Phàm một lấy Thiết Lăng nói. Người đi theo đằng sau ta, tất cả người hỏa ngư tộc tập trung chiến lực, liều chết giết ra một con đường cho ngươi. Ngươi nhất định phải chạy đi, sau đó đi thế giới loài người, hỏa ô đế quốc Thành Viêm Vũ tìm thánh sứ đại nhân, hắn nhất định sẽ giúp ngươi. Toàn thân Thiết Lăng đại chấn, nước mắt tuôn ra. Toàn thân hắn không ngừng run rẩy, muốn chiến đấu cùng mọi người, nhưng hắn vẫn hiểu ý nghĩa sống sót của mình. Toàn bộ kỳ vọng của hỏa ngư tộc đều đặt trên người của hắn. Nếu là hắn chết thì cả tộc sẽ vĩnh viễn biến mất. Thiết Phàm lộ ra ánh mắt giác ngộ cái chết, đứng trước mặt Thiết Lăng như dũng sĩ không lùi bước, biết rõ thiêu thân lao đầu vào lửa nhưng vẫn lao tới. Hừ, chủng tộc con sâu cái kiến mà dám dẫy giụa. Người bức phún tộc mỉa mai và dữ tợn, khí thế rất nhiều cường giả nhao nhao tăng vọt, nước biển 4 phía sao trào lên, tản mát bong bóng kịch liệt. Trong lúc đó trong nước xuất hiện chấn động, khuyết trương từ người hỏa ngư tộc. Lực lượng này làm tất cả mọi người cả kinh, cơ hồ tất cả người bức phún tộc như chúng định thân thuật, dừng lại, không cách nào nhúc nhích mảy may. Ngay vào lúc bức phún tộc và hỏa ngư tộc người đang chiến đấu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một gã nam tử toàn thân mặc áo đen, vô thanh vô tức, thật sự rõ ràng đứng ở đó, lại giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Nam tử áo đen tự dưng xuất hiện làm cho tất cả mọi người chấn động. Hắn bỏ qua hai tộc xung đột, nhìn hỏa ngư tộc nói. Côn Ngô thần thụ còn ở tộc các ngươi không? Tâm thần Thiết Phàm sợ hãi không thôi, người trước mặt không tỏa ra chút khí tức nào, nếu không phải chính mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin được trước mắt có người tồn tại,
mặc dù là con mắt nhìn thấy cũng chỉ là mơ hồ, không giống chân thật. Trong lúc này, hắn dường như bắt được cái gì đó, vội vàng nói. Vị đại nhân này, thỉnh cứu tộc ta một mạng, thiết phàm sẽ chi vô bất ngôn, không biết không nói, ngôn vô bất tận, biết gì nói nấy. Người bức phún tộc biến sắc, cũng phát giác được người này khác thường, đột nhiên quát. Người đến là người phương nào? Chúng ta chính là bức phún tộc, chính là kẻ thống trị trong vòng ngàn dặm quanh đây. Thỉnh không nên nhúng tay vào chuyện của tộc ta. Nam tử áo đen căn bản không có phản ứng tới người bức phún tộc, mà là nhìn qua thiết phàm nói. Loại tồn tại như các ngươi cũng muốn ta làm việc, nói hay không, không phải do ngươi. Ánh mắt nam tử áo đen sáng lên. Toàn thân thiết phàm chấn động, thân thể lập tức mất đi ý thức, gương mặt ngây dại ra. Rất nhiều trí nhớ trong đầu của hắn bị đọc ra, từ khi sinh ra cho tới bây giờ, từng chuyện cả đời của hắn đều bày ra trước mặt người này. Ọt 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 ọt. Một lát sau hai chân thiết phàm bay bổng, cả thân thể hiện ra trong nước biển, chậm rãi nổi lên trên. Đồng tử đã tan giả, vậy mà đã chết. À, người hỏa ngư tộc bốn phía nhìn thấy dị trạng của thiết phàm, tất cả đều cả kinh ngây người. Người mạnh nhất hỏa ngư tộc, thất túc cảnh vũ hoàng thiết phàm vậy mà không thể xuất một chiêu, cứ như vậy chết đi. Nam tử áo đen không có bất kỳ biểu lộ nào, dường như làm chuyện không có ý nghĩa, thật giống như đang uống trà, thì thào lẩm bẩm. Thánh giả, Lý Vân Tiêu, không thể ngờ trên người lại có phượng hoàng chân hỏa, không tệ, không tệ. Hắn nhìn qua thiết phi toàn thân run rẩy, nói. Vẫn nên xác định tin tức có chính xác hay không đã. Thiết phi nổi giận toàn thân rét run, nhưng mà trong nháy mắt thân thể của hắn bình tĩnh, run rẩy. Giống như đúc thiết phàm, chỉ mấy hô hấp thiết phi miệng phun bọt nước, tứ chi giãn ra, nổi lên mặt nước, sinh cơ mất hết. À, không chỉ có người hỏa ngư tộc, ngay cả người bức phún tộc cũng trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ toàn thân rét run. Muốn lui ra phía sau nhưng cảm thấy toàn thân cứng ngắt, không cách nào động đậy được, ngay cả vài tên vũ hoàng đỉnh phong của bức phún tộc cũng như vậy, bọn chúng vô cùng sợ hãi. Ta giết ngươi. Thiết Lăng cảm thấy đầu óc trống rỗng, cũng nhịn không được xông lên, trong tay một thanh tam xoa kích điên cuồng tấn công người áo đen, bước biển bị dẫn dắt áp tới. Giết ta. Nam tử áo đen cười nhạt một tiếng. Thiết Lăng công kích làm chung quanh người hắn nổ tung, nhưng không cách nào làm gì được hắn. Nhưng hắn vẫn nổi giận không ngừng xuất thủ, trong đầu không có suy nghĩ gì khác, chỉ có điên cuồng. Nam tử áo đen đứng trong nước như mơ ảo, thật giống như không tồn tại trong phiến không gian này. Hắn nhàn nhạt nói ra. Dũng khí có thể khen, vì công lao tộc các ngươi cung cấp tin tức cho ta. Ta sẽ thay các ngươi giải trừ nguy cơ trước mắt này. Hắn nhẹ nhàng giơ tay lên, một ngón tay điểm qua bốn phía. Đầu ngón tay như xuyên qua hư không. Hoàn toàn dung hợp với không gian thủy vực này. Từng đạo kim quang từ đầu ngón tay của hắn bắn ra ngoài, bắn ra bốn phương tám hướng. Những nơi kim quang người bức phún tộc tan thành mây khói. Kim quang lan tràn ra, trong vùng biển mấy ngàn dặm này, dùng bức phún tộc cầm đầu các lộ hải tộc toàn bộ bị hào quang này tiêu diệt, giống như cả không gian này không còn ai khác. Ngoại trừ hỏa ngư tộc. Mấy hô hấp qua đi kim quang biến mất, cùng biến mất là thân ảnh của người áo đen. Cả vùng biển trở nên an tĩnh lại, tĩnh tới mức quỷ dị. Ọt ọt. Thiết Lăng nuốt nước miếng, kinh ngạc nhìn qua bốn phía, một hô hấp trước đáy biển còn đằng đằng sát khí, hiện tại trừ hỏa ngư tộc của bọn họ ra, không còn khí tức sinh mệnh nào cả, yên tĩnh tới đáng sợ. Trong nháy mắt thân thể của hắn thoát lực, trực tiếp hôn mê trong nước biển. Người hỏa ngư tộc kinh hãi, nhao nhao tiến lên chiếu cố hắn. Vài tên trưởng lão thương nghị với nhau. Cả hỏa ngư tộc di chuyển toàn tộc. Lý Vân Tiêu tại giới thần bi tĩnh tâm luyện hóa vài món cửu giai huyền khí, hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài. Vốn cả thiên vũ giới đang dục dịch, thời điểm tin tức tinh túc lão quái vượt qua vực thì yên tĩnh lại, dường như đang yên lặng xem kỳ biến. Trong phương thốn sơn, Lý Vân Tiêu đam mấy pháp quyết vào cái chung, trong cái chung có mấy chữ to hoàng triều chun, cuối cùng chợt lóe lên rồi biến mất vào mi tâm của hắn. Hắn mở hai mắt ra. Hai đạo kim quang bắn ra khỏi mắt, thân ảnh lóe lên rồi biến mất không thấy. Sau một khắc, thân ảnh của hắn trực tiếp đứng trên đỉnh giới thần bi, đưa mắt nhìn qua đám mây, cao giọng nói. Đã đến thì xuất hiện đi. Trên bầu trời nắng ráo sáng sủa, chỉ có chín đạo linh khí như nước đổ xuống, nơi này rất tường hòa.
Một nam tử trung niên chẳng biết lúc nào cứ như vậy xuất hiện trên bầu trời, từng bước một hướng xuống dưới. Lý Vân Tiêu thấy rõ gương mặt người này, nao nao, kinh ngạc nói. Tụ Thiên Tông tông chủ Tề Phong. Tề Phong cảm thấy giật mình, ngạc nhiên nói. Ngươi nhận ra ta. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, nói. Tề tông chủ danh chấn Nam Vực, ai không biết. Bộ dáng Tề Phong vẫn còn có chút ấn tượng, đây chính là tiểu hài tử không hiểu thế sự năm đó, hiện tại đã là bá chủ một phương. Tề Phong hồ nghi nói. Người biết tên ta không ít, nhưng mà người gặp qua chân dung của ta thì không có Vân Tiêu thành chủ trong đó. Lý Vân Tiêu cười nói. Ta nghe người ta miêu tả qua, cho nên vừa thấy đã biết là ngươi. Tuy Tề Phong vẫn cảm thấy không đúng, nhưng cũng không muốn xoắn suýt vấn đề này, mà là nói ra. Người dẫm lên huyền khí, có phải là tấm bia đá chôn vùi bảy vũ hoàng của Chiến Lang thần miếu hay không? Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hoàn toàn là vận khí. Tề Phong từ chối cho ý kiến, nói. Dựa vào vận khí có thể trấn áp bảy vũ hoàng, quả nhiên là nghịch thiên. Tấm bia đá này cho ta cảm giác kỳ dị, ta không nhìn ra cấp bậc, nhưng ta dám khẳng định ít nhất là bát phẩm huyền khí tồn tại. Ngươi trực tiếp bày nó ở đây, sẽ không sợ có người nhớ thương. Lý Vân Tiêu nói, tấm bia đá này trấn áp tại đây chính là vì trấn nhiếp bọn đạo trích. Làm cho người ta không dám phạm, nhưng dường như cũng không có tác dụng gì, Tề tông chủ vẫn tới. Tề Phong ngửa mặt lên trời cười cười, nói. Ha ha, Vân Tiêu thành chủ quả nhiên giống như nghe đồn. Cuồng vọng không có giới hạn. Ánh mắt của hắn lăng lệ, quát. Tề Mỗ trong mắt của ngươi, hẳn chính là bọn đạo trích sao? Khí thế vũ tôn và ánh mắt lăng lệ nhìn qua, cả thiên địa biến sắc, mây đen bắt đầu rậm rạp chẳng chỉ tụ tập lại, biến nơi này thành âm u. Lý Vân Tiêu không sợ chút nào, ngóc đầu lên cười nói. Nếu như đánh chủ ý lên thành viêm vũ của ta, đó là bọn đạo trích. Không biết Tề tông chủ hôm nay tới đây là làm bọn đạo trích hay là khách quý? Tề Phong nhìn hắn một hồi, trong lòng khiếp sợ liên tục, cuối cùng thở dài, nói. Ta hôm nay không phải là khách quý, cũng không phải bọn đạo trích. Thành viêm vũ đúng thời cơ mà sinh, hứng lấy linh khí Thu Di Sơn, đã không phải là linh sơn bảo địa bình thường, mặc dù là bảy siêu cấp thế lực dên thiên vũ giới cũng không hơn nơi đây nhiều. Cho dù Tề Phong ta cố tình nghĩ cách cũng không có thực lực đó. Sau khi hắn nói xong, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lý Vân Tiêu, dường như ngụ ý rõ ràng. Lý Vân Tiêu cười nói. Chủ ý của Tề tông chủ ta hiểu. Là nhường lại thành viêm vũ sao? Tề Phong nói. Đây chỉ là thứ nhất, Vân Tiêu thành chủ là người thông minh, mấu chốt trong đó ta không cần nói rõ. Thứ hai là chuyện Tinh Túc lão nhân vượt vực mà tới. Ta lại hỏi ngươi, phân bộ trấn Thanh Hải là ngươi diệt. Lý Vân Tiêu nói. Chưa nói tới a, ta chỉ có Thanh Loan chiến xa mà thôi. Chẳng lẽ Tề tông chủ muốn ra tay thay Tinh Túc lão quái? Đồng tử Tề Phong hơi co lại. Thở dài nói. Vốn ta còn không tin tưởng lắm, không thể ngờ là thật. Mặc dù ngươi không có diệt phân bộ Tinh Túc Tông, hiện tại cũng nói không rõ ràng. Ta hy vọng Vân Tiêu thành chủ nên đi với ta một chuyến. Lý Vân Tiêu cau mày nói. Đi đâu? Tề Phong nhìn qua hắn, nói từng chữ. Thánh vực. Lý Vân Hạc cười, nói. Ngươi muốn mang ta đi thánh vực giải thích rõ ràng. Sau đó dựa vào lực lượng thánh vực ngăn cản Tinh Túc lão quái vượt vực mà tới, không can thiệp vào chuyện Nam vực. Tề Phong thở dài. Vân Tiêu thành chủ quả nhiên thông minh, nhưng mà làm việc quá mức hung hăng càn quấy. Hiện tại bị buộc đưa lên đầu sóng ngọn gió, rất nhiều chuyện mặc dù là ta, cũng thân bất do kỷ. Tinh quang trong mắt Lý Vân Tiêu chớp động, cười nói. Tề tông chủ nghĩ đơn giản, Tinh Túc lão quái có ý gì ai cũng nhìn rõ ràng. Mặc dù ta và ngươi đi thánh vực, nhất thời nửa khắc nói không rõ ràng chuyện này. Lão quái chỉ cần phái đệ tử quần nhau với ta và ngươi ở thánh vực, bản thân của hắn trực tiếp vượt qua vực mà đến, rất nhanh có thể nắm giữ thành viêm vũ trong tay. Đến lúc đó nói cái gì cũng vô dụng. Tề Phong chau mày, nói. Ngươi nói ta cũng cân nhắc qua, nhưng thành viêm vũ chính ở Nam vực, cho dù Tinh Túc lão quái cũng tốt, những người khác lấy được cũng được. Chung quy là như nhau. Ta chỉ sợ Tinh Túc lão quái mượn việc này làm văn, nhúng tay chuyện Thiên Hương đế quốc cùng Hỏa Ô đế quốc. Thần sắc Lý Vân Tiêu trên mặt dần dần lạnh xuống, lạnh giọng nói. Vì bảo đảm hai quốc gia các ngươi bình an vô sự,
cho nên bất kể như thế nào, phải hy sinh bản thiếu gia. Sắc mặt Tề Phong bất đắc dĩ, nói. Cường giả vi vương, cho dù là ta hay là ngươi đều thân bất do kỷ. Lý Vân Tiêu cười rộ lên, nói. Ha ha, thân bất do kỷ, Tề Tông Chủ như thế nào thì ta không rõ ràng, nhưng mà mạng của bổn thiếu gia cho tới bây giờ vẫn nắm trong tay của mình. Nếu ngươi hôm nay tới bắt ta, như vậy không cần nhiều lời, trực tiếp chiến là được. Hắn nói ra chữ chiến thì kim quang xuất hiện đầy trời, trong linh khí lập lòe đầy trời giống như biển cả màu vàng vô tận, sóng biển cuồn cuộn mênh mông. Tề Phong cau mày nói. Vân Tiêu thành chủ chính là người thông minh, làm gì phải tiến hành chuyện nhàm chán như thế. Trong mắt hắn xem ra, Lý Vân Tiêu hoàn toàn là chống cự vô vị. Trong mắt Lý Vân Tiêu hiện lên vẻ châm chọc, âm thanh lạnh lùng nói. Một, mạng của chính mình vĩnh viễn nằm trong tay của mình. Hai, không muốn nên coi thường bất cứ đối thủ này. Hai điểm này, Hoa Thiên Thụ không có dạy cho ngươi sao? Tề Phong biến sắc, giận tím mặt nói. Muốn chết, tên húy của tôn sư sao có thể do ngươi gọi thẳng? Vốn còn yêu quý ngươi là nhân tài, đã không phân tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn vung tay lên, lập tức mây đen đìa trời áp xuống, hoàn toàn đối mặt với kim quang, hai chủng màu sắc phân biệt rõ ràng trên bầu trời. Cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, cùng ta rời đi. Không nên làm chống cự vô vị. Tề Phong hảo tâm khuyên nhủ. Lý Vân Tiêu ngạo nghễ nói. Tề Phong, tuy ngươi là vũ tôn, nhưng thiếu khuyết tâm cường giả. Thứ mà Hoa Thiên Thụ không có dạy ngươi thì ta sẽ dạy cho ngươi. Làm càn. Rốt cuộc Tề Phong đã giận thật sự rồi, quát to. Lại dám mấy lần không hề kính ý gọi thẳng tục danh tôn sư. Hôm nay không cho phép ngươi hung hăng càn quấy. Hắn vung tay lên, mây đen trên trời ngưng tụ nhanh chóng, hóa thành một đại thủ ấn che trời áp xuống kim quang, cả thành Viêm Vũ lập tức bao phủ trong bóng tối. Lý Vân Tiêu lâm phong mà đứng, hoàn toàn không sợ hãi chút nào, hắn nhanh chóng bắt quyết. Kim quang nhanh chóng ngưng tụ thành một thanh bảo kiếm che trời, hoàn toàn tách ra dưới thủ ấn, chậm rãi chấn động lao tới, hai chủng lực lượng bất phân thắng bại trên cao. Sắc mặt Tề Phong biến hóa, hiện ra vẻ lạnh lùng, hai tay kết xuất một ấn quyết, mây đen nhanh chóng áp xúc lại, hình thể không ngừng nhỏ lại, dường như hấp thu toàn bộ mây đen, bắt đầu chuyển thành màu đen kịt. Lý Vân Tiêu vẫn vẻ mặt phong khinh vân đạm, giống như hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, pháp quyết không ngừng biến đổi. Trong thành Viêm Vũ, một đạo phòng ngự phạm vi lớn bắn ra bảy màu sắc, không ngừng điệp ra tầng tầng, khuyết tán ra chung quanh. Hào quang bảy màu nhanh chóng ngăn cản đại thủ ấn, từng đạo hào quang phóng ra ngoài dần dần hòa tan màu sắc của đại thủ ấn. Lý Vân Tiêu điểm ra một cái, đại kiếm của hắn nhanh chóng hấp thu kim quang bốn phía, biến thành sáng ngời, phát ra từng âm thanh kiếm minh, bắt đầu trấn áp đại thủ ấn trên bầu trời, dường như đang xung kích chỗ yếu. Lý Vân Tiêu quát nhẹ, hai tay kết thủ thế cổ quái. Đại kiếm màu vàng trở nên trắng bệch, dần dần chém ra kiếm quang hình liên hoa. Nhiều đóa hoa nở rộ trên không trung, giống như đang dùng lực lượng cuối cùng xua đuổi tất cả hắc ám. Ầm ầm, kiếm quang nổ bung, giống như một đóa hoa sen lập tức biến thành một đóa hoa rực rỡ, sặc sỡ lóa mắt, đâm vào nhãn cầu của người ta. Cả bầu trời biến thành biển cả màu vàng, lập tức khuyết tán ra, cả thành Viêm Vũ được chiếu rọi sáng ngời. Thân ảnh Tề Phong chớp động trong kim quang, trong đôi mắt bắn ra tinh quang sáng ngời, khiếp sợ không thôi, tiếng lòng cũng xúc động. Ngươi rất mạnh, dùng tuổi này mà nói, ngươi làm được thế này chính là thiên tài vạn năm có một. Hôm nay ngươi theo ta đi, ta sẽ bảo vệ tính mạng của ngươi không có việc gì, qua mấy chục năm sau, với thiên phú của ngươi hoàn toàn có thể trùng kích Cửu Thiên Vũ Đế, đến lúc đó lại quay về cũng không muộn. Tề Phong lại nổi lòng yêu tài, không ngừng khuyên bảo. Lý Vân Tiêu cười ngạo nghễ, lạnh lùng nói. Nếu là hôm nay ta đi với ngươi, võ ý bất khuất của ta ở đâu? Không có tâm của cường giả, ta làm sao trùng kích Cửu Thiên chi cảnh. Tề Phong, nhiều lời vô ích. Sắc mặt Tề Phong dần dần nghiêm nghị, nghiêm túc nói. Tốt, ngươi đáng giá là đối thủ được tôn trọng. Ta hôm nay sẽ đánh tan võ ý bất khuất của ngươi, đánh ngươi trọng thương rồi bắt về. Hai tay của hắn hợp lại, dần dần tách ra, một đạo hào quang bắn thẳng ra ngoài, dần dần hóa thành mũi tên màu bạc bắn thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Mũi tên chẳng khác gì sao băng xẹt qua bầu trời, chiếu sáng bốn phía, mắt thường không thể thấy. Lý Vân Tiêu thở sâu,
Cuộc chiến hôm nay mặc dù có Đại Nhật Kim Quang kiếm trận cùng Thái Hư Thiên Đồ bảo trận làm hậu thuẫn, cũng không có khả năng thắng được. Nhưng bởi vì như thế chiến ý của hắn dâng trào, cuộc chiến ngày hôm nay hắn không được phép thua. Kiếm quyết tinh diệt. Tử ảnh thanh tác kiếm hiển hiện trong lòng bàn tay, kiếm quang sáng ngời, trong đó xuất hiện ánh sao đầy trời, không ngừng thoáng hiện tiêu tan, ngàn vạn tinh mang hội tụ thành một đạo kiếm khí, ngang trời chém ra, muốn chém cả thế giới. Oanh! Hai lực lượng nổ ra, kiếm khí tinh diệt của Lý Vân Tiêu bị đánh tan toàn bộ, mũi tên màu bạc lăng không bay tới, muốn bắn thủng thân thể Lý Vân Tiêu. Đồng tử Tề Phong bỗng nhiên co rút lại, cả kinh nói. Nghe nói ngươi mang ba đại kiếm quyết của Cổ Phi Dương đại nhân, không thể ngờ là sự thật. Hai mắt của hắn đầy khát vọng, nói. Ta nguyện dùng trọng bảo đổi lấy ba chiêu kiếm quyết này, cam đoan ngươi được ích lợi vô cùng. Lý Vân Tiêu lùi lại vài bước trên giới thần bi, tay bắt quyết liên tục, Thái Hư Thiên Đồ bảo trận tỏa ra hào quang sáng ngời hóa giải mũi tên màu bạc kia. A, ba chiêu này kiếm quyết đại biểu chính là ba chiêu kiếm ý, chảm yêu, tinh diệt, thần quang. Mặc dù truyền cho ngươi thì chỉ có hình mà không có ý. Nếu ngày nào đó ngươi lĩnh ngộ võ ý có thể đạt tới cảnh giới này, tự nhiên không sao cả. Lý Vân Tiêu ôm kiếm mà đứng, nhàn nhạt nói ra. Loại chiêu thức tập thể dục này, không nên dùng lại a, ta không muốn chơi đùa với ngươi nữa. Trong nội ta, A Tề Phong vô cùng khiếp sợ, mặc dù đối phương dựa vào uy thế đại trận hóa giải mũi tên của mình, nhưng Lý Vân Tiêu chỉ có thực lực vũ vương a, vì sao nghịch thiên như thế, có khả năng vượt qua ba đại cảnh giới chiến đấu với mình? Tuyệt không khả năng. Nếu ngươi đã có giác ngộ này, vậy như nguyện của ngươi, ban thưởng cho ngươi một trận chiến. Thân ảnh Tề Phong chậm rãi bay lên không trung, khí thế của hắn không ngừng tăng lên, một loại cảm giác khó nói nên lời tỏa ra trên người hắn, chấn nhiếp nhân tâm. Hai tay của hắn không ngừng bắt quyết, từng đạo kim quang bắn ra bốn phía. Hắn ngạo nghễ nói, ta không biết ngươi học được võ kỹ từ đâu, nhưng sư tôn của ta là thủ tịch đại đệ tử của Cổ Phi Dương đại nhân, hôm nay ta lợi dụng tuyệt kỹ của Cổ Phi Dương đại nhân chiến với ngươi một trận. Phù sinh, hồng nhạn hữu ấn. Quanh thân Tề Phong bắn ra từng đạo kim quang sáng ngời, như có thiên thần hàng lâm, hai tay đánh ra ấn quyết cổ xưa, một chiêu ấn quyết này hình thành sau lưng hắn, uy lâm thiên hạ. Phù sinh ấn. Hắn quát một tiếng, ấn quyết sau lưng khẽ động, trên bầu trời xuất hiện ảo ảnh tầng tầng, cơ hồ muốn đánh sập cả thế giới này. Cả thành Viêm Vũ run rẩy dưới một chiêu này. Đồng tử Lý Vân Tiêu cũng co lại, hắn nhìn chiêu thức mình sáng chế, trong nội tâm không biết có tư vị gì. Kiếm quyết chảm yêu. Trong tử ảnh thanh tác kiếm xuất hiện tiếng long ngâm, xuyên qua cửu thiên mà tới, một đạo long ảnh xuyên qua thiên địa xuất hiện trên trời cao. Ngay sau đó thân thể của hắn nhảy lên không trung, hai tay bắt quyết, giới thần bi tỏa ra lưu quang tràn ngập màu sắc, một văn tự phong cách cổ xưa hiển hiện ra, hỏa chi vực giới xuất hiện, khí tức cổ xưa bao phủ trên không thành Viêm Vũ, trực tiếp đánh tới Tề Phong. Oanh! Kiếm khí chảm yêu trực tiếp chém qua phù sinh ấn. Long ảnh bị đánh tán loạn, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thực lực hai người chênh lệch quá lớn, mặc dù Lý Vân Tiêu đã dùng toàn lực nhưng vẫn vô công. Ấn quyết cực lớn đánh xuống, tiến vào trong vực giới phong cách cổ xưa, kim mang lập tức trở nên ảm đạm, dường như gặp phải áp lực lớn lao, nhưng vẫn sặc sỡ lóa mắt, giống như một ấn to lớn bao phủ thiên địa. Hoàng chiêu trung. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, mi tâm bắn ra hào quang lập lòe. Keng. Một tiếng chung vang vọng bầu trời, trực thẳng nhân tâm. Tiếng chuông giống như từ nơi xa truyền tới, đã truyền vô cùng lâu, một cái chung phong cách cổ xưa xuất hiện trên cao, sừng sững ở trên hỏa chi vực giới. Phù sinh ấn lập tức bị tiếng chung này làm tán loạn, hóa thành chút kim quang tiêu tán giống như sao trời. Tâm thần Tề Phong đại chấn, tiếng chuông này không chỉ đánh tan phù sinh ấn, hơn nữa trực tiếp chấn nhập linh hồn, không ngừng quanh quẩn trong đầu của hắn. Đây là huyền khí gì? Đồng tử Tề Phong bỗng nhiên co rút lại, hoảng sợ thất thanh nói. Nghe đồn ngươi tại Tu Di Sơn đạt được cửu giai huyền khí, hẳn chính là cổ trung này. Đầu ngón tay Lý Vân Tiêu điểm tới, hoàng chiêu trung nhanh chóng bay vào tay hắn, cổ trung phong cách cổ xưa đầy hàm xúc, khí tức bao hàm giạt rào, tiếng chuông vang vọng bốn phía, một thế một đời, đều hóa thành bụi đất. Sắc mặt Tề Phong ngưng trọng lên, sừng sững trên không trung không nói. Hắn nhíu mày trầm tư. Thật lâu hắn mới chậm rãi nói ra. Mỗi thế một đời đều có nhân vật tuyệt thế xuất hiện.
ngươi không chỉ có thực lực siêu tuyệt, võ ý kinh thiên, hơn nữa còn tuân theo đại khí vận mà sinh. Có lẽ ngươi sẽ trấn áp một đời này. Thần sắc của hắn khôi phục nghiêm túc, thân ảnh dần dần tiêu tán trên không trung. Chỉ truyền tới giọng nói nhàn nhạt. Chuyện nơi này ta không hỏi tới. Chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Lý Vân Tiêu đứng ở giữa không trung, nhìn qua thân ảnh Tề Phong dần dần tiêu tán, nhẹ nhàng cười nói. Tề Phong này cũng là nhân vật, nhưng lại thiếu đi khí phách oai hùng tứ phương, cũng không biết ngày sau có thể trùng kích cửu thiên chi cảnh hay không. Hắn nhìn qua thành viêm vũ linh khí bàng bạc, bắt đầu trở nên lo lắng, thật lâu mới giận dữ nói. Một phú tôn ta cũng không phải là đối thủ, thành viêm vũ này sợ rằng không thủ được. Hắn đánh ra hai đạo pháp quyết, trực tiếp thu giới thần bi cùng Hoàng Chiêu Trung vào mi tâm, lúc này mới đáp xuống đi vào phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, Ngô Tử Chân run rẩy đi tới, nói. Đại nhân, vừa rồi lại có địch nhân sao? Hắn chỉ là người phàm tục, chuyện xảy ra gần đây đã sớm vượt qua phạm vi lý giải của hắn. Ngày bình thường chỉ có thể cố gắng làm tốt chuyện phó thành chủ nên làm, tận lực giữ gìn trật tự cùng ổn định. Hơn nữa chuyện trong nội thành, Lý Vân Tiêu chưa bao giờ tới tới. Hắn đem gần đây ghi một loạt thư tín hồi báo cho thủ đô. Tần Nguyệt phê chuẩn chỉ có một hàng chữ, tất cả lấy ý của Võ Thành Vương định đoạt, không được làm trái. Lý Vân Tiêu nhẹ gật gật đầu, nói. Ngươi không cần lo lắng, cả thành viêm vũ đều nằm trong đại trận của ta. Võ giả bình thường đánh nhau sẽ không tai họa phàm nhân. Ngươi cứ làm tốt chức trách của mình là được, nhưng mà. Ngô Tử Chân run lên, nói. Đại nhân, nhưng mà cái gì? Lý Vân Tiêu thở dài. Nhưng mà có lẽ ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này. Trong mắt hắn tinh quang chớp động, nói. Nhưng ngươi yên tâm, không bao lâu nữa ta sẽ trở về. Ta không ở đây một thời gian, cho dù là ai làm chủ thành viêm vũ. Chắc hẳn cũng không làm khó ngươi. Ngươi chỉ cần tận lực làm tốt chuyện của mình là được. Ngô Tử Chân nội tâm bất định, gật gật đầu, hắn cũng biết tình huống thành viêm vũ hôm nay không phải là chuyện thành trì của quốc gia bình thường, đừng nói hắn là phó thành chủ, cho dù là vương thất thiên thủy quốc cũng hữu tâm vô lực, căn bản không quản được. Lý Vân Tiêu sau khi bàn giao xong thì tiến hành tiềm tu. Ba ngày sau bắt đầu có nhiều võ giả tiến vào thành viêm vũ, nhưng toàn bộ đều cẩn thận. Cho dù có chuyện nghị luận cũng không ai dám nói lớn tiếng. Nghe nói Tinh Túc lão nhân hai ngày này sẽ vượt qua vực mà đến, tới lúc đó có thể nhìn thấy bộ dáng Cửu Thiên Vũ Đế ra tay. Chậc chậc, ta đời này vẫn chưa từng gặp qua cường giả Vũ Đế. Cuối cùng có thể được như nguyện rồi. Cái rắm, Tinh Túc lão nhân tới cũng chỉ có tác dụng uy hiếp. Ngươi cảm thấy hắn đường đường Vũ Đế tôn sư, đối phó một thành chủ thành viêm vũ còn phải đích thân động thủ sao? Nói cũng phải. Nhưng mà thành chủ thành viêm vũ cũng không phải ăn chay. Đừng quên, chiến lang thần miếu bảy đại vũ hoàng bị trấn áp mà chết đấy. Hừ, cũng chỉ là nghe đồn mà thôi. Chuyện mơ hồ như thế ngươi cũng tin. Ta còn nghe nói Tinh Túc lão nhân sở dĩ tự mình đến đây, đó là vì Hứa Phong tại trấn Thanh Hải là cơ hữu hắn yêu tha thiết đấy. Ồ, vô cùng có khả năng. Nhanh, nhanh nói cho mọi người biết xảy ra chuyện gì. Những người này không ngưng hưng phấn nghị luận với nhau. Tất cả dựng thẳng tai lên nghe, chuyện như thế trong mỗi tấc đất ở thành viêm vũ đều diễn ra, tất cả đều kích động không thôi, chờ đợi trò hay trình diễn. Nam vực là nơi yếu nhất trong tam vực thiên vũ giới, đừng nói cường giả vũ đế, cho dù là vũ tôn tồn tại rất nhiều người chưa từng gặp qua. Nhưng mà bây giờ nghe nói vũ đế vượt qua vực mà đến, cơ hồ ai cũng không nhịn được chạy tới thành viêm vũ xem náo nhiệt. Mặc kệ có thể nhìn thấy bản tôn vũ đế hay không, ít nhất đời này có chuyện để khoe khoan rồi. Dưới tâm tính như thế, rất nhiều người chạy tới nơi này, thành viêm vũ sau khi chấm dứt tu di sơn lại chật ních lần nữa. Nhưng mà chứng kiến sự kiện lịch sử này, ánh mắt tất cả thế lực lớn vẫn quan sát nơi này, không ít tông phái đều là tông chủ tự tới để chờ đợi vũ đế xuất hiện. Trong gian phòng xa hoa, hơn 10 tên nhân vật hiển hách của Hỏa Ô đế quốc đang thảo luận với nhau. Người cầm đầu chính là bản thân Tề Phong, với tư cách đệ nhất nhân của Hỏa Ô đế quốc, cũng tự mình tới nơi đây. Những người còn lại chỉ cần dậm chân một cái, cả Hỏa Ô đế quốc sẽ rung chuyển vài lần. Còn có Lãnh Tinh Ba cùng Thiên Châu môn môn chủ Vương Tùng Hạc, cùng với trưởng lão các phái, Dùng Tân Bì cầm đầu các thành viên cung phụng đều ngồi ở phía dưới. Một trưởng lão Thụ Thiên Tông chậm rãi mở miệng nói. Lý Vân Tiêu đúng là được, vậy mà không có đào tẩu.
Chúng ta bố trí thiên la địa võng bốn phía thành viêm vũ để phòng hắn bỏ trốn, hoàn toàn không có công dụng gì. Rốt cuộc người này nghĩ cái gì, hẳn là muốn đánh một trận với Tinh Túc lão nhân sao? Ha ha, người trẻ tuổi có chút bổn sự thì không dậy nổi, không đặt thiên hạ vào trong mắt. Một tên trưởng lão khác vuốt vuốt chòm râu cười nói. Lần này chơi lớn rồi, hắn lần này chết chắc. Tề Phong nhướng mày, dường như có chút không vui, nhàn nhạt nói ra. Bất kể như thế nào, chuyện thành viêm vũ chúng ta không xen vào. Sau sự kiện lần này, cho dù là ai nhập chủ thành viêm vũ đều vượt qua sự tồn tại của Hỏa Ô Đế Quốc. Chư vị mượn chuyện này nên cảm thụ uy áp của Cửu Thiên Vũ Đế, như vậy sẽ có chỗ tốt trong tu luyện về sau. Ngón tay Vương Tùng Hạc gõ lên mặt bàn, cười nói. Ta cũng rất chờ mong có thể nhìn thấy Vũ Đế ra tay. Nhưng có lẽ không thể như nguyện a. Dù sao đối với một thiếu niên mười mấy tuổi mà nói, Tinh Túc lão nhân còn đích thân ra tay, hắn sao có thể kéo xuống mặt mũi này chứ? Tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, hiển nhiên thập phần tán thành lời Vương Tùng Hạc. Một gã trưởng lão mở miệng nói. Đoán chừng đến lúc đó Tinh Túc lão nhân tùy tiện phái một tên vũ tôn ra tay cũng có thể giải quyết toàn bộ. Tề Phong nhàn nhạt nói ra. Diễn biến chuyện này khó đoán trước. Lúc trước ai cũng sẽ không nghĩ tới một thành viêm vũ trong vài tháng ngắn ngủi có thể náo lớn tới như vậy. Tinh Túc lão nhân có xuất thủ hay không, ai cũng không nói rõ ràng. Lãnh Tinh Ba kinh ngạc nói. Tề Tông chủ dường như nhìn rất tốt Lý Vân Tiêu a. Tề Phong nhìn hắn, nhẹ nhàng nói. Lãnh Tông chủ thì sao? Hình như hắn đoạt Ngô Câu Xương Tuyết Minh của ngươi, tại sao Đoạn Tình Sơn không có động tĩnh? Hồng Lăng sau lưng Lãnh Tinh Ba thân hình hơi chấn động. Trong mắt bắn ra tức giận. Lãnh Tinh Ba khẽ cười nói. Một kiện huyền binh mà thôi, đã mất thì cứ mất. Đột nhiên Vương Tùng Hạc cười rộ lên, nói. Lãnh Tinh Ba, ngươi lúc nào độ lượng lớn như thế? Ta nhớ mấy năm trước một môn nhân của ta đoạt đệ tử của ngươi 100 nguyên thạch, đều bị ngươi giết đến tận sơn môn. Đây là một kiện lục giai huyền binh đỉnh phong, sẽ không phải là ngươi sợ a? Chậc chậc, cũng khó trách. Nghe nói Lý Vân Tiêu trước đó không lâu còn trấn áp 7 vũ hoàng của Chiến Lang Thần Miếu, làm cho địa vị Chiến Lang Thần Miếu tại Thiên Hương Đế Quốc địa vị rớt xuống ngàn trượng a. Tân Như Ngọc ngồi ở phía dưới Mặc Cẩm Y, rốt cục thiếu kiên nhẫn, mở miệng nói. Sư phó, chuyện này tính chân thật thế nào còn chờ kiểm chứng. Bằng Lý Vân Tiêu, làm sao có thể trấn áp 7 vũ hoàng. Đừng nói là vũ hoàng, cho dù là ta, hắn chưa chắc là đối thủ đâu. Đang ngồi ở dưới, tuy nhiên tuổi hắn không lớn nhưng hắn thân là đệ tử thân truyền của Vương Tùng Hạc, hơn nữa lại là người thừa kế hoàng thất Hỏa Ô Đế Quốc, cho nên mở miệng nói chuyện cũng không đường đột, cũng có không ít trưởng lão nhao nhao gật đầu, hiển nhiên rất tán thành lời này. Tụ Thiên Tông Phương Đức nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Lý Vân Tiêu có thể trấn áp 7 tên vũ hoàng hay không ta không biết được, nhưng chiến lực chân thật của hắn là trên nhị tinh vũ hoàng. Tân Hoàng tử Điện Hạ. Lý Vân Tiêu thắng ngươi một bậc. Tân Như Ngọc biến sắc, căn bản không tin nói ra. Nghe đồn luôn có thành phần nói ngoa, hắn chỉ mới 15 tuổi, hơn nữa chỉ có tu vị Vũ Vương, muốn nói trấn áp Vũ Hoàng, hắc hắc, ai có thể tin tưởng. Phương Đức khẽ chau mày, ngày đó trận chiến trên Quỳnh Hoa đảo rất ít người thấy rõ. Nhưng loại chuyện này nếu không tận mắt nhìn thấy, bằng vào miệng nói ra thì khó mà tin tưởng. Hắn lập tức ngậm miệng không nói thêm gì nữa. Vương Tùng Hạc nói, Như Ngọc, thiên hạ này to lớn, thế hệ thiên phú mạnh mẽ không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Lý Vân Tiêu tất nhiên là cực kỳ cổ quái, hơn nữa nhà Cửu Lâm mất tích cũng có quan hệ với hắn. Làm ta kỳ quái nhất là, tính mạng bài của nhà Cửu Lâm vẫn còn, hơn nữa còn tỏa ra sinh cơ bừng bừng, hiển nhiên không có gặp nguy hiểm, ngược lại tu vị tăng nhiều. Nhưng mà vì sao đột nhiên mất liên hệ? Tân Như Ngọc nghe xong sắc mặt có chút khó coi, giải thích. Có lẽ Nhạc Thúc Thúc trốn ở đâu đó bế quan trùng kích bình cảnh rồi. Vương Tùng Hạc khẽ gật đầu nói. Nhìn khí tức trên bài vị biến hóa, xác thực như là đang tu luyện. Vốn lấy tính cách của nhà Cửu Lâm, tuyệt đối sẽ không vô thanh vô tức trốn đi. Ta phỏng đoán hắn nhất định bị Lý Vân Tiêu vây ở một chỗ nào đó. Vây ở đâu? Tân Như Ngọc lắc đầu, không tán thành cách nói này. Nhạc Thúc Thúc chính là lục tinh vũ hoàng. Lý Vân Tiêu sao có thể có năng lực như thế? Lúc trước nếu không phải có Bách Lý Công Cẩn đại sư nhúng tay, ta cùng Nhạc Thúc Thúc đã bắt giữ Lý Vân Tiêu rồi.
Tề Phong nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Lục Tinh Vũ Hoàng sao? Nếu như chỉ là trình độ này, Lý Vân Tiêu vây khốn hắn là chuyện không thành vấn đề. Cái gì? Tất cả mọi người quá sợ hãi, nhao nhao khó có thể tin tưởng. Vốn lấy thân phận của Tề Phong, nói ra thì không thể nói ngoa. Trong đó Tân Như Ngọc càng khó khăn tiếp nhận những lời này, trầm giọng nói. Tại sao Tề Tông Chủ nói lời này? Tề Phong nói. Bởi vì ta đã giao thủ với hắn. Chi? Tất cả mọi người hít một hơi lạnh, hoảng sợ không thôi. Đệ nhất nhân Hỏa Ô Đế Quốc đã giao thủ với Lý Vân Tiêu. Đột nhiên Hồng Lăng nhịn không được hỏi. Kết quả thế nào? Phương Đức nhìn nàng một cái, lơ đễnh nói. Đương nhiên là tông chủ lực áp Lý Vân Tiêu, vậy mà cũng hỏi. Hồng Lăng trên mặt hơi đỏ lên, nói. Tề tông chủ ước định thực lực của hắn thế nào? Tân Như Ngọc cũng vẽn tai lên, cẩn thận lắng nghe. Tề Phong trầm tư một lát sau, nói. Ta tổng cộng ra hai chiêu, đều bị hắn hóa giải. Cũng không có tiến thêm một bước giao thủ với hắn, nhưng hắn cho ta cảm giác thâm bất khả trắc. Tuy ta cảm thấy ngăn chặn hắn không thành vấn đề, nhưng đã có một cảm giác như thế thì dường như không có dễ dàng như vậy. Ít nhất Lục Tinh Vũ Hoàng, không phải địch thủ của hắn. Chi? Lần này tất cả mọi người đưa mắt nhìn nhau, đệ nhất nhân Hỏa Ô Đế Quốc thậm chí suốt hai chiêu cũng không thể làm gì hắn. Tân Như Ngọc nhịn không được hỏi. Tề Tông Chủ, người dùng mấy tầng thực lực? Tề Phong nói. Lần thứ nhất ra tay, ta áp chế thực lực còn Tam Tinh Vũ Hoàng, sau đó tăng lên Ngũ Tinh Vũ Hoàng. Lần thứ hai ra tay chính là Cửu Tinh Vũ Hoàng cũng bị hắn hóa giải. Về sau ta liền rời đi. Ti. Tất cả mọi người chấn động, chỉ cảm thấy đáy lòng phát lạnh. Thực lực Cửu Tinh Vũ Hoàng cũng bị hắn hóa giải, như vậy mọi người ở đây trừ ba đại tông chủ ra, có mấy người là đối thủ của Lý Vân Tiêu. Tân Như Ngọc sắc mặt tái nhợt, chút hiếu thắng trong lòng tan rã mất. Tề Phong nói, tuy ta không biết hắn làm sao có thể trấn áp bảy vũ hoàng của Chiến Lang Thần Miếu, nhưng mà người này thực lực mạnh mẽ, dưới vũ tôn khó có thể trấn áp. Nếu như hắn tránh được kiếp nạn lần này, chư vị ngày sau gặp phải người này, ngàn vạn phải cẩn thận đối đãi, không được trêu chọc hắn. Vâng, tất cả mọi người phụ nói, có Tề Phong cảnh cáo, tự nhiên không ai muốn đi tìm chết. Có thể chống lại Cửu Tinh Vũ Hoàng căn bản không phải là người bọn họ có thể chọc. Lúc này bên ngoài có âm thanh ầm ầm truyền tới, giống như bầu trời đang chấn động. Sắc mặt Tề Phong rùng mình, trong hai mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, nói. Đến. Nội tâm mọi người cả kinh, tự nhiên biết rõ hắn nói đến là ý gì, nhao nhao đi ra ngoài. Nam vực bao nhiêu năm qua, lần nữa nghênh đón Vũ Đế hàng lâm. Lúc này tất cả võ giả vọt ra đường phố thành Viêm Vũ, chấn động hoảng hốt nhìn qua bầu trời. Một đường vân ô lưỡi màu đỏ hiện ra trên trời, thỉnh thoảng có lực lượng khuyết tán ra, bầu trời nổ vang giống như có cây búa nện vào. Đây là uy thế của vượt vực truyền tống trận sao? Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thụ được uy thế này thì sinh lòng hướng về. Uy thế này? Tề Phong biến sắc nói. Tinh Túc lão quái quả nhiên có dị tâm. Sợ là tới còn có quân đội a. Lãnh Tinh Ba đầy lo lắng nhìn qua phủ thành chủ, hắn chỉ cảm nhận được vài khí tức, nhưng đều không được. Mạnh nhất chỉ là Đoạn Việt, cũng chỉ có thực lực Thất Tinh Vũ Tông. Vân Thiếu, thực không có ý định đi sao? Trong tiểu viện phủ thành chủ, Đinh Linh Nhi lo nghĩ vạn phần, nhìn qua đường vân truyền tống trận đang tới, trong nội tâm khẩn trương. Bốn phía có Tiêu Khinh Vương, Lạc Vân Thường, Lý Thuần Dương, Lý Trường Phong, Kế Mông, Cổ Vinh đang đứng, còn có một đám hảo hữu, tất cả đều thần sắc lạnh nhạt, dường như không sợ hãi. Lý Thuần Dương càng cười ha hả, nói. Ha ha, không thể ngờ cháu ta lại đưa tới Cửu Thiên Vũ Đế tự mình thu thập. Quả thực là làm ta tự hào không thôi. Hắn vỗ vỗ vai Lý Vân Tiêu nói. Tiểu tử, như thế nào đây? Có nắm chắc trở mình trong tay Vũ Đế hay không? Lý Vân Tiêu vẻ mặt cười khổ, nói. Lão gia tử. Tinh Túc lão quái chính là Vũ Đế thành danh lâu năm. Vũ Đế mạnh mẽ không phải người bình thường có thể đo lường được. Cửu Thiên ý cảnh càng là ý cảnh chí cường võ đạo, tùy tiện vài thần niệm là có thể diệt sát ta. Lý Thuần Dương ngạc nhiên một chút, lập tức nhíu mày, nói. Vậy làm sao bây giờ? Tiểu tử ngươi cho tới bây giờ chưa té ngã lần nào, sẽ không phải lần này thật chết đấy chứ? Lý Vân Tiêu nói. Xem tình huống a.
ta không phải bảo Linh Nhi tiểu tỷ tìm viện binh sao, nếu như tới kịp thì có thể cứu được. Nếu không tới kịp thì sao? Lý Thuần Dương cau mày nói. Không tới kịp, hắc hắc. Lý Vân Tiêu cười vài tiếng, cũng không nói nữa. Nếu như Lệ Hoa Trì không tới kịp, toàn bộ bọn họ trốn vào trong giới thần bi, cũng đứng ở thế bất bại. Hừ, cũng không phải ta coi thường Tinh Túc lão quái, muốn phá vỡ giới thần bi, kiếp sau a. Hắn nhìn qua Tiêu Khinh Vương nói. Khinh Vương, chuyện ta bảo ngươi nghe ngóng thế nào rồi? Tiêu Khinh Vương nhỏ giọng nói. Quả nhiên không ngoài Vân Thiếu sở liệu, Mộng Diêm không phải là phụ thân ruột thịt của Mộng Vũ. Tỷ đệ Mộng Vũ chỉ là con nuôi mà thôi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu nói. Quả là thế. Hắn lập tức nhíu mày, lâm vào trong trầm tư. Lạc Vân Thường hỏi. Vân Thiếu, ngươi thỉnh người nọ rốt cuộc là người phương nào? Thật sự có thể đánh bại Tinh Túc lão nhân sao? Vấn đề này làm cho tất cả mọi người hiếu kỳ, cẩn thận lắng nghe. Tinh Túc lão nhân chính là Cửu Thiên Vũ Đế thành danh đã lâu, tại Đông Vực có uy danh hiển hách. Bọn họ không nghĩ ra trong Nam Vực còn có người nào đánh lại Tinh Túc lão nhân. Chỉ có Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường nội tâm hơi có ngọn nguồn, bằng hữu Lý Vân Tiêu năm đó tự nhiên không phải thế hệ bình thường, nhưng cũng có chút bận tâm. Dù sao nhiều năm qua đi, tình cũ năm đó không biết đối phương có nhớ hay không. Lý Vân Tiêu cười nói. Yên tâm đi, người nọ cả đời si mê âm luật, hơn nữa dùng nhạc nhập đạo, không chỉ tu vị thông thiên, hơn nữa âm luật chi thuật có thể thông quỷ thần. Ta lo lắng duy nhất chính là không tìm thấy người này, vậy thì phiền toái. Tất cả mọi người trầm mặc xuống. Lý Thuần Dương chửi ầm lên nói. Ngươi đừng có thừa nước đục thả câu, cố lộng huyền hư lừa gạt mọi người nhá. Nếu như là thế cũng đừng lừa gạt người nhà, ngươi còn có thể quen với cao thủ vũ đế hay sao? Quả thực chính là chuyện phiếm. Hắn trên miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng cơ bản đã tín. Dù sao Lý Vân Tiêu trong khoảng thời gian này biểu hiện rực rỡ, nói sau lưng không có mấy cao thủ chống lưng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Mời người này tới chắc chắn là cao nhân sau lưng Lý Vân Tiêu. Đinh Linh Nhi đang muốn nói cái gì, đột nhiên thần sắc biến hóa, trở tay cầm ngọc bài truyền âm ra, phía trên có hào quang hồng nhuận. Lập tức đại hỉ như điên, vội vàng bóp nát, một đạo tin tức trực tiếp truyền vào đầu của nàng. Tìm được. Đinh Linh Nhi kích động toàn thân run rẩy, nói. Tin tức mới từ Thiên Hương Đế Quốc truyền đến, nói đã tìm được người này, hơn nữa đã truyền đạt câu nói của Vân Thiếu. Thật đúng. Tất cả mọi người lập tức đại hỉ, nhao nhao kích động không thôi. Lạc Vân Thường còn hơi có chút lo lắng nói. Người nào có nói gì thêm không? Có đuổi tới đây không? Tươi cười trên mặt Đinh Linh Nhi dần dần thu liễm, nói. Tin tức truyền tới. Thời điểm tìm được người nọ đang ở trong tiểu viện nhà dân cũ nát đánh đàn, khi nghe câu, một khúc thanh âm cười gió đông, thì thân thể ngây ngốc. Sau đó nhẹ nhàng khẩy một bản, lúc này mới thu thập đàn ngọc trở về phòng. Không nói câu nào. Cái này. Tất cả mọi người ngây ngốc, nhao nhao nhìn xem Lý Vân Tiêu. Lý Thuần Dương cũng mắng. Chơi cái gì thế, rốt cuộc tới hay không, phải tỏ thái độ chứ. Đinh Linh Nhi cũng lo lắng, nói. Vân Thiếu, người nọ thực sự tới. Hơn nữa ta phái đi người nọ, bản thân ta là cường giả vũ tông, hắn nói người khảy đàn ngọc kia căn bản chính là người bình thường, không cảm thụ được khí tức gì. Hơn nữa cầm trong tay cũng không phải huyền khí bảo bối gì đó, là đàn ngọc gỗ đào bình thường, chỉ vài đồng tệ là có thể mua được một cây. Lý Vân Tiêu sờ sờ cái mũi, thập phần thích ý cười nói. Đàn ngọc gỗ đào là đúng rồi, yên tâm đi, tên kia nhất định là đi ngủ. Mỗi lần hắn khảy hết một khúc giàn thì chuyện thích nhất chính là đi ngủ. Tất cả mọi người. Đinh Linh Nhi ngạc nhiên nói. Hiện đang ngủ, vậy làm sao tới kịp? Nàng ngẩng đầu nhìn qua bầu trời, trận vân càng ngày càng rõ ràng, không ngừng có gợn sóng hình dáng năng lượng từ không trung khuyết tán ra, dường như tùy thời sẽ có người vượt qua vực. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu cười khổ, nói. Không có biện pháp a, đây là tập quán sinh hoạt của hắn. Đánh đàn phải ngủ a. Thiên Vương lão tử cũng ngăn không được. Ầm ầm, trên bầu trời đột nhiên rung mạnh, dường như lập tức sụp đổ xuống. Những trận vân hình ô lưới bắn ra hào quang sáng ngời, vô số năng lượng bắn ra ngoài, hình thành cái động tối sầm, xoay tròn kịch liệt. Trong cái động kia có cái gì đó đang chậm rãi xuất hiện. Tới sao? Trong thành Viêm Vũ,
Tất cả mọi người khẩn trương nhìn qua cái động kia, trong tay đầy mồ hôi lạnh, chỉ muốn biết một chút về Cửu Thiên Vũ Đế trong truyền thuyết. Qua thời gian uống cạn chén trà, một chiếc hổ vương chiến xa từ trong động bay ra, rậm rạp chằng chịt che kín cả bầu trời, thậm chí có trên 100 chiếc. Sau đó 8 chiếc thanh loan chiến hạm bay ra, xếp đặt thành trận thế, khí vận tỏa ra, uy thế kinh người. Lúc này trong động có 3 chiếc chiến xa lớn hơn nữa xuất hiện, võ giả trong Nam vực chưa bao giờ nhìn thấy. 2 chiếc sau lưng hơi nhỏ, toàn thân vàng óng ánh, chính là thất giai kim dương chiến xa. Chiếc lớn nhất bay ở phái trước chẳng khác gì thành lũy di động trên không trung, che chắn toàn bộ sự vật, che phủ thành Viêm Vũ trong bóng tối. Bát giai u minh chiến hạm. Trận vân trên bầu trời biến mất không thấy gì nữa, khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà trên trời có hơn 100 chiến hạm lớn nhỏ hàng lâm, không người nào có thể bình tĩnh. Lúc này mỗi khung chiến xa ở đằng trước có bóng người đứng ra. Một đám thần thái ngạo nghễ, miệt thị nhìn qua phía dưới giống như nhìn con kiến hôi. Phía trước u minh chiến hạm có nhiều người đang đứng, còn có từng dãy tuyệt sắc mỹ nữ, chia làm hai bên, tất cả đều là 11-12 tuổi, sắc đẹp có thể ăn được, sở sở động lòng người. Lúc này kim quang trên u minh chiến hạm sáng lên, chậm rãi lâm không. Đi theo phía sau có nhiều võ giả, tất cả đều là thần sắc lạnh lùng đến cực điểm, mang trên mặt cảm giác ưu việt, chỉ có nhìn thấy 9 dòng nước linh khí trên trời thì trong mắt bắn ra hào quang tham lam. Trên ghế là một lão già tóc bạc lười biếng, dường như đang ngủ say. Ánh mắt tất cả mọi người trong thành Viêm Vũ nhìn qua lão già này, biểu lộ bình thản không có gì lạ, dường như là người già bình thường. Nhưng mà khi lão già này hít thở, cả thiên địa giống như sinh ra tần suất đều đều. Không có tiếng động nào cả, mấy vạn người trên mặt đất và bầu trời, vậy mà không người nào dám thốt một tiếng, yên tĩnh như quỷ thành. Ân, lão già chép miệng một tiếng. Đưa mắt nhìn qua. Ánh mắt đục ngầu của hắn tỏa sáng, sáng như ánh sao quỷ dị, tất cả mọi người lập tức tâm thần chấn động, đáy lòng sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Cửu Thiên Vũ Đế, chỉ một ánh mắt đã làm mấy vạn người như lâm vào hầm băng, toàn thân rét run. Ngay cả Tề Phong mấy vị vũ tôn sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Đi ra sao, ha ha. Lão giả kia duỗi người, cười ha ha mấy tiếng, vẻ mặt cười quỷ dị, nhìn qua phía dưới nói. Các ngươi ai là Lý Vân Tiêu, lại dám diệt phân bộ của ta, giết môn nhân ta. Nhanh chóng đi ra tìm cái chết. Dưới một tiếng của hắn không ai dám nói chuyện, tất cả đều khẩn trương nhìn quanh. Tinh túc lão quái híp mắt, bao quát những con sâu cái kiến phía dưới, ung dung nói. Như thế nào, không ai dám thừa nhận, những con sâu cái kiến Nam vực các ngươi, không có người nào đi ra gánh trách nhiệm, ta không ngại diệt toàn bộ các ngươi. Ti, cái gì? Những người phía dưới vô cùng giật mình, vậy mà mở miệng muốn tiêu diệt mọi người. Đây cũng quá bá đạo rồi, quá ác độc a. Thành Viêm Vũ này có bao nhiêu người vô tội. Sắc mặt đám người Tề Phong đại biến. Tinh túc lão quái cản rỡ như thế, căn bản không có đặt những người bọn họ vào mắt, đây là một chút mặt mũi cũng không cho. Nhưng người ta là Cửu Tinh Vũ Đế, không cho ngươi mặt mũi thì ngươi có thể làm gì? Một ít trưởng lão tụ thiên tông nhìn không được nói. Lý Vân Tiêu thật sự là kẻ hèn nhát, đã dám làm, bây giờ lại không dám đứng ra, sẽ không sợ liên lụy mọi người sao? Đúng vậy a, tông chủ, ta đề nghị nên bắt hắn ra. Miễn cho tinh túc lão quái giết người lung tung. Tề Phong nhìn qua hai người này, trong con người hiện lên một tia nộ khí, lạnh lùng nói. Lui ra, dám làm ta mất mặt lần nữa, trực tiếp phế hai người các ngươi. Hai người kia biến sắc. Cảm nhận được sát khí trong mắt Tề Phong thì hoảng sợ co cổ lại, không dám nói nữa. Lúc này giọng Lý Vân Tiêu vang lên trong phủ thành chủ, nói. Ngươi hung hăng càn quấy cái gì chứ? Lão tử nhìn thấy cái mặt mo của ngươi thì cảm thấy phiền rồi, muốn tìm bản thiếu gia, chính mình quỳ xuống liềm giày cho ta đi. Ti, người toàn thân hít khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân rét run. Kể cả người tinh túc tông trên chiến xa cũng hoảng sợ, cơ hồ hoài nghi mình nghe sai. Cả mặt đất và bầu trời im lặng, tất cả mọi người cảm thấy rét run. Tinh túc lão quái ngồi trên ghế lơ lửng, triệt để ngây ngốc. Qua một hồi mới kịp phản ứng, cái mặt mo run run rẩy rẩy, dần dần trở nên đỏ bừng. Theo dự tính vốn có của hắn, đối phương hoặc là sợ tới mức quỳ xuống thẻ lưỡi ra liếm giày, cầu xin tha thứ, hoặc là cứng rắn cốt khí bị chính mình tra tấn cực kỳ bi thảm lập uy, cuối cùng lại giết chết.
không thể ngờ vừa tới đã liều lĩnh nhục mạ mình. Bao nhiêu năm qua hắn chưa bị người ta mắng qua rồi. Hắn đã nhớ không rõ, chỉ cảm thấy máu trong người dâng lên não, cơ hồ muốn nổ tung. Chết, 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 chết a! Tinh Túc lão quái hét lớn một tiếng, nắm đấm của hắn có ánh sáng bộc phát, đột nhiên khuyết tán trên bầu trời, uy áp phô thiên cái địa áp xuống, chiếu rọi bầu trời như ban ngày. Đây cũng là vũ đế chi uy sao? Đây là cửu thiên ý cảnh sao? Tất cả mọi người dưới ánh sáng này dường như cảm nhận được cảnh tượng tận thế, tất cả toàn thân lạnh như băng, thân thể không ngừng run rẩy. Cực quang bắn ra hào quang chói mắt đánh thẳng vào thành Viêm Vũ vị trí Lý Vân Tiêu, thế không thể ngăn cản. Trong phủ thành chủ, Lý Vân Tiêu đột nhiên hét lớn một tiếng. Tản ra! Hắn phóng lên trời, vậy mà đón lấy đạo cực quang kia. Vân Thiếu! Lạc Vân Thường quá sợ hãi, hoảng sợ muốn đuổi theo, lại bị Đinh Linh Nhi bắt lấy. Toàn thân Đinh Linh Nhi trắng bệch, cắn môi nói. Tin tưởng hắn! Trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, chỉ thấy thân ảnh gầy yếu kia lao tới đạo quang mang kia, tại dưới ánh sáng chiếu rọi tùy thời sẽ tan thành mây khói. Để cho ta biết một chút quyền của ngươi mạnh bao nhiêu. Lý Vân Tiêu hét lớn một tiếng, hai tay nhanh chóng niết bí quyết, trong mắt đầy ngưng trọng. Nhìn xem ngươi có thể phá bao nhiêu đạo phòng ngự của ta, đại nhật kim quang kiếm trận, ngưng cho ta. Oanh! Vạn đạo kim mang ngưng tụ thành hình kiếm trước mặt hắn, nhìn như uy lực vô cùng, nhưng đảo mắt đã bị hào quang đánh tan, biến mất vô tung. Lý Vân Tiêu mặt không đổi sắc, quát. Đạo thứ hai Thái Hư Thiên Đô bảo trận, tụ. Hắn đánh ấn quyết ra, trên không cả thành Viêm Vũ bắn ra hào quang bảy màu, không ngừng mở rộng ra. Pháp quyết trong tay Lý Vân Tiêu thi triển cực nhanh, mang theo từng đạo tàn ảnh. Hào quang bảy màu nhanh chóng phóng thẳng về phía hắn, hình thành từng phòng ngự bảy màu, tầng tầng điệp ra, tiếp tục mở rộng ra. Bản chính Thái Hư Thiên Đô bảo trận chính là hộ sơn đại trận, nếu như do cao thủ vũ đế chủ trì trận pháp, vạn quân khó phá. Lý Vân Tiêu thi triển ra có hại chịu thiệt là do tu vị bản thân hắn thôi. Ầm ầm, bảy đạo hào quang hình thành cột sáng ngăn cản ánh sáng kia cực ngắn rồi nghiền nát, trên không trung có đủ loại hào quang bắn ra ngoài. Đạo thứ ba kiếm quyết trảm yêu. Hắn lăng không mà đứng, trong tay không có kiếm, một đạo kiếm quang hình rồng bao phủ sau lưng hắn, vờn quanh thân thể, dưới thủ hắn của hắn hóa thành kiếm khí, dường như muốn chém trời xanh. Oanh, hào quang đánh qua. Giao nhau với kiếm khí, kiếm quang bi đánh thành hào quang đầy trời, long ảnh lập tức tiêu tán, cực quang thế đi không giảm. Đồng tử Lý Vân Tiêu đột nhiên co lại, trong mi tâm bắn ra một đạo kim quang, lần nữa quát. Đạo thứ tư Hoàng Chiêu Trung, chấn. Keng. Tiếng chuông từ viễn cổ vang vọng trong không trung, tiếng chuông vang lên, không khí sinh ra nhiều tầng gợn sóng. Oanh. Hào quang thế đi không giảm, phá tan tầng tầng âm luật. Hào quang đang không ngừng giảm bớt nhưng vẫn vô cùng bá đạo, đánh bầu trời thành răng cưa. Keng! Hoàng Chiêu Trung rung mạnh, tiếng trường phong cách cổ xưa vang eo nơ, chấn động trong lòng mọi người, toàn bộ tâm thần bị hao tổn. Mấy vạn người chung quanh đều hoảng sợ không thôi, rất nhiều người khóe miệng chảy máu. Hoàng Chiêu Trung dưới một kích của hào quang kia đã ảm đạm, nhanh chóng thu nhỏ lại bay vào mi tâm Lý Vân Tiêu. Đạo thứ năm hỏa chi vực giới, mở cho ta. Hai tay của hắn làm ra tư thái bay lượn, bóng dáng một con phượng hoàng đang ngủ đông ẩn hiện trên trời cao, thế giới chi lực phá thể mà ra, kéo dài ra không trung thành Viêm Vũ, chiếu rọi mặt đất đỏ rực. Ầm ầm, cực quang đánh tan Hoàng Chiêu Trung thì thu nhỏ đi rất nhiều, lần nữa tiến vào trong hỏa chi vực giới sau đó sinh ra âm thanh nổ vang, phảng giống như muốn phá vỡ đại địa. Đạo thứ sáu đại địa chi vận luật, địa chi vực giới, mở ra. Thời điểm còn chưa xuyên qua hỏa chi vực giới, một loại vận ý phong cách cổ xưa tỏa ra trên người Lý Vân Tiêu, đại địa vực giới chưa mở ra hoàn toàn cũng bị hắn thi triển. Vào thời khắc này, hắn rốt cuộc không cần giữ át chủ bài gì nữa. Nếu không tiếp được một quyền này, hắn chắc chắn phải chết. Nhưng chỉ cần mình tiếp được một quyền này, dùng thân phận cửu thiên vũ đế của Tinh Túc lão quái, hắn sẽ không xuất ra quyền thứ hai. Oanh! Hai đạo vực giới chi lực tầng tầng điệp ra cùng một chỗ, không ngừng trải ra. Hào quang trực tiếp đánh vào hai vực giới này, cực quang lúc trước đã cực nhỏ nhưng vẫn có uy thế kinh thiên, khó có thể ngăn cản. Ta nhìn ngươi còn có bao nhiêu lực lượng, đạo thứ bảy ma thiên chiến giáp. Hai tay Lý Vân Tiêu vào lúc này không có dừng lại,
một chiến giáp màu đen bao phủ thân thể của hắn, bóng dáng nhàn nhạt hiện ra trên hư không. Chiến giáo kia tỏa ra khí tức kinh người, làm cho người ta không nhịn được sinh ra run rẩy trong lòng. Đúng là một trong vài món cửu giai huyền khí lấy được trong Tu Di Sơn. Oanh! Hào quang đánh vào hư ảnh chiến giáp, vậy mà khó có thể đục lỗ, bức bách thân ảnh Lý Vân Tiêu rút lui trên không trung. Oanh! Sắc mặt Lý Vân Tiêu tái nhợt như tờ giấy, lực lượng của hắn vận chuyển tới đỉnh phong, nhưng vẫn không thể ngăn cản một quyền này. Hào quang phòng ngự của Ma Thiên chiến giáp nhanh chóng biến mất, cuối cùng vẫn bị hào quang xuyên qua, trực tiếp đánh vào bản thể chiến giáp. Oanh! Lý Vân Tiêu dưới một kích này rơi xuống đất như sao băng. Bảy đạo phòng ngự cường đại như thế, vậy mà cũng không ngăn được một quyền của Vũ Đế. Oanh! Lý Vân Tiêu trực tiếp đánh vào trong đất, bụi mù bay lên vạn trượng. Một dòng năng lượng to lớn bắn lên cao, đánh tan một góc thành Viêm Vũ thành mây khói. Cho dù là người thành Viêm Vũ hay là người Tinh Túc Tông đều ngây ngốc. Không chỉ thán phục Lý Vân Tiêu thủ đoạn thông thiên, càng khiếp sợ một quyền của Vũ Đế, vậy mà phá tan bảy đạo phòng ngự cực mạnh, còn có thể lấy mạng đối phương. Sau khi vụ nổ chấm dứt, không người nào dám lên tiếng, cả thế giới trở nên an tĩnh, đang chờ bụi mù biến mất. Uy lực một quyền này khắc sâu vào trong lòng mọi người, khắc sâu trong linh hồn. Uy nghiêm cửu thiên Vũ Đế không thể khiêu khích. Sau khi Tinh Túc lão quái đánh ra một quyền cũng khiếp sợ đầy mặt, đối phương chỉ có tu vị Vũ Vương lại có thể suy yếu một quyền của mình lợi hại như thế. Bảy loại thủ đoạn kia, không có chỗ nào mà không phải cường đại tới cực điểm. Thua chỉ là do thực lực đối phương quá yếu mà thôi. Nếu như đối phương cũng giống mình, là cửu thiên cảnh thì với bảy đạo phòng ngự kia, bất luận cái nào cũng đừng mơ tưởng phá vỡ. Hắn phát hiện điểm ấy thì trên trán đổ mồ hôi lạnh. Tinh Túc lão tiên, pháp lực vô biên. Tinh Túc lão tiên, pháp lực vô biên. Cả bầu trời sinh ra tiếng hoan hô to lớn. Các loại âm thanh vỗ mông ngựa không ngừng vang lên, giống như lấy được thắng lợi cực lớn. Càng có không ít người kích động chảy nước mắt. Cảnh này làm người quan sát trên mặt đất trợn mắt há hốc mồm. Đôi mắt người trong phủ thành chủ trở nên đỏ bừng. Ninh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường càng ngất đi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lung lay sắp đổ. Võ giả trong thành Viêm Vũ trầm xuống, yên lặng không nói, trong con mắt tràn đầy khiếp sợ cùng ngưng trọng. Chỉ cảm thấy lực lượng kia quá mạnh, dường như muốn đốt cháy nội tâm của bọn họ. Ngay vào lúc người Tinh Túc Tông không ngừng chúc mừng, một giọng nói không hài hòa với tiếng hoan hô vang lên. Phi, lão quái, mặc cho ngươi sống mấy trăm tuổi, một lão già khọm mà thôi, cũng chỉ có chút khí lực này sao? Ngay cả ta là một vũ vương 15 tuổi còn giết không chết, còn không biết xấu hổ nói pháp lực vô biên. Chính ngươi không biết buồn nôn sao? Ti, tất cả mọi người hít khí lạnh, khiếp sợ nhìn qua góc thành Viêm Vũ đang bị cho bụi bao phủ. Chỉ thấy toàn thân Lý Vân Tiêu máu tươi đầm đìa, trên người huyết nhục mơ hồ, không ra hình người. Lại lộ hàm răng trắng noãn cười lạnh không thôi, đôi mắt sáng ngời như sao trời. Hắn dùng giọng nói không ai nghe được, lẩm bẩm. Đạo phòng ngự thứ 8 là chí cường phách thể của ta. Một kích cuối cùng lập tức đánh tan thân thể của hắn, nhưng mà thân thể biến thái này nhanh chóng tu bổ lại những tổn thương của một quyền kia. Cuối cùng còn cách mất mạng một chút nhưng vẫn sống sót. Thân thể của hắn trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái tự chữa trị. Lần này mọi người nổ tung chảo, dưới một quyền của cửu thiên Vũ Đế lại không có chết. Không chỉ có Tinh Túc lão quái chấn động như rơi mắt ra ngoài, mấy vạn người ở nơi này nhìn hắn như gặp quỷ, miệng của ai cũng há to ra không dám tin. Oa, ô ô ô, Ninh Linh Nhi rốt cục không nhịn được khóc lớn, thân thể trực tiếp té xuống đất. Hai mắt người trong phủ thành chủ đỏ bừng, thân thể run nhẹ nhẹ. Vào lúc này tâm tình phức tạp nhất chính là Tân Như Ngọc, dưới một quyền của Tinh Túc lão quái vừa rồi đã làm cho hắn không thể sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng, thậm chí có một loại cảm giác muốn quỳ bái. Càng đừng nói nó dũng khí đón đỡ mà không chết. Hắn thở dài, từ đó về sau nội tâm triệt để tâm phục khẩu phục, rốt cuộc không sinh ra tâm tư hiếu thắng nữa. Tề Phong cũng khiếp sợ tột đỉnh, nhớ tới vài ngày trước Lý Vân Tiêu dùng phong thái này đánh nhau với hắn, lúc ấy còn cho là mình hạ thủ lưu tình. Hiện tại xem ra nếu buông tay đánh nhau một trận, thắng bại có lẽ không rõ. Lão quái, nếu ta là ngươi thì hiện tại đã đâm đầu chết rồi. Lý Vân Tiêu cười lớn chào phúng. Cả buổi tối hôm nay, tiếng cười của hắn to nhất. Trên mặt Tinh Túc lão quái lúc trắng lúc xanh,
hắn cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu đã nỏ mạnh hết đà, nhưng hắn không thể nào không biết xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy ra tay thêm lần nữa. Đối phương chính là thiếu niên mười mấy tuổi, hơn nữa tu vị chỉ là Vũ Vương A. Hắn làm sao sống sót? Sắc mặt Tinh Túc lão quái âm trầm như chảy ra nước, lần này bất kể như thế nào thì hắn đã ném mặt mũi lớn rồi. Cơ hồ có thể xác định vững chắc, chuyện này về sau sẽ biến thành trò cười. Dưới một quyền mà không thể giết được một Vũ Vương con sâu cái kiến. Nếu ngươi không chết, ta không ngại ra thêm quyền nữa. Tinh Túc lão quái xanh mặt, tiếp tục giơ nắm đấm lên. Ti. Lần này tất cả mọi người hít khí lạnh, sắc mặt kinh ngạc. Lão nhân này còn định ra tay lần thứ hai. Vũ đế chẳng lẽ vô sỉ như vậy sao? Trong lúc nhất thời, hình tượng cửu thiên vũ đế cao cao tại thượng đã lập tức bị hủy hoại trong chốc lát. Ngay cả Lý Vân Tiêu cũng biến sắc, hắn dù thế nào cũng không nghĩ tới Tinh Túc lão quái lại vô sỉ đến mức này. Hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào một quyền của đối phương, ý định nếu có dị động sẽ trốn vào trong giới thần bi. Quyền mang trong tay lão quái càng ngày càng sáng, đột nhiên tỏa ra, đang muốn xuất quyền. Lần này Tinh Túc lão quái đã dùng toàn lực, hắn muốn một quyền này không thể xuất hiện ngoài ý muốn. Hơn nữa sát khí trong mắt lóe lên, nếu mình đã mất mặt thì không ngại mất mặt thêm chút nữa, ý định một quyền này đánh thành Viêm Vũ Thành cho bụi. Tất cả mọi người lập tức nín thở, khẩn trương mở to hai mắt ra, uy áp cửu thiên vũ đế làm cho bọn họ không thể di động. Tất cả mọi người hoảng sợ nhìn quanh, thậm chí ngay cả Tinh Túc lão quái cũng không tìm thấy ai cả. Đinh Linh Nhi vội vàng bước lên vị Lý Vân Tiêu, nhìn thấy hắn tổn thương toàn thân, nội tâm thương yêu không dứt, nói. Là người nọ tới sao? Lý Vân Tiêu cười nói. Ân, nhưng mà khả năng còn chưa tới. Chỉ là đưa tiếng đàn tới trước mà thôi, cũng có thể đảo mắt là tới. Đưa tiếng đàn tới trước. Đám người Lý Thuần Dương vô cùng ngạc nhiên, còn có loại chuyện cổ quái này. Tinh Túc lão quái giận tím mặt, quát. Đừng tưởng rằng trốn tránh sẽ không có chuyện gì, ta hiện tại đánh vỡ hư không, xem ngươi trốn ở đâu. Hắn đang muốn động thủ, lúc này một bóng người xuất hiện trong hư không, hoàn toàn không có bất kỳ cảm giác nào cả, ai cũng không biết hắn tới từ khi nào, giống như hắn đã đứng ở đó rất lâu rồi, chỉ là không ai thấy mà thôi. Tinh Túc lão quái chấn động, trong nội tâm khiếp sợ không thôi, người này xuất hiện ngay cả hắn cũng không phát giác, đột nhiên quát. Ngươi là ai? Người nọ vẻ mặt bình tĩnh, quần áo vô cùng mộc mạc, trong tay ôm đàn ngọc giá rẻ, không nói một lời, hắn đặt cầm trước người, nhẹ nhàng khải đàn. Ồ, người nọ không phải là đầu gỗ ngốc ở gần nhà ta sao? Trong võ giả phía dưới có người kêu to lên. Đầu gỗ ngốc, ngươi mới là đầu ngốc, không thấy được người ta dám đối nghịch với vũ đế sao? Ngươi xong đời rồi, cả nhà ngươi đều xong đời rồi. Người bên cạnh nói xong. Sắc mặt tên võ giả này biến thành tái nhợt. Đầu gỗ ngốc này ở cạnh nhà của hắn nhiều năm, chính mình còn thỉnh thoảng khi dễ hắn, vẫn cho rằng đối phương trung thực, không thể ngờ là ngọa hổ tàng long. Người nọ đánh đàn thập phần chậm chạp, chẳng khác gì dòng suối nhỏ đang chảy, tiếng đàn vang lên bên tai mọi người. Ở giữa thiên địa, mọi người nghe như si mê, trên mặt mang theo biểu lộ an tường, hào khí khắc nghiệt dưới tiếng đàn đã hóa thành hư vô, trầm tĩnh trong âm luật mỹ diệu. Giống như tất cả huyên náo đã đi xa, cả thế gian này chỉ còn lại âm thanh của tự nhiên. Không biết qua bao lâu. Dừng tay cho ta. Tinh Túc lão quái trong này hoảng hốt, ngay cả hắn trong bất chi bất giác cũng lâm vào trong đó, lập tức cả kinh mồ hôi lạnh đầm đìa, hét lớn một tiếng rót cửu thiên vũ ý vào, lập tức đánh tan vận luật. Long cong. Dưới tiếng giống của hắn rốt cuộc người kia cũng dừng đánh đàn, cả bầu trời an tĩnh lại. Tâm thần mọi người chấn động. Từ trong ý cảnh kỳ diệu kia phục hồi tinh thần lại, trên mặt đầy tức giận nhưng không ai dám nói. Không ít người càng ảo não không thôi, tu vị của mình trong tiếng đàn ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá, lại không lý do bị Tinh Túc lão quái cắt đứt. Người rốt cuộc là ai? Trong nội tâm Tinh Túc lão quái không có ngọn nguồn, người này không nói cái khác, chỉ nói tạo nghệ tiếng đàn vừa rồi đã không phải kẻ đơn giản. Hắn đánh đàn thật dễ nghe, Vân Thiếu, hắn rốt cuộc là ai? Đinh Linh Nhi không nhịn được hỏi tới, trên mặt hoàn toàn si mê, dường như đang nhớ lại ý cảnh vừa rồi. Lý Vân Tiêu đang tinh tế dư vị tiếng đàn, cảm thấy thập phần khoan khoái dễ chịu, hơn nữa tổn thương trên người được tiếng đàn tẩm bổ đã tốt hơn một nửa, tán thán nói. Trong thiên hạ,
có thể cầm đàn ngọc phổ thông lại có thể đánh đàn kỳ diệu lay động lòng người như thế, trừ Lệ Hoa chỉ ra, không có người thứ hai làm được. Hắn không có tận lực áp thấp âm thanh, trong bóng tối yên lặng, mỗi người đều nghe được rõ ràng. Lệ Hoa Trì, là ai vậy? Ti, Lệ Hoa Trì, Lệ Hoa Trì. Tất cả mọi người lập tức như bị điện giật, đồng tử mở lớn, ngây ra như phỗng. Dĩ nhiên là cái tên như sấm bên tai, cho dù dưới đất hay trên trời, ai cũng nghe nói qua, làm cho tất cả mọi người ngây ngốc, khó có thể tin nhìn qua thân ảnh chất phác tự nhiên kia. Đinh Linh Nhi cũng ngẩn ngơ, nhưng nghĩ đến thân phận của Lý Vân Tiêu cũng lập tức thoải mái, nội tâm càng cuồng hỉ không thôi, có người này ở đây, chắc chắn không có chuyện gì nữa. Tinh Túc lão quái cũng chấn động, hoảng sợ lui lại hơn 10 mét, lúc này mới cảm thấy trước mặt bao người mình quá mất mặt, lúc này mới xanh mặt, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì. Tại Thiên Vũ Giới, cường giả cửu Thiên Vũ Đế chẳng khác gì thần linh trên thế gian, phong vân một cõi. Không có ai không phải tồn tại ngang ngược một phương, bá chủ thế lực. Nhưng mà trong Vũ Đế có 10 tồn tại chí cường, tên của họ trên thiên địa phong vân bảng chẳng khác gì mặt trời lóng lánh. Bị Thánh Vực Thần Đô ban cho phong hào tuyệt cường, tôn xưng phong hào Vũ Đế. Mà người bài danh thứ 5 trên thiên địa phong vân bảng chính là Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì. Dưới trời sao, thần sắc mọi người nghiêm nghị, nhiệt huyết trong lòng bành trướng. Nhìn qua thân ảnh cầm cổ cầm phong cách cổ xưa không ít người có xúc động quỳ xuống cúng bái. 10 cái tên kinh thiên kia đã đại biểu võ đạo chí cao. Nó chẳng khác gì hạt giống sinh sôi trong lòng mọi người. Bao nhiêu người đều nghe qua truyền thuyết thập đại vũ đế lớn lên, cho dù trong võ đạo, người đuổi theo bộ pháp của bọn họ vẫn không ngừng nghỉ. Giờ khắc này, thần tượng ở ngay trước mặt, nhao nhao kích động lệ nóng doanh tròng. Tinh Túc lão quái dù thế nào cũng không ngét si tới tối nay lại gặp được phong hào vũ đế, nhưng hắn dù sao cũng là cường giả vũ đế thành danh nhiều năm, sắc mặt âm trầm như nước, lạnh lùng nói. Lệ Hoa Trì, ta và ngươi không có ân oán gì. Vì sao phải nhúng tay vào chuyện Tinh Túc tông của ta? Lệ Hoa Trì dụng thẳng đàn ngọc lên, vác lên sau lưng, nhàn nhạt nhìn hắn một cái, mở miệng nói. Ta thiếu nợ nhân tình của người ta, hôm nay là tới trả nhân tình. Thành Viêm Vũ lần này do ta bảo vệ. Ti, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vốn còn tưởng rằng Lệ Hoa Trì cũng tới chiếm Thành Viêm Vũ, không thể ngờ là tới bảo vệ nó. Rốt cuộc Thành Viêm Vũ có địa vị gì? Vậy mà có thể mời phong hào vũ đế. Long cong. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện tiếng đàn, nó chẳng khác gì tới từ hư vô, đến từ không gian không biết tên, nhưng mà nó lại vang lên trong tâm của mọi người. Lý Vân Tiêu cười. Trên mặt hắn tươi cười thích ý, lẩm bẩm nói. Cuối cùng đã đến, nếu không tới thì hôm nay lá bài tẩy phải lộ ra ánh sáng rồi. Nếu như hắn trốn vào giới thần bi, như vậy bí mật trong giới thần bi có càn khôn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó đuổi giết hắn không chỉ có Tinh Túc lão quái, có lẽ sẽ là cường giả khắp thiên hạ. Tinh Túc lão quái biến sắc, quyền mang trong tay thu lại, ánh mắt của hắn cảnh giác nhìn qua bóng đêm tối tăm, quát lớn. Là ai? Hắn hô 3 lần nhưng không có ai xuất hiện. Lần này cơ hồ tất cả người Nam Vực cảm thấy đầu óc lớn lên, rất nhiều chuyện dường như nghĩ không ra. Nhưng đã có chuyện nghĩ thông suốt. Khó trách Thành Viêm Vũ tại trong khoảng thời gian lại quật khởi như sao chổi. Thời điểm mọi người không kịp phản ứng cũng đã trở thành một tồn tại ngang ngược một phương. Lúc trước còn tưởng rằng bối cảnh của nó là Vạn Bảo Lâu, mặc dù là Vạn Bảo Lâu cũng không thể mời Lệ Hoa Trì a. 10 cái tên chẳng khác gì hằng tinh lóng lánh, đại biểu cho 10 vị đại nhân chiến lực mạnh nhất thiên vũ giới, Thiên Cầm Vũ Đế không ngờ vì Thành Viêm Vũ mà hàng lâm NGM vực. Ta không phải nằm mơ chứ, trong vòng một ngày lại nhìn thấy hai vũ đế. Lệ Hoa Trì quá đẹp trai a. Hắn vẫn luôn là thần tượng của ta, đợi lát nữa đả bại Tinh Túc lão quái, ta nhất định phải tìm hắn xin trừ ký. Ti, ngươi nhô giọng một chút, Tinh Túc lão quái nghe được thì sao, ngươi không sợ chết sao? Sợ cái gì, có Lệ Hoa Trì ở đây, thiên hạ hôm nghi gì có thể động Thành Viêm Vũ. Sắc mặt Tinh Túc lão quái tái nhợt, biết rõ hôm nghi trốn không khỏi, huống hồ ở trước mặt môn nhân và tất cả nhân vật uy tín của Hỏa Ó Đế quốc đang nhìn, hắn quyết không thể mất mặt. Hắn lập tức cảm thấy mất mặt, ác độc nói. Lệ Hoa Trì, đừng cho rằng ta sợ ngươi. Lần trước bài danh chiến trên thiên địa phong vân bảng, kinh đào hãi lãng quyết của lão tử chi mới tâng nãm, hôm nghi đã là cửu trọng đại viên mãn.
nếu như lần này tổ chức bài danh chiến, ngươi chưa hẳn có thể xếp trước ta. Cửu trọng kinh đào hay lãng quyết, cho dù là bất diệt kim thân của Ngạo Trường không cùng có sức đánh một trận. Hắn nói ra lời này chính là hù dọa đối phương, cả thành Viêm Vũ lập tức yên lặng, không người nào dám lớn tiếng, mà thân ảnh Lệ Hoa chỉ dường như biến mất. Trong nội tâm Tinh Túc lão quái vui vẻ, thầm nghĩ, hẳn là đối phương thật sợ. Cảm nhận được ánh mắt sùng kính của nhiều người, hắn lập tức có chút lâng lâng, toàn thân như ăn mật ngọt, tiếp tục hít sâu quát. Lệ Hoa Trì, ta xem ngươi là cường giả trên thiên địa phong vân bảng. Bởi vì cái gọi là tinh táo tương thích, chuyện hôm nghi ngươi đừng vội nhúng tay vào, nhanh chóng rời đi, bán cho ta một cái mặt mũi. Phốc, ở bên dưới Lý Vân Tiêu nhìn không được phun một ngụm máu, ngửa đầu nhìn trời cao sau đó phun thêm vài ngụm máu nữa, ánh mắt đầy kinh nghi. Đinh Linh Nhi cả kinh nói. Vân Thiếu, ngươi làm sao thế? Không, không có việc gì. Lý Vân Tiêu phất phất tay, nhưng bởi vì phun máu quá nhiều nên cảm thấy đầu óc chóng mặt, nói. Ta chỉ bị buồn nôn thôi, nhìn thấy loại ngu xuẩn đã nhiều, nhưng mà chưa bao giờ thấy ngốc bức. Nhìn thấy loại ngốc bức kiểu này ta lại phun vài ngụm máu, mẹ kiếp, lưu ớn. Cả thành Viêm Vũ hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên giọng hai người nói tuy nhỏ nhưng lại thập phần rõ ràng. Cho dù người dưới đất hay trên trời không gì không có thính lực kinh người, cho nên nghe được rõ ràng. Tiểu tử, muốn chết. Tinh Túc lão quái giận tím mặt, ánh mắt giết người nhìn qua, dường như muốn trực tiếp dùng ánh mắt chừng chết đối phương. Lý Vân Tiêu cười nhạt một tiếng, hắn cười châm chọc, cũng không ý kỵ nghênh đón ánh mắt của đối phương, hoàn toàn không có sợ hãi, hoàn toàn không hề bận tâm, đạm mạc. Tiểu tử này có cổ quái, cũng dám nhìn thẳng ánh mắt của ta. Tinh Túc lão quái càng giận tím mặt, đối phương dám dùng ánh mắt khiêu khích nhìn hắn, tức giận giơ tay lên muốn chụp xuống. Một đạo khí tức kinh khủng tỏa ra, người sau lưng biến sắc, biết rõ lão quái lần này đã tức giận thật sự, nhanh chóng lui ra hơn 100 mét. Lần trước ra tay không thể đánh chết đối phương đà là nhục nhà cả đời này, lần này tuyệt đối dùng toàn lực, ý định một chiêu đánh chết Lý Vân Tiêu tại chỗ. Gì? Thiếu niên này nói không sai. Giọng Lệ Hoa Trì lại truyền tới, nói. Ta không nói lời nào, đó là vì loại lời lẽ ngu xuẩn của ngươi làm cho ta không. Biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy đi, ta chỉ ra một chiêu, cho dù ngươi tiếp được hay không, ta sẽ rời đi. Đồng tử Tinh Túc lão quái đột nhiên co lại, lập tức ném Lý Vân Tiêu ra sau đầu, toàn tâm cảnh giác, quát lớn. Lời ấy thật là. Nếu như bảo hắn chiến một trận với Lệ Hoa Trì thì hắn thật không có bao nhiêu nắm chắc, dù sao đối phương là tồn tại thứ nãm trên thiên địa phong vân bảng A. Nhưng nếu chỉ một chiêu thì... Hắn lập tức cười lạnh liên tục nói. Lệ Hoa Trì, người cùng quá càn giờ rồi. Cho dù phá quân vù đế cổ phi dương được xưng có lực công kích mạnh nhất cùng không dám ở trước mặt ta khoa trương như thế đâu. Phốc! Lý Vân Tiêu vừa mới đờ choáng váng, lần nữa ngẩng đầu lên trời phun máu tươi. Tính tỉnh Lệ Hoa Trì dường như vô cùng tốt, cùng không nói thêm gì, chỉ phiền muộn thở dài, nói. Đáng tiếc cố nhân không còn, nếu không dưới kiếm trảm tinh thần, người có thể vọt tới ngàn dặm kiếm quang của hắn mới chết, ta có thể đem đầu xuống cho ngươi đá bóng. Tinh Túc lão quái giận dữ, xấu hổ và giận dữ này bằng cả đời của hắn cộng lại. Chính mình đường đường cửu thiên vũ đế, trong miệng Lệ Hoa Trì lại không chịu nổi như thế. Ngay cả cách kiếm của cổ phi dương ngàn dặm còn không vào được, giận dữ hét. Chớ xính miệng lười, cầm chuyên người chết ra nói hay ho gì, tranh thủ động thủ đi. Sau một chiêu ta xè rời khôi hỏa ó đế quốc. Tuy hắn giận dữ, nhưng trong ý nghĩ vẫn thanh tình. Biết rõ chính mình gặp phải địch nhân cực kỳ cường đại, chiêu kế tiếp xè là kinh thiên động địa. Tinh Túc lão quái chậm rãi giơ hai tay lên, trong thiên địa có hơi nước tụ tập lại, trong đó ân ân có âm thanh sóng lớn. Từ xa đến gần, càng ngày càng tiếng lớn, mọi người cảm thấy như đích thân tới bờ biển, cảm nhận được sóng to gió lớn kinh thiên, khôn cùng vô tận, cả không gian như biến thành thủy vực, biến thành biên cả. Kinh đào hãi lãng quyết. Tinh Túc lão quái hét lớn một tiếng, tất cả mọi người lập tức nghe được tiếng róc rách, giống như đang ở trong đáy biển, nước chảy tới từ bốn phương tám hướng. Vô số thủy long xuyên qua nước biển, nối tiếp nhau quấn quanh người Lệ Hoa Trì, muốn nuốt sống hắn. Lệ Hoa Trì vẫn bình tĩnh, không có bất kỳ xúc động nào. Hắn gỡ đàn ngọc xuống, khề vuốt và lẩm bẩm. Chiêu này của ta gọi là nhạc viên, chính là một đoạn trong thượng cổ thần nhắc, hóa thành âm lưu ạt. Ngươi nghe kỹ.
Long cong. Lệ hoa chỉ chi nhẹ nhàng kích phát dây đàn, mộ ảo âm luật màu xanh bắn ra bốn phương tám hướng. Thủy long chung quanh tan biến, sóng to gió lớn trên không trung thoái lui, cả không gian lấy lệ hoa chỉ làm trung tâm khuyết tán ra ngoài. Cái gì? Trong mắt Tinh Túc lão quái đầy kinh ngạc, hắn lại vận kình đánh ra một chưởng, liên tục quát. Kinh đào hài làng quyết đệ cửu trọng, phá cho ta. Dầm ào ào. Từng đạo sóng biển dâng trào trùng kích tới, nhưng không cách nào cải biến, bị đè ép càng ngày càng nhỏ. Văn nước và sóng âm bị đẩy tới trước mặt lão quái. Phốc! Tinh Túc lão quái cảm thấy toàn thân đại chấn, âm luật không ngờ cọ rửa toàn thân hắn, lập tức phá hư kinh mạch và bách hải, thân thể vào lúc này vờ ra. Không, không muốn, bỏ qua cho ta đi. Hắn hoảng sợ giống liên tục, nhưng mà giọng càng ngày càng yếu. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn qua thân thể Tinh Túc lão quái không ngừng chảy máu, bị phá vỡ từng chút, cuối cùng nhất hóa mãnh vừa tiêu tán trên trời. Chết! Dưới bầu trời, cho dù là người thành Viêm Vũ hay là đệ tử Tinh Túc Tông, tất cả đều há to mồm, đầu óc hoàn toàn không đủ dùng. Hai đại vũ đế quyết đấu, hoàn toàn không có kinh thiên động địa như tưởng tượng, không có đánh vỡ hư không. Vì sao lại có vũ đế chết vô thanh vô tức như thế? Hơn nữa chết triệt để như vậy, tan thành mây khói. Nhìn một chút cũng chưa đủ ghiền. Ti. Sau đó mọi người kịp phản ứng, toàn thân lạnh như băng. Mọi người đều biết, chỉ bằng một cảnh này, hoàn toàn là vì thực lực chênh lệch quá lớn. Lệ Hoa chỉ nhàn nhạt nhìn qua môn nhân Tinh Túc Tông bên kia, nói. Người Tinh Túc Tông trong ba hô hấp không rời đi, chết. Giọng của hắn vô cùng nhẹ. Từ khi hắn xuất hiện tới bây giờ cho người ta cảm giác nhu hòa, không mang theo nửa phần sát ý. Nhưng lọt vào tai người Tinh Túc Tông chẳng khác gì bùa đòi mạng, giật mình hồn phi phách tán, thời gian ba hô hấp không thể bố trí truyền tống đại trận. Tất cả mọi người nhanh chóng điều khiển chiến hạm hóa thành hào quang bay đi, biến mất trên bầu trời. Người trong thành Viêm Vũ đều trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy khiếp sợ vì hiệu suất của Tinh Túc Tông, vậy mà thật trong ba hô hấp đi sạch sẽ. Ngay cả chiến hạm to lớn cũng không nhìn thấy. Nhìn thấy người Tinh Túc Tông nhanh chóng tán đi, Tề Phong nhíu mày lại. Người Tinh Túc Tông chạy về phía Hỏa Ô Đế Quốc, nếu trực tiếp truyền tống về Đông Vực khá tốt, nếu không thì hậu hoạn vô cùng. Lệ Hoa chỉ đuổi người Tinh Túc Tông đi, hắn vẫn đứng trên bầu trời, tất cả mọi người lặng lặng nhìn qua thân ảnh mộc mạc của hắn, kích động không thôi. Lý Vân Tiêu nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Hắn còn đứng ở đó làm cái gì? Dùng tính tình của hắn nên trực tiếp rời đi mới đúng. Xuất hiện đi. Đột nhiên Lệ Hoa chỉ mở miệng nói ra, làm cho tất cả mọi người ăn cả kinh, chẳng lẽ còn có người trốn trong hư không? Trước mặt Phong Hào Vũ Đế còn dám ẩn tàng thân hình, thật đúng là muốn chết. Tất cả mọi người là dướn cổ lên, ánh mắt nhìn qua bầu trời, muốn xem là người nào không có mắt đi tìm chết. Bầu trời chấn động từng hồi, không khí trở nên cổ quái. Rất nhanh thông đạo không gian trực tiếp mở ra, mọi người ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy hai thân ảnh hiện ra, phía trước người nọ có một thân ảnh chùn xuống, dường như là một con yêu thú. Ba đạo bóng dáng dần dần rõ ràng, con yêu thú kia toàn thân màu bạc, trên trán mọc ra cái sừng vàng, tứ chi không ngừng đạp hư không, phát ra âm thanh phanh kiệt phanh kiệt. Tuy yêu thú này nhìn qua cổ quái, nhưng trên người lại truyền ra khí tức khủng bố, dường như muốn thôn thiên phệ địa. Là hắn. Trong nội tâm Lý Vân Tiêu cả kinh, đồng tử bỗng nhiên co rút lại, lộ ra thần sắc không dám tin. Lệ Hoa chỉ sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói ra. Táng niên thú. Yêu thú màu bạc bên cạnh nam tử cười lên, nói. Lệ Hoa chỉ, năm đó từ biệt, đã hơn 20 năm khôn gặp. Có từng nhớ cố nhân không? Nam tử kia tựa vào người táng niên thú, vẻ mặt lười biếng. Sau lưng còn có một nam tử thân hình cao lớn. Toàn thân cơ bắp nhô lên, bộ dáng lực sĩ điển hình. Khí thế trên người hắn khổng lồ, bước ra khỏi thông đạo không gian, bầu trời bốn phía bị ép ra bốn phương tám hướng như nếp nhăn. Lệ Hoa chỉ thập phần kinh ngạc, nói. Siêu Kim Lương, không thể ngờ ngươi tới đây, còn có Côn Nô. Một câu nói kia làm cho mọi người thất sắc. Người này dĩ nhiên là Diêu Kim Lương. Một trong thập đại phong hào vũ đế thần khống vũ đế Diêu Kim Lương. Thập đại vũ đế có một tuần thú sư duy nhất, nghe đồn bên cạnh hắn là cửu giai đỉnh phong táng niên thú, vô cùng hung tàn. Không thể ngờ thoáng cái xuất hiện hai phong hào vũ đế,
tất cả mọi người đổ mồ hôi lạnh như mưa, kích động khó nói lên lời. Diêu Kim Lương cười nhạt một tiếng, nói. Ta đến làm ít chuyện, không thể ngờ lại gặp ngươi. Hắn dùng tay ra hiệu, Côn Nô sau lưng bước xuống, cả đại địa rung động lắc lư. Thân hình cực lớn của hắn đứng trên không thành Viêm Vũ quan sát xuống chẳng khác gì thần linh. Côn Nô mở mồm ra, giống như chuông lớn gõ vang, mặt đất lay động, nói. Một đôi tỷ đệ gọi là Mộng Vũ Mộng Bạch các ngươi giấu ở đâu? Giao ra đây cho ta. Tâm thần Lý Vân Tiêu đại chấn, hoảng sợ không tự giác lui về phía sau một bước. Sắc mặt trở nên tái nhợt, dĩ nhiên là tới tìm tỷ đệ Mộng Vũ, như vậy người nọ sau lưng hai người này. Kỳ quái, vì sao không cảm thụ được khí tức của hai người này? Cái mũi Côn Nô ngửi tới ngửi lui giống như mũi chó, nhíu mày càng chặt. Hắn nhìn lên trời nói. Diêu đại nhân, không có tìm được. Diêu Kim Lương nhướng mày, nói. Vị đại nhân kia quả quyết sẽ không tính sai, ngươi tìm tiếp. Vâng. Côn Nô bước vài bước, tiếp tục ngửi. Tất cả người trong thành Viêm Vũ mồ hôi lạnh đầm đìa, dưới uy áp to lớn này, ai cũng không dám tự ý hành động. Những kẻ này đều là tồn tại trong truyền thuyết, Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Trì, Thần Khống Vũ Đế Diêu Kim Lương, đều là cao thủ top 10 trên thiên địa phong vân bảng. Bọn họ không ngờ đồng loạt tới thành Viêm Vũ, làm cho nội tâm rất nhiều võ giả nhiệt huyết bành trướng. Có bao nhiêu người nghe qua truyền thuyết phong hào vũ đế lớn lên, lại có bao nhiêu người xem 10 người này là mục tiêu phấn đấu của mình, từng bước một đi lên võ đạo đỉnh phong. Mà giờ phút này, truyền thuyết ở ngay trước mắt. Đinh Linh Nhi cùng Lạc Vân Thường nhìn nhau, tâm tình các nàng khác lạ, bởi vì chỉ có các nàng biết rõ nơi này không chỉ có hai phong hào vũ đế, còn có một phá quân vũ đế Cổ Phi Dương. Ba đại vũ đế tề tụ, đây là quang cảnh thế nào? Lý Vân Tiêu nhìn qua hai người trên không trung, im lặng không nói, trong nội tâm không biết nghĩ gì. Côn Nô ngửi hồi lâu, ngẩng đầu lên, nói. Diêu đại nhân, thật không có. Thần sắc Diêu Kim Lương nghiêm nghị, nhíu mày suy tư, hồi lâu mới nói. Vậy thi triển chiêu đó, thỉnh vị đại nhân kia tự mình ra tay đi. Côn Nô biến sắc, nhưng mà sau đó biến thành thản nhiên, nói. Vâng. Hai tay hắn hợp lại giơ lên cao, da thịt trở thành màu tím, từng đạo thanh khí bay ra khỏi người hắn, sắc mặt trở nên cung kính. Lý Vân Tiêu cùng Lệ Hoa Chỉ biến sắc, chiêu này chính là kỳ thần thuật, chính là chiêu thức mời thần niệm cường giả hàng lâm. Rất nhanh, thần sắc Côn Nô biến hóa, dường như biến hóa thành một người khác. Gương mặt biến hóa loáng thoáng, dường như làm cho người ta khó thấy rõ, thân thể không ở thế giới này, cho người ta cảm giác như ảo ảnh. Ngươi là... Đột nhiên Lệ Hoa Chỉ kinh hãi, trong hai mắt bắn hào quang xuyên qua vô cùng thời không, nhìn lên người Côn Nô, cả kinh nói. Ngươi là Vi Thanh đại nhân. Vi Thanh. Người phía dưới trừ Lý Vân Tiêu ra, tất cả mọi người không hiểu ra sao, hiển nhiên là không có nghe qua cái tên này. Tất cả đều cảm thấy vạn phần kỳ quái, vì sao cái tên lạ lẫm này lại làm thập đại vũ đế trong truyền thuyết sợ hãi như vậy. Yêu Long trầm trọng nói. Quả nhiên là người này. Tiểu tử, làm sao bây giờ? Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, hậm hực nói. Tỷ đệ Mộng Vũ đang ở trong giới thần bi, hy vọng hắn không tìm thấy. Nếu là những người khác, Lý Vân Tiêu yên tâm 10 phần, nhưng mà người này lại làm cho nội tâm của hắn không có ngọn nguồn, trở nên thấp thởm không yên. Phi Thanh ngẩng đầu lên, dùng ngữ khí mờ ảo nói. Lệ Hoa Trì, đã biết là bổn tọa, còn không mau mau thối lui. Tất cả mọi người ăn cả kinh, trong nội tâm đều khiếp sợ không thôi. Người kia là ai? Vậy mà bảo thiên địa phong vân bảng bài danh thứ 5 Thiên Cầm Vũ Đế Lệ Hoa Chỉ nhanh chóng thối lui. Quá cản rỡ rồi. Thần sắc Lệ Hoa Chỉ biến đổi, hắn tươi cười. Hắn vỗ đàn ngọc, một khúc này lưu chuyển lan tới chân trời. Có trời xanh, cổ xưa, mịt mù không thể nghe thấy. Người bảo ta lui thì ta phải lui sao? Nếu bản tôn ngươi tới đây, ta còn có thể kiêng kỵ vài phần. Chỉ là thần niệm. Lệ Hoa Trì lại cười trào phúng, nói. Hừ, đến lúc đó đừng nói ta không cho ngươi mặt mũi. Cái thành Viêm Vũ này hôm nay ta bảo vệ chắc rồi, nếu ngươi dám sằng bậy, hôm nay không thể nói trước liền giết Côn Nô của ngươi, diệt tần niệm của ngươi. Thần sắc Phi Thanh ẩn nấp trong hư không, làm cho người ta khó có thể thấy rõ. Nhưng hiển nhiên đã tức giận, hắn hừ nặng nề. Thần sắc Diêu Kim Lương cũng biến đổi, khẽ vuốt táng niên thú bên cạnh, khẽ cười nói.
Lệ Hoa Trì, người đúng là ngoan độc, mặt mũi của vị đại nhân này ngươi cũng dám không cho. Lệ Hoa Trì cười lạnh nói. Diêu Kim Lương, người vốn là người tiêu sái, vì sao lại đi theo làm tùy tùng hầu hạ vị đại nhân này? Đây chẳng khác gì mắng hắn là chó săn, Diêu Kim Lương cũng không nổi giận, khẽ cười nói. Người có chí riêng, còn nữa, ta cùng vị đại nhân này là quan hệ hợp tác, cũng không phải không chịu nổi như ngươi nói. Tính tính toán toán bao nhiêu năm rồi nhỉ? Năm đó thua ngươi một chiêu nửa thức, rất sớm đã muốn tìm ngươi lãnh giáo, không bằng đợi lát nữa xong chuyện nơi này, chúng ta tìm nơi luận bàn. Lệ Hoa Trì lạnh nhạt nói. Tùy thời phụng bồi, nhưng mà hôm nay trong thành Viêm Vũ, ai cũng đừng mong dương oai. Diêu Kim Lương biến sắc, khó xử nói. Ngươi một người thế đơn lực bạc, có ta ngăn chặn ngươi. Thành Viêm Vũ này không phải tùy đại nhân tùy tâm sở dục sao? Trong mắt Lệ Hoa Trì bắn ra một tia lệ khí, khinh thường mỉa mai nói. Nếu ta và ngươi toàn lực động thủ, không gian Nam vực này chỉ sợ sẽ nổ nát, đến lúc đó cả Nam vực sẽ sụp đổ trong thiên vũ giới, cuốn vào trong hư không loạn lưu, chết tổn thương hàng tỷ sinh linh. Ta muốn nhìn, ngươi và người nọ làm sao bàn giao với hai vị đại nhân đây, làm sao bàn giao với thiên hạ. Người phía dưới nghe xong đổ mồ hôi lạnh, chuyện này quá khoa trương rồi. Nhưng trông thấy thần sắc ngưng trọng của Diêu Kim Lương, dường như thật có chuyện như vậy, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Tương truyền năm đó vì tranh đoạt danh hào thập đại vũ đế, cả thánh vực bị đánh thành 4/5 liệt, vẫn cho rằng đây chỉ là truyền thuyết, bây giờ nghe xong đã không phải giả. Cả thiên địa yên lặng, dường như tất cả đều trầm mặc xuống. Phi Thanh mở miệng, vẫn là giọng nói mờ ảo. Ta chỉ mang hai người rời khỏi mà thôi, hơn nữa sẽ không thương hại bọn họ. Lệ Hoa Trì nhướng mày, nếu Vi Thanh mở miệng, dùng thân phận của hắn tự nhiên không có khả năng nói giả, hắn ngưng mắt đứng trong hư không. Hắn cũng rất tò mò, có thể làm cho Diêu Kim Lương tự mình chạy tới, hiện tại Vi Thanh lại đánh thần niệm xuống, rốt cuộc là người nào lại trọng yếu như thế. Toàn thân Lý Vân Tiêu rét run, trực giác nói chuyện hỏng bét. Nhưng mà trước mặt Vi Thanh cùng Diêu Kim Lương, còn có một đầu cửu thiên cảnh đỉnh phong táng niên thú, hắn căn bản chính là con sâu cái kiến. Làm gì có quyền lợi lựa chọn, chỉ có thể mặc người chém giết. Phi Thanh giơ tay lên, năm ngón tay hình thành ấn quyết kỳ quái. Một đạo lam sắc quang mang bắn ra khỏi đầu ngón tay, tự thành đồ án trên không trung, tụ mà không tiêu tan. Nội tâm Lý Vân Tiêu đột nhiên trầm xuống, đồ án này chính là dấu hiệu của Phi Thanh, giống như đúc đồ án sâu trong thần thức của Mộng Vũ. Linh hồn hiện ảnh của Lý Vân Tiêu đột nhiên xoát hiện bên cạnh nàng, lãnh đạm nói. Muốn từ giới thần bi của ta dẫn người đi, trừ phi ngươi phá vỡ thế giới này. Hắn thi triển đại diễn thần quyết, gia tăng cấm chế tầng tầng. Dần dần ánh sáng mùa lam nhạt trên người Mộng Vũ nhạt xuống, biến thành bình thường. Phi Thanh biến sắc, trong đôi mắt bắn ra vẻ khiếp sợ, nhìn qua thành Viêm Vũ. Hắn đảo qua từng người, phàm là người bị ánh mắt của hắn nhìn qua, tất cả đều tâm thần đại chấn, trái tim nhảy lên cổ họng. Giống như tất cả bí mật trong lòng bị xuyên thủng. Hừ, tinh thần công kích bực này ở trước mặt ta tính toán cái gì? Trong lòng Lý Vân Tiêu cười lạnh không thôi, chờ ánh mắt Phi Thanh quét qua, lập tức toàn thân run lên, giả thành bộ dáng sợ hãi, mà ngay cả linh hồn cũng run rẩy theo. Phi Thanh nhìn quét qua phía dưới, cũng không có phát hiện khác thường, chỉ nhìn lên người Lạc Vân Thường một chút, kinh ngạc nói. Cửu Dương chân khí, ngươi là người Thần Tiêu Cung. Lạc Vân Thường cắn răng nói. Khí đồ Thần Tiêu Cung, chưa đủ thành đạo. Sao khí đồ, môn đồ bị vứt bỏ? Người bốn phía kinh hãi, nhao nhao hoảng sợ nhìn qua Lạc Vân Thường, không thể ngờ thân phận của nàng lại bất phàm như thế. Ngay cả Lệ Hoa Chỉ cùng Diêu Kim Lương cũng biến sắc, ánh mắt nhìn qua nàng. Phi Thanh nói khẽ. Có thể tu luyện cửu dương chân khí, vạn không có một. Tuy ngươi bây giờ tiến độ chậm chạp, nhưng mà ngày khác tất nhiên có thể bước vào cửu thiên cảnh không thể nghi ngờ. Người có thể tu luyện nó ở Thần Tiêu Cung không ai không trở thành cao thủ danh chấn một phương. Hắn trầm mặc một lúc, nói. Khúc cung chủ hiện nay tốt chứ? Lạc Vân Thường dưới uy áp của người này, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn, cắn chặt răng, thở dốc nói. Khí đồ Thần Tiêu Cung, chuyện khúc cung chủ, ta làm sao biết? Phi Thanh không hề nói gì, mà là thì thào lẩm bẩm. Hẳn là hai người này đang ở trong không gian khác. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn qua chín dòng chảy linh khí, nhíu mày, nói.
chẳng lẽ là Tu Di Sơn? Không đúng, Tu Di Sơn đã sụp đổ, linh khí tiết ra ngoài. Chỗ kia không phải Tu Di Sơn. Hắn giơ tay lên, hai mắt khép hờ. Cả không gian vào thời khắc này trở nên run rẩy, dường như tùy thời có khả năng sụp đổ. Một đạo uy áp mờ ảo truyền tới, giống như muốn phá tan chân trời tiến thẳng hư không. Thần sắc Lý Vân Tiêu đại biến, hắn lập tức hiểu suy nghĩ của Vi Thanh, lập tức cảm giác như rớt vào hầm băng. Yêu Long cũng hoảng sợ nói. Điên, điên, hắn thật muốn đánh phá thế giới, khí tức này là hắn muốn triệu hoán binh khí kia. Tỷ đệ hai người này là ai, vì sao hắn muốn tìm bọn họ? Lệ Hoa Chỉ biến sắc, hoảng sợ thất thanh nói. Vi Thanh, người đang muốn vận dụng siêu phẩm huyền khí. Hẳn là thật muốn đánh vỡ thế giới. Sẽ không sợ thiên địa sụp đổ sao? Có lẽ ngươi hiểu hơn ta, Nam vực linh khí mỏng manh, nếu thật sự vận dụng vật kia, rất có thể sẽ đánh nát Nam vực, đến lúc đó ngươi làm sao xong việc. Tuy giới thần bi đã vượt qua siêu phẩm huyền khí tồn tại, nhưng dù sao Lý Vân Tiêu thực lực quá thấp, căn bản không thể phát huy uy lực. Mà Cửu Thiên Vũ Đế thi triển siêu phẩm huyền khí, đây tuyệt đối là thiên băng địa liệt. Vi Thanh nhướng mày, nhìn qua Lệ Hoa Chỉ nói. Nếu ngươi nguyện giúp ta thì không cần phiền toái như vậy. Ta không biết ngươi được người nào nhờ vả, nhưng nếu ta thực ra tay, Thành Viêm Vũ sẽ không còn. Lệ Hoa Chỉ cau mày, hiển nhiên thập phần khó xử. Vi Thanh cũng không vội, lặng lặng chờ hắn trả lời thuyết phục. Kiện siêu phẩm huyền khí dường như đình chỉ vượt qua vực mà đến, cả không gian trở nên vững chắc lại. Tốt, ta giúp ngươi tìm. Lệ Hoa Chỉ nói. Ngươi giao ấn ký không gian cho ta. Còn nữa, sau chuyện này, ta yêu cầu thánh vực can thiệp vào, ban thiết luật, không cho phép bất luận thế lực nào nhìn chằm chằm vào Thành Viêm Vũ. Thần sắc Phi Thanh không có bất kỳ biến hóa nào, nói. Như ngươi mong muốn. Người phía dưới nghe rõ ràng, lập tức hoảng sợ không thôi. Người này rốt cuộc là ai? Vậy mà có thể cho thánh vực ban phát thiết luật, ngăn cản thế lực khắp thiên hạ. Lý Vân Tiêu cũng kinh hãi, hắn biết rõ Lệ Hoa Chỉ lợi hại, âm luật rất mạnh, có thể vượt qua không gian. Long cong! Một tiếng nhạc vang lên, tất cả mọi người như bị điện giật, rất nhanh liền mất phương hướng trong tiên âm, mấy vạn người Thành Viêm Vũ sắc mặt si mê. Nội tâm Lý Vân Tiêu cực độ dãy giụa, toàn thân mồ hôi lạnh đầm đìa, hắn không dám thi triển đại diễn thần quyết, sợ bị phát hiện. Nhưng mặc dù thực thi triển cũng không thể ngăn cản tiếng đàn của Lệ Hoa Trì, cũng dần dần trở nên si ngốc. Trong giới thần bi, mấy ngàn tên võ giả tâm thần chấn động mạnh, dừng việc trong tay lại. Trong Phương Thốn Sơn, đồng tử Mộng Bạch cũng dần dần tan rã, vẻ mặt si mê. Mà giờ khắc này Mộng Vũ vẫn hôn mê bất tỉnh tỏa ra màu lam nhạt. Thân thể lăng không hiện lên đến. Từng đạo âm phù quấn quanh tỷ đệ bọn họ, rất nhanh bày kín toàn thân, dường như muốn dẫn hai người phá không mà đi. Thật lâu, cũng không biết trải qua bao lâu, người trong Thành Viêm Vũ nhao nhao tỉnh lại. Bầu trời đã sáng, sớm không còn thân ảnh của mấy vũ đế nữa. Ti, vậy mà một khúc này vượt qua một đêm. Thôi đi pa ơi, cái gì một đêm, tu vị của ngươi thật rác rưởi, nói cho ngươi biết, đã ba ngày rồi. Cái gì? Những đại nhân vật kia sớm đã thức tỉnh rời đi, các người cũng nhìn đi, nhìn chung quanh, còn có rất nhiều người đang si mê trong đó đấy. Tất cả mọi người nhao nhao biến sắc, cảm giác quang cảnh chung quanh, không ngờ trôi qua ba ngày. Những người tu vị thấp kém càng không biết sẽ mất phương hướng bao lâu. Sau chuyện Thành Viêm Vũ, các loại tin tức như vũ bão truyền ra. Rất nhanh, thánh vực liền ban thiết luật. Bất luận môn phái không phải Nam vực đều không được đánh chủ ý Thành Viêm Vũ. Mà trong Nam vực, người trải qua chuyện đêm hôm đó không dám đánh chủ ý Thành Viêm Vũ. Mà Lý Vân Tiêu sau sự kiện kia cũng nhạt đi trong mắt mọi người, rất ít nhìn thấy tung tích. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Đáng chết, thậm chí ngay cả vũ đế vượt qua vực mà tới cũng không giết hắn được. Trời ạ, tại sao có thể không hợp thói thường như vậy? Trong một quán rượu nhỏ, Lý Giật nghe người bốn phía bàn luận sinh động, sắc mặt còn khó coi hơn ăn con ruồi, uống từng ngụm rượu. Sắc mặt Lý Giật âm trầm, hắn cầm huyền binh rời đo. Hôm nay, chỉ có thể vận dụng khối tử thần lệnh này mà thôi. Trong mắt Lý Giật bắn ra thần thái kiên định, rất nhanh đi vào một khu dân cư nghèo. Trước một gian nhà rách dưới, một lão đầu đang rít thuốc lá thấp kém xoạch xoạch, sắc mặt đỏ bừng ho khan. Lão đầu,
bên này có người nào gọi là Phách Thiên Hổ hay không, người có biết không? Lý Dật chuyển vài vòng, tiến lên tìm lão nhân kia hỏi. Lão đầu híp mắt, nhìn hắn một hồi, nói. Ta chính là Phách Thiên Hổ, tìm ta có chuyện gì? Lý Dật nhìn qua lão giả này thể cốt nhanh nhẹn, có chút mê muội, vỗ vỗ cái trán nói. Ngài chính là Phách Thiên Hổ. Hắn lấy ra tấm lệnh bài đưa tới trước mặt Phách Thiên Hổ. Đồng tử lão đầu lập tức co rút lại, rất nhanh khôi phục nguyên trạng, nói. Thì ra là người có lệnh bài, đi theo ta. Hắn thu thập thuốc lá rời đi, đi vào trong gian phòng cũ kỹ, hai bên đều là các loại phế lệ rác rưởi chồng chất, phát ra mùi thúi trùng thiên. Nếu không phải lúc lão nhân nhìn thấy lệnh bài, trên người tỏa ra khí tức làm Lý Dật run rẩy, hắn nhất định sẽ cho rằng đi nhầm địa phương. Hai người đi vào một gian nhà xí thấp bé, lão đầu mở cái nắp thùng đầu con ngựa, chỉ vào bên trong nói. Vào đi thôi. Cái gì? Trong mắt Lý Dật như lồi ra, trên mặt khó coi đến cực điểm, nói. Phách tiên sinh, ngươi không phải đang nói đùa à? Lão đầu cười hắc hắc hai tiếng, nói. Thời điểm làm nơi này không cân nhắc chu toàn, không cẩn thận biến thành bồn cầu. Nơi này là thông đạo duy nhất tiến vào Tử Thần Cung. Chính ngươi cân nhắc. Lý Dật nhìn qua bồn cầu phát hiện thứ buồn nôn kia, trong dạ dày quay cuồng, cũng nhịn không được nôn mửa liên tục. Lão đầu cầm lấy tẩu thuốc xít mấy hơi, cười nói. Hắc hắc, nôn đi, nôn nhiều sẽ thành quen. Quẹ, thật vất vả cũng chỉ hoãn nôn, nhưng vừa nhìn thấy bồn cầu thì lại nôn tiếp. Sau khi nôn vài lần, thân thể uệ cơ hư thoát, lúc này sắc mặt trắng bệch tiến vào bồn cầu. Bên trong dĩ nhiên là không gian trùng động, Lý Dật dẫm mạnh bước vào, thân thể rơi xuống vô hạn, bốn phía đều là bóng tối, không gian giống như đang không ngừng biến hóa. Rốt cục không biết qua bao lâu, nhìn thấy một tia ánh sáng, thân thể không tự giác lao ra. Xoạt! Trực tiếp rơi một trong ao, mùi xú thí trùng thiên, dĩ nhiên là ao phân. Quẹ! Lý Dật nôn toàn bộ chất chua trong bụng ra ngoài, mạnh mẽ lao ra khỏi ao, té trên đất. Liều mạng nôn mửa tiếp. Hắn tay không khẽ vẫy, lập tức rất nhiều thủy nguyên tố hội tụ tới, dốc sức liều mạng cọ rửa thân thể của hắn. Sau khi trà sát ra thịt nhìn thấy máu mới dừng tay. Hắn từ trong không gian giới tử lấy quần áo sạch sẽ ra, đang muốn thay đổi. Đột nhiên một đạo nhân ảnh chớp động, sau lưng có khí tức rất mạnh truyền tới. Toàn thân Lý Dật đại chấn, đang muốn mặc quần áo thì cứng đờ, không dám nhúc nhích mảy may. Ti lưu. Một tiếng nuốt nước miếng phía sau vang lên, làm cho đáy lòng Lý Dật sợ hãi, hắn nhanh chóng nhìn thấy đôi mắt tham lam theo dõi thân thể của hắn. Thân thể Lý Dật thoáng run rẩy, không chú ý tới khí tức bá tuyệt của đối phương, vội vàng cầm quần áo mặc vào, vạn phần cảnh giác nói. Ngươi là ai? Người nọ lúc này thu hồi ánh mắt tham lam, hắn có gương mặt tuấn tú, nhe răng cười nói. Hắc hắc, ta chính là tiếp dẫn sứ tử thần cung. Lệnh bài của ngươi đâu? Lý Dật vội vàng móc lệnh bài ra. Tiếp dẫn sứ vậy mà không có tiếp lệnh bài, mà là trực tiếp sờ tay của hắn, hắn sợ tới mức làm rơi lệnh bìa. Tiếp dẫn sứ đưa trả lệnh bài cho hắn, liền đi phía trước dẫn đường. Trong lòng Lý Dật tràn đầy vẻ cảnh giác, đi theo xa xa. Hai người nhanh chóng đi tới trước cung điện đồ sộ, toàn bộ do gạch vàng xây thành, khảm nạm châu ngọc, xa hoa đâm nhức mắt người. Nhưng những thứ bài trí thế tục này Lý Dật không đặt vào mắt. Cung chủ đang ở bên trong, chính ngươi đi vào đi. Tiếp dẫn sứ mang hắn tới cửa, trên mặt lộ ra vẻ vui vẻ cổ quái. Lý Dật một mình đi vào, nhưng trong điện trống rỗng, bốn phía tràn ngập khí tức lã lướt, cho hắn một loại cảm giác cực kỳ không thoải mái. Cung chủ Tử Thần Cung ở đâu? Ta cầm lệnh bài, kính xin gặp mặt. Hắn lớn tiếng quát vài lần, đột nhiên một cơn gió thổi qua, chẳng biết lúc nào, trong bảo tọa trên đại điện có nam tử đang ngồi. Lý Dật hít khí lạnh, bị khí tức âm lãnh này dọa lui ra phía sau. Nam tử trên đại điện lười biếng, dùng ngữ khí quái dị nói. Chuyện gì? Trong lòng Lý Dật khiếp sợ không thôi, người trước mắt chính là thống lĩnh sát thủ trong thiên hạ, cung chủ Tử Thần Cung Vũ Văn Tường. Hắn vội vàng quỳ xuống, dâng lệnh bài bằng hai tay, nói. Tại hạ Lý Dật, cầm tử thần lệnh tới đây, hy vọng Vũ Văn cung chủ giết ta giết một người. Vũ Văn Tường chậm rãi đảo mắt, không ngừng đánh giá Lý Dật, trong mắt dần dần toát ra tinh mang, khặc khặc nhe răng cười nói. Giết người, là ai vậy?
Lý Dật cảm nhận được ánh mắt của hắn, chỉ cảm thấy như có ai đâm sau lưng, khó chịu nói không nên lời, vội nói. Thành Viêm Vũ thành chủ, Lý Vân Tiêu. Đồng tử Vũ Văn Tường hơi co lại, trên mặt hiện lên một tia dị sắc, hồ nghi nói. Chính là thành chủ Thành Viêm Vũ của tiểu quốc Nam Vực đang xôn xao đó sao? Đúng là người nọ. Lý Dật vừa nghe được cái tên này thì choáng váng, nghiến răng nghiến lợi nói. Người này tội ác tày trời, chết chưa hết tội. Vũ Văn Tường vuốt vuốt lệnh bài trong tay, quái dị cười nói. Người nọ có tội ác tày trời hay không ta mặc kệ, nhưng mà chuyện Thành Viêm Vũ, ngay cả thánh vực cũng hạ thiết luật, như vậy quá phiền toái. Lý Dật khẽ giật mình, vội vàng nói. Tử thần cung chính là tổ chức sát thủ đệ nhất thiên hạ, chưa từng có nhiệm vụ không nhận. Truyền thuyết bằng vào tử thần lệnh có thể nhờ tử thần cung giết bất cứ người nào trong thiên hạ. Ha ha, lời này hơi khoa trương rồi. Vũ Văn Tường cười lạnh nói. Chẳng lẽ bảo ta đi giết Ngạo Trường không ta cũng đi? Cái này. Lý Dật lập tức nghẹn lời, nói. Lý Vân Tiêu làm sao có thể so sánh với Ngạo Trường không chứ? Vũ Văn Tường lúc này sắc mặt âm trầm, nhe răng cười nói. Muốn giết Lý Vân Tiêu cũng được, nhưng mà chỉ bằng tử thần lệnh này còn chưa đủ, ít nhất còn phải trả thêm thù lao nhất định. Lý Dật sắc mặt ngạc nhiên, cau mày nói. Trên người của ta cơ bản không có cái gì đáng tiền có thể bị các ngươi vừa ý, muốn bao nhiêu nguyên thạch. Ta đi gom góp. Trên mặt âm lãnh của Vũ Văn Tường mang theo nụ cười âm lãnh quái dị, nhìn chằm chằm vào Lý Dật rồi sáng mắt lên, cười quái dị nói. Khặc khặc, nguyên thạch ta chắc chắn không thu. Đột nhiên hắn đánh ra một chưởng như thiểm điện, một đạo kình phong đánh tới. Lý Dật đã giật mình, sắc mặt cực độ trắng bệch. Đối phương nếu muốn giết mình, tuyệt đối là bóp chết dễ dàng như con sâu cái kiến, hắn hoảng sợ nói. Ngươi làm cái gì? Hí, kình phong lướt qua người Lý Dật không có làm suy giảm thân thể hắn mảy may, lại xé rách toàn bộ quần áo của hắn, thân thể không mảnh vải che thân lộ ra ngoài. À, Lý Dật cả kinh, tuy hắn không phải nữ tử, nhưng trong đại điện âm trầm trang nghiêm này, lại ở trước mặt một nam tử, lộ ra con chim nhỏ ở giữa hai chân trước mặt nam nhân thì không vui. Vô cùng tức giận, nói. Sốt cuộc ngươi muốn làm gì? Vũ Văn Tường nhìn chằm chằm vào thân thể Lý Dật, hai mắt của hắn sáng lên, dùng đầu lưỡi liếm bờ môi khô khốc, duỗi tay phải ném ra một thứ. Một vật hình vuông trượt bay tới dưới chân Lý Dật. Vật kia dường như rất trơn trượt, sau khi rơi xuống còn trượt thêm một mét. Lý Dật định mắt nhìn xuống, sắc mặt xoát trở nên trắng bệch cực độ, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống, thân thể càng không chịu được lạnh rung. Đố là cái gì, mũ mũ? Vật hình vuông kia có màu vàng nhạt, chính là một khối xà phòng. Đi gì, ai biết nó dùng làm gì không? Mặt cười. Khặc khặc, còn không mau đi nhặt lên. Giọng Vũ Văn Tường âm dương quái khí cười rộ lên, còn kèm theo tiếng nuốt nước miếng, hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm vào toàn thân Lý Dật. Ô, ô ô, Lý Dật nhìn không được sợ tới mức khóc lớn lên, hai chân mềm nhũn muốn quỳ xuống, thút thít nỉ non nói. Đại nhân, ngài bỏ qua cho ta đi. Cái tử thần lệnh này ta không muốn, nhiệm vụ cũng không tuyên bố, xem như ta chưa từng tới đây, van cầu ngài buông tha ta. Ta trời sinh bị loét đít. Loét đít. Trong mắt Vũ Văn Tường sáng ngời, đây chẳng khác gì thịt đưa tới miệng, há chịu bỏ qua, đúng quần của hắn nhô lên cao cao, cười khặc khặc quái dị. Khặc khặc, ta ưa thích có loét đít, xuất huyết nhiều, ha ha. Không muốn chết thì nhanh nhặt lên, trong ba hô hấp không nhặt lên, ta còn có 18 cách chơi đang chờ ngươi. Khặc khặc, khặc khặc. Đầu óc Lý Dật choáng váng một hồi, cơ hồ muốn té xỉu. Hắn run rẩy đi về phía trước, toàn thân run rẩy, hai mắt mang theo thần thái sợ hãi, giống như khối xà phòng kia chính là một con ác ma. Hắn nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt chảy dài trên má, cúi người nhặt. Lý Vân Tiêu, đều là ngươi. Đều là ngươi hại, ta nhất định đâm cốt dương hôi a. Nội tâm của hắn gầm lên như điên. Khặc khặc, khặc khặc. Lúc Lý Dật xoay người thì tiếng cười hưng phấn tới cực điểm vang lên, ngay sau đó bóng người Vũ Văn Tường xuất hiện sau lưng Lý Dật. A! Một tiếng hét thảm thiết từ miệng Lý Dật truyền ra ngoài. Thiên Châu Môn chính là thánh địa của Hỏa Ô Đế Quốc, bốn người các ngươi mau lui ra, để hậu họa vô cùng. Trước sơn môn một tòa linh sơn bảo địa,
hai gã đệ tử Thiên Châu môn sắc mặt băng hàn, nhìn bốn người tới quát lớn lên. Nếu không phải bốn người này tỏa khí thế không phải bọn họ có thể khiêu khích, sợ rằng bọn họ đã sớm động thủ đuổi người. Ha ha, hai vị đại ca bớt giận, chúng ta tới đây đòi nợ a. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng cười cười, nói. Thiếu môn chủ Thiên Châu môn của các ngươi thiếu nợ ta một khoản tiền, ta tới đây đòi. Một đệ tử trong đó nhướng mày, quát. Thiếu môn chủ của ta mà lại thiếu tiền của các ngươi sao? Đừng vội gây sự, nhanh chóng thối lui. Lý Vân Tiêu mang phiếu nợ đưa tới trước mặt hai người, nói. Hai vị đại ca cứ xem đi, đây là thiếu môn chủ các ngươi tự mình ký đấy. Hai người liếc nhau, một người trong đó híp mắt nhìn một hồi, lập tức hít một hơi lạnh, sợ hãi nói. Ti, 2 tỷ trung phẩm nguyên thạch.